Tập 31 việc sản xuất game tình yêu kinh dị này, thực ra cũng phản ánh một mong muốn nào đó trong nội tâm Lý Quả Nhi. Ít nhất theo quan điểm của Lý Quả Nhi, Hàn Phi chắc chắn sẽ chết, kết cục tốt nhất của hắn chính là xóa bỏ hận ý của tất cả mọi người, sau đó tự mình lựa chọn một cái chết được coi là giữ được thể diện. Bây giờ Hàn Phi đem trò chơi đến hỏi ý kiến của Triệu Thiến, kỳ thực cũng là đang thăm dò giọng điệu của cô ấy, muốn xem rốt cuộc cô ấy muốn làm thế nào mới tha thứ cho mình. Khác với Lý Quả Nhi loại tính cách cái gì cũng biểu cảm hết trên khuôn mặt, Triệu Thiến là lãnh đạo cấp cao của công ty, kinh nghiệm dày dặn, lòng dạ cũng rất sâu, cô không nói quá nhiều, ngay cả khi có ý định giết người cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. "Triệu tổng, chị có ở đó không?" Hàn Phi đẩy cửa phòng làm việc của Triệu Thiến, với tư cách là lãnh đạo, cô ấy có một phòng làm việc riêng. "Vào đi. Nhóm bọn em đã hoàn thành kế hoạch cải tiến trò chơi, muốn chị xem qua một chút." Hàn Phi đặt tuyến chính của game và một số hình ảnh trên bàn của Triệu Thiến. "Các cậu không phải là Cụ trách trò game phát triển tình yêu mà nhóm trương khánh thiết kế trước đó hay sao? Tại sao ảnh bìa lại máu me như này? Đến cửa điện cũng đưa ra ngoài. Bọn họ chỉ biết bán thịt, không có bất kỳ sự sáng tạo nào. Hơn nữa cách thức bán thịt của họ cũng rất thấp kém. Nhóm em nghĩ đi nghĩ lại, quyết định làm lại tất cả, thiết kế lại thành một game mới tinh. Hàn phi đi về phía trước mấy bước, để đảm bảo mình sẽ không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của triệu thiến. Game tình yêu làm đi làm lại cũng chỉ có mấy chiêu bài cũ. Các cậu còn có thể làm ra được cái gì mới mẻ nữa?" Triệu Thiến dừng công việc trong tay lại, cầm tài liệu lên xem, dần dần, biểu cảm của cô trở nên rất kỳ quái. Cảm giác đó giống như khi đang xem phim kinh dị ở nhà, bất ngờ phát hiện nạn nhân bị quỷ đuổi giết chính là bạn trai cũ của mình vậy. Có chút vui mừng, có chút phấn khích, có chút kích động, chỉ hận không thể xông vào bên trong, truy đuổi cùng với quỷ quái. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Triệu Thiến, Hàn Phi hơi tránh đi ánh mắt của đối phương. Khi hắn xem trò chơi này, thay thế thành nam chính, còn Triệu Thiến sau khi xem, trực tiếp thay thế thành người phụ nữ đang đuổi theo tên cạn bã. Không tệ, rất tốt. Triệu Thiến xem chừng 15 phút, bộ dạng vẫn chưa đủ đã, nếu như nhất định phải nói ra khuyết điểm, thì tôi thấy xếp nữ của nam chính vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Ngoài ra nên bổ sung thêm một vài kết cục nữa, nhân tiện lấp đầy những tuyến phụ. Ví dụ sau khi nam chính tiễn xếp nữ của mình về nhà, đêm đó thực ra có thể xảy ra nhiều chuyện hơn nữa. Triệu Tổng, thế chị cảm thấy cách tử vong có cần thay đổi gì không? Tuy rằng là trò chơi 18 cộng, nhưng nếu như làm cho quá máu me cũng không tốt, dù sao thì nền tảng game của chúng ta vẫn là game chủ đề tình yêu. Hàn Phi trầm giọng hỏi Triệu Thiến. Cậu nói đúng, những cách chết này quả thực rất máu me, cũng có chút khoa trường, rất khó thực hiện. Triệu Thiến cầm bút liệt kê vài kiểu bên cạnh, ví dụ như đẩy nam chính xuống hồ bơi sau khi say rượu, hoặc khi nam chính đang tắm, cho dẫn điện vào trong nhà tắm, hoặc là triệu thiến nói một mạch bốn kiểu chết hàn phi chỉ nghe thôi đã cảm thấy ớn lạnh trong cổ họng phó nghĩa cậu quả thực vẫn rất giỏi trên thị trường vẫn chưa có trò chơi nào tương tự tôi đoán người khác cũng rất khó làm ra loại cảm giác này các cậu chịu khó vất vả một chút nhanh chóng làm ra game này nếu như có thể trở thành một hit lớn ban lãnh đạo công ty cũng sẽ nhìn các cậu với ánh mắt khác nói không chừng sẽ tiếp tục để cậu phụ trách vĩnh sinh triệu thiến đánh giá cao hàn phi cô thúc giục hắn nhanh chóng thực hiện như thể lo lắng rằng hắn còn chưa kịp làm ra trò chơi thì đã bị giết chết rồi cảm ơn sự công nhận của chị bọn em sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hàn phi đáp lại vô cùng nghiêm túc đúng rồi khi hàn phi đưa tay ra muốn lấy lại tài liệu triệu thiến đột nhiên đặt tay ấn chặt lên tệp tài liệu trò chơi là trò chơi cậu đừng coi là thật tôi thấy cậu gần đây khá nhiều áp lực hay là buổi tối đến chỗ cũ uống chút gì đó tình tiết này lại quen thuộc đến vậy đến mức hàn phi sởn hết cả tóc gáy đang lo lắng không biết từ chối như thế nào thì điện thoại đột nhiên vang lên. Thực xin lỗi, Triệu Tổng, em có điện thoại. Hàn Phi dùng lực rút tệp tài liệu ra, sau đó giả vờ nghe điện thoại, vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Thật là nguy hiểm, nếu như tối nay mình đến nhà cô ấy, phòng trừng sẽ không thể ra được nữa. Vô thức trả lời điện thoại, Hàn Phi thản nhiên hỏi, có chuyện gì không? Anh có thể đến trường một chuyến không? Chúng tôi muốn nói chuyện về phó sinh với anh, lúc trước con đã đánh bị thương một bạn, bố mẹ bạn đó muốn hòa giải giọng nói trong điện thoại nghe rất điềm đạm nho nhã. Cô giáo lưu, trái tim vừa trùng xuống của Hàn Phi lập tức lại dựng lên, bây giờ không phải là lúc bất cẩn, lúc trước phó sinh đã đánh. Người sao? Cả hai bên đều động thủ. Thằng nhóc đó cũng đánh phó sinh. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Hàn Phi cúp điện thoại, quay lại phòng làm việc của nhóm mình, nói cho mọi người hai chuyện. Thứ nhất, trò chơi của chúng ta đã được lãnh đạo công ty chấp nhận, bọn họ cũng cho rằng nó nhất định sẽ hát anh giai cây giả và vài nhân viên khác đều vỗ tay hoan hô bọn họ không phải là cố ý tạo bầu không khí mà nếu như trò chơi này thực sự hát thì tiền thưởng cao hơn nhiều so với tiền lương còn chuyện thứ hai là tôi phải đi ra ngoài một lát mọi người ở lại đây chăm chỉ làm việc hàn phi bước tới máy tính đóng hết các trò chơi đang thu nhỏ cửa sổ hắn chuẩn bị trực tiếp tan làm luôn sách cặp tài liệu lên hàn phi lại đi qua xem thẩm lạc một chút đối phương vẫn chưa tỉnh dậy thức ăn và nước uống đã mua cho anh đầy đủ rồi nếu anh còn bị bắt lại thì cũng không thể trách tôi được hàn phi rời khỏi tòa nhà qua lối đi an toàn bắt taxi đến trường thực ra hắn luôn rất quan tâm đến nơi phó sinh đã học tập trưởng thành chỉ là cứ luôn bị truy sát vì vậy hắn không thể phân tâm để đi khám phá bây giờ vẫn đang là giờ học nên không có nhiều người trong khuôn viên trường cô giáo lưu tôi đã đến cổng trường rồi hàn phi gửi tin nhắn cho cô giáo lưu anh trực tiếp đến phòng hiệu trưởng đi sau khi nhận được tin nhắn trả lời Hàn Phi mới chợt nhận ra mình không biết phòng hiệu trưởng ở đâu. Ngôi trường này trông khá lớn, phó sinh năm nay đang học lớp 10, hai học sinh lớp người đánh nhau, về lý mà nói sẽ không kinh động đến hiệu trưởng, nhiều nhất thì giáo viên chủ nhiệm ra mặt là được rồi, xem ra chuyện này tương đối ầm ĩ. Hàn Phi không phải là một thanh niên vừa mới bước vào xã hội, đã từng trải qua rèn luyện của thế giới tầng sâu, làm qua nhiều nghề khác nhau, quen nhìn sự thăng trầm của con người. Tòa nhà dạy học đối diện với cổng trường, Hàn Phi vốn định đi vòng qua nhưng lại nhìn thấy có một nữ sinh đang ngồi trên bậc thềm trước tòa nhà dạy học bây giờ đang là giờ học sao cô bé lại ngồi ở bậc thềm bên ngoài hàn phi đi về phía cô bé nhưng cô bé đó đã quay người đi vào phòng dạy học rồi biến mất đây chính là cô bé đã luôn ăn cùng phó sinh à cách đây vài năm từng có một nữ sinh nhảy lầu thi thể rơi xuống bậc thềm trước tòa nhà dạy học sự việc này rất nhiều người đều biết nhưng nhà trường lại không để ai nhắc đến đã ép dư luận xuống nghe cô giáo lưu nói phó sinh còn thích cầm ô tre cho cây non không biết cây non đó mọc ở đâu nếu như bọn họ không thừa nhận ở gần cây non có vấn đề mình sẽ đến vào buổi tối để xem có thể đào được thứ gì như xác chết hay không hàn phi cũng là lần đầu tiên làm bố không có kinh nghiệm gì hắn cảm thấy chứng minh sự trong sạch của phó sinh như vậy mới là cách làm đúng đắn đi ngang qua tòa nhà dạy học hàn phi cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà văn phòng lúc này cô giáo lưu cũng vừa hay xuống tầng đón hắn bên này cô giáo lưu hôm nay ăn mặc rất đặc biệt mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt trông rất thục nữ chỉ có một điểm không hài hòa là cô ấy đi đâu cũng mang theo một chiếc túi căng phòng dưới sự dẫn dắt của cô giáo lưu hàn phi đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng đi vào phòng hiệu trưởng lúc này trong phòng có mấy người đang đứng bọn họ nhìn hàn phi đều rất không thiện cảm đến muộn như vậy một chút tố chất cũng không có người mở miệng nói là một người đàn ông trung niên trên người mặc một bộ âu phục màu đen đắt tiền ngạo mạn ôm lấy cái bụng bia của mình bên cạnh người đàn ông trung niên là một người béo mặc đồng phục học sinh thân thể dậy thì tương đối nhanh có cảm giác dinh dưỡng quá mức không chỉ béo mà thân hình cũng rất cao người học sinh cao gần bằng hàn phi kia lúc này ủy khuất đứng bên cạnh bố mình trên cánh tay vẫn còn quấn băng trên chiếc ghế sofa bên trái có một người đàn ông thấp bé với vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi đằng sau anh ta là một học sinh với mái tóc nhuộm màu vàng đang đứng học sinh tóc vàng đến áo đồng phục cũng không kéo khóa bộ mặt không quan tâm nếu ngửi kỹ còn ngửi thấy mùi khói thuốc trên người bố phó sinh à bây giờ phó sinh đã khỏe hơn chưa một giọng nói ôn hòa vang lên từ bàn làm việc một ông lão mặt mũi hiền lành đang ngồi ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô giáo lưu đóng cửa lại ba vị phụ huynh đều đã đến rồi vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề ánh mắt của hiệu trưởng quét qua ba vị phụ huynh học sinh vi phạm nội quy nhà trường đánh nhau trong lớp thì phải bị phạt phó sinh đánh con của hai anh cậu ấy quả thực là không đúng, nhưng cậu ấy đã bị phạt ở nhà lâu như vậy, có lẽ cũng đã suy xét đủ rồi. Tôi cảm thấy hai vị cũng không cần phải cứ tóm lấy không tha như vậy, bọn chúng đều là trẻ con, hay là chuyện này cứ kết thúc như thế này đi. Hiệu trưởng nói với người đàn ông trung niên và người đàn ông thấp bé, như thể con cái của họ đã phải chịu rất nhiều oan ức, hy vọng hai người họ đừng để bụng nữa. Đại nhân, không chấp lỗi tiểu nhân, lần này bỏ qua, chúng tôi cũng không muốn tranh chấp với người kém hiểu biết. Người đàn ông trung niên với cái bụng bia nói, anh ta có vẻ có bối cảnh xuất thân tốt đến hiệu trưởng nói chuyện với anh ta cũng đều rất khách khí phụ huynh của tóc vàng cũng gật gật đầu đồng ý bố phó sinh anh thấy thế nào hiệu trưởng nhìn hàn phi chỉ cần hắn gật đầu mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo ba người đang diễn tiểu phẩm cho tôi xem sao hàn phi trực tiếp đi tới trước mặt học sinh to béo băng bó kiểu này trông như cho vui vậy có phải các anh chưa từng thấy máu đúng không hắn ấn chặt tên béo xuống tùy tiện kéo băng ra, hai cánh tay của tên béo không bị chút thương tích nào hết. Hàn Phi nhìn kỹ hồi lâu, liền phát hiện trên cánh tay tên béo có mấy vết thương nhỏ do móng tay cào ra. Chỉ là chút vết sức nhỏ này thôi sao, dán miếng ở gâu tôi còn thấy lãng phí. Cậu cố tình quấn nhiều băng như vậy là để cho ai xem. Quăng chiếc băng trên tay xuống đất, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng. Chưa nói đến việc những đứa trẻ khác có bắt nạt phó sinh không. Hai học sinh này, một người cao to mập mạp như vậy, người còn lại vừa nhìn đã thấy có vẻ thường xuyên đánh nhau ông cho rằng một mình phó sinh có thể chiếm lợi thế trong tay của hai người này hay sao thấy hàn phi không biết điều như vậy nụ cười trên mặt hiệu trưởng cũng trở nên đông cứng khi tôi đi đến đây thấy bên ngoài lớp học của các ông đều có camera giám sát hãy để cho tôi xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì hàn phi nhìn chằm chằm hiệu trưởng đừng cho rằng tôi dễ bị lừa gạt như vậy phó nghĩa tôi vì con mà chuyện gì cũng có thể làm trong mắt hàn phi mang theo sát ít chuyện này không thể giải quyết dễ dàng như vậy được nghe thấy lời nói của hàn phi cô giáo lưu lấy điện thoại di động ra đặt trên bàn sau đó bấm vào một đoạn video đây là do những học sinh hôm đó quay lại video đã bị bọn chúng đăng lên mạng cô giáo lưu nói xong liền chỉ vào tóc vàng bọn chúng còn cho rằng như thế là rất hay video trên điện thoại di động bắt đầu phát hôm đó trời mưa phó sinh bước vào lớp với một chiếc ô ớt và một hộp cơm đã rửa sạch vài học sinh bên cạnh chỉ vào phó sinh nói rằng hôm nay cậu ấy lại chạy qua để cầm ô che cho cây non. Có người nói phó sinh có một người bạn gái vô hình. Phó sinh dường như đã sớm quen rồi, đối với những lời này cũng không có bất cứ phản ứng gì. Cậu cầm ô chuẩn bị đi về chỗ của mình, thì tóc vàng đột nhiên duỗi chân ra khiến cậu vấp ngã, chiếc ô rơi xuống, hộp cơm cũng bị lăn ra rất xa. Phó sinh không nói gì, đứng dậy định đi nhặt hộp cơm, nhưng tên béo và nữ sinh bên cạnh nói đùa với nhau, rồi dẫm lên nắp hộp cơm. Phó sinh vẫn luôn nhẫn nại đứng trước mặt tên béo, cậu bảo tên béo tránh ra. Nghe phó sinh nói như vậy, tên béo cố tình tỏ vẻ khoa trương, rồi đá nắp hộp cơm sang một bên. Mấy đứa nam sinh đá qua đá lại nắp hộp, phó sinh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay đã nắm chặt lại. Tên béo vô cùng gợi đòn khiêu khích, sau đó phó sinh đã đấm vào mặt nó. Tiếp theo nữa là những người đó về lại đánh phó sinh. Bọn chúng ấn phó sinh ở phía sau cái bảng rồi đánh. Phó sinh biết mình không thể đánh lại nhiều người như vậy, chỉ bám chặt vào tên béo nhưng cậu quá gầy yếu, cuối cùng bị đạp ngã, đến cái bàn học cũng đổ theo. Sau khi video kết thúc, khuôn mặt của Hàn Phi trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, hắn không biết Phó Nghĩa đã giải quyết chuyện này như thế nào, có lẽ Phó Nghĩa căn bản không hề quan tâm đến Phó Sinh, có thể thậm chí còn không biết có chuyện như vậy. Hiệu trưởng đứng sau bàn giấy trừng mắt nhìn cô giáo lưu, sau đó ngượng ngùng cười, anh cũng thấy rồi, quả thực là Phó Sinh ra tay trước, chuyện này cả hai bên đều có lỗi. Khi bị bắt nạt, lựa chọn đúng đắn là nhờ sự giúp đỡ của cô giáo, chứ không phải sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề đúng vậy cánh tay của con tôi đã bị phó sinh cào bị thương rồi người đàn ông trung niên còn muốn nói gì đó nhưng hàn phi lại chậm rãi quay đầu lại anh cho rằng vết thương của con tôi không nghiêm trọng sao nó chỉ bị thương ngoài da con tôi còn chảy máu rồi khi mới về nhà cánh tay máu me bê bết khiến người ta sợ chết khiếp người đàn ông trung niên rất bênh vực con mình sau khi hàn phi nghe xong cũng không nói gì hắn bước đến bên người đàn ông trung niên khẽ thở dài điều đáng buồn nhất trong thế giới ký ức điện thờ là mọi thứ ở đây đều là những gì đã xảy ra trong hiện thực anh muốn làm gì người đàn ông trung niên nhận thấy có điều gì đó không ổn định rút lui nhưng hàn phi đã túm cổ anh ta lại một lực rất lớn đập thẳng vào bàn trước mặt hiệu trưởng không phải anh cho rằng đây chỉ là những vết thương ngoài ra sao khi hàn phi nhấc người đàn ông trung niên lên rồi lại đập anh ta lên bàn đến hiệu trưởng cũng bị dọa sợ hai tay nắm lấy dây chuyền ở cổ của người đàn ông trung niên Hàn Phi nhìn vẻ mặt đau khổ vặn vẹo, "Nào, dùng móng tay của anh cào cánh tay của tôi đi, chúng ta cùng đọ xem ai chịu không nổi trước." Bố phó sinh, bình bình tĩnh, "Anh như thế này không thể giải quyết vấn đề." Hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế, "Anh đây là đang lấy bạo trị bạo, sự việc này cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm, đều có vấn đề. Một đám học sinh xông vào đánh con tôi, ông không nhìn thấy sao? Cái tên tóc vàng đó đạp con tôi, ông không nhìn thấy hả?" tên béo này dẫm lên hộp cơm tôi mua cho con tôi ông không nhìn rõ à hàn phi đấm một phát xuống bàn nói đừng có ba phải nữa cùng lắm thì con tôi chuyển trường nhưng tôi nói cho các người biết chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu hàn phi nắm lấy cổ của người đàn ông trung niên đây chỉ là vết thương ngoài da thôi anh trợn mắt làm cái gì tên béo thấy bố bị đánh sợ quá không nói được lời nào vẫn là hiệu trưởng nhanh chóng ngăn lại phó nghĩa mọi chuyện không thể giải quyết như vậy được chuyện của những đứa trẻ có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện dù sao thì cũng không có ai thực sự bị thương không để lại sẹo tức là chưa từng bị thương hay sao một tay còn trống của hàn phi đưa ra trực tiếp ấn hiệu trưởng xuống bên cạnh người đàn ông trung niên dù sao thì cũng không có ai bị thương hai người kêu la cái gì chứ chỉ hơi đau một chút thôi mà qua hai ngày là khỏi thôi nhìn thấy người đàn ông trung niên sắp ngất đi hàn phi mới buông tay ra ném ông ta và hiệu trưởng xuống đất quay đầu nhìn sang tên béo mày đã bắt nạt phó sinh như thế nào thì tao sẽ đánh bố mày như thế ấy, như thế bố mày mới hiểu được, nuông chiều mày có thể sẽ hại chết chính mình. Cầm điện thoại trên bàn lên, Hàn Phi chuyển đoạn video từ điện thoại của cô giáo Lưu sang điện thoại của mình, sau đó hắn đi về phía tóc vàng, người đàn ông thấp bé rất sợ hãi, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn đứng chắn phía trước đứa con không ra gì của mình. "Đại ca, tôi sẽ trở về dạy cho nó một bài học. Là tôi quản giáo không tốt, trở về tôi sẽ đánh cho nó một trận." Giọng người đàn ông trung niên thấp lùn mang theo sự cầu xin tóc vàng cũng thật sự bị Hàn Phi làm cho hoảng sợ. Tên côn đồ này đã gặp phải kẻ sát nhân biến thái trong truyền thuyết, bây giờ hai chân đã mềm nhũn. Những học sinh đã bắt nạt phó sinh trong điện thoại này, một người cũng đừng hòng thoát được. Hàn Phi không quan tâm những học sinh đó có thành tâm hối cải hay không, hắn chỉ hy vọng phó sinh có thể bước ra khỏi phòng của mình, tiếp xúc lại với thế giới bên ngoài. Lần này ở thế giới bên ngoài sẽ không có ai làm tổn thương cậu nữa, bởi vì Hàn Phi sẽ che mưa chắn gió cho cậu. Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Hàn Phi liếc nhìn mặt trời sắp lặn, lấy điện thoại di động ra gọi cho người vợ. Tối nay anh có thể về nhà muộn một chút. Được rồi, có cần em phần cơm không? Khoảng mấy giờ anh về? Giọng người vợ hơi chút thay đổi. Anh đang ở trường học của phó sinh, thảo luận với giáo viên của con, và các phụ huynh khác về cách để phó sinh trở lại trường, thương lượng phương án giải quyết. Hàn Phi nhìn lại văn phòng hiệu trưởng, rào bước chân. Vậy đã thương lượng được kết quả gì chưa? Chuẩn bị chuyển trường thôi. Hả? Anh vừa đánh cho hiệu trưởng một trận, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha có vẻ như vì tín hiệu kém điện thoại của hàn phi đột nhiên bị mất tiếng của vợ alo em còn ở đó không phó nghĩa con trai chỉ là xin nghỉ dài ngày ở nhà không muốn đi học anh lại trực tiếp thương lượng đến chuyển trường rồi sao trong giọng nói của người vợ có chút gì đó chấn kinh lần đầu tiên cô thấy học sinh đánh nhau kết quả phụ huynh đánh hiệu trưởng một trận chưa vội nói đến chuyện hành động thực tế nhiều người đến nghĩ còn không dám tên hiệu trưởng đó rất tệ nhất định là nhận tiền xử lý sự việc cái trường học nát này chúng ta không học cũng không sao hàn phi lấy được chứng cứ nhóm người bắt nạt phó sinh hắn còn chuẩn bị bắt tay vào điều tra về trường học vì vậy vẫn nên để phó sinh tránh xa nơi này thì tốt hơn thấy hàn phi hết sức bảo vệ phó sinh như vậy người vợ tuy rằng lo lắng nhưng nội tâm lại cảm thấy hắn đã thực sự thay đổi rồi trước đây hắn chỉ quan tâm đến công việc và bản thân nhưng hiện tại dường như hắn chỉ tập trung cho gia đình vậy anh không đánh hiệu trưởng bị làm sao đấy chứ đều là vết thương ngoài da anh nói cho em biết đây không thể coi là trừng phạt sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến bọn họ hối hận hàn phi hung ác nói anh đừng có làm chuyện gì bốc đồng đấy người vợ phát hiện chồng mình quả thực đã thay đổi trước đây chồng không quan tâm gì đến gia đình như thể nơi này chỉ là một khách sạn ở lâu mà thôi nhưng bây giờ chồng đang thực sự cố gắng bảo vệ mọi thành viên trong gia đình yên tâm anh hiếm khi làm những việc mà mình không chắc chắn hàn phi cúp điện thoại bước xuống tầng sau khi hắn đi xa, cô giáo Lưu bước ra khỏi góc hành lang, cô nắm lấy ba lô, ánh mắt có chút đau đớn và méo mó, khuôn mặt nào của anh mới là thật? Anh trước đây là một tên khốn miệng đầy, dối trá và tự tư tự lợi, đến gia đình của mình anh cũng không quan tâm, còn đổ hết lỗi lầm trước đây lên người cô ấy. Nhưng tại sao bây giờ anh lại biểu lộ ra khuôn mặt như này? Anh rõ ràng yêu con mình đến như vậy, rõ ràng vẫn nộ đến như thế. Những ngón tay của cô giáo Lưu thọc vào trong túi, như thể đang nắm lấy một thứ gì đó qua chiếc túi trong bóng tối phía bên kia hành lang, Hàn Phi đang dựa vào tường, hắn nghe thấy hết tất cả những gì cô giáo lưu nói. Lúc nãy khi ở phòng hiệu trưởng, cô giáo lưu chủ động lấy video ra để Hàn Phi copy lại, điều này khiến hắn có chút cảm ơn. Một cô gái rất tốt, nếu không phải một lòng một dạ muốn mình chết, vậy thì càng hoàn hảo hơn. Hàn Phi rời khỏi tòa nhà văn phòng, vừa bước tới cửa phòng dạy học, lại kinh ngạc nhìn thấy cô bé mặc đồng phục học sinh. Đối phương dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người Hàn Phi, nên mới cố ý xuất hiện khi hắn đi ngang qua. Cháu đang đợi phó sinh à? Chú là bố của cậu ấy, chú đồng ý hôn sự của hai đứa, cháu có thể về nhà với chú, giúp chú thuyết phục cậu ấy không? Hàn Phi lần này sử dụng năng lực ngôn linh, nhưng khi hắn bước tới, cô bé vẫn biến mất. Là mình đã quá vội vã rồi à? Hàn Phi bước đến chỗ cô bé đã biến mất, trên bậc thang sạch sẽ có một tờ giấy nhào nát, mặt trước có vẽ hai người nhỏ đang ngồi ăn cơm ở bậc thềm, mặt sau có một dòng chữ được viết siêu siêu vẹo vẹo cậu ấy có ổn không đừng làm cho cậu ấy cảm thấy buồn cậu ấy là chỉ phó sinh phải không hàn phi không ngờ cô gái vậy mà lại muốn mình giúp đỡ phó sinh có điều từ đó có thể thấy phó sinh và quỷ quái có mối quan hệ rất tốt đứa trẻ này vẫn luôn bị con người bắt nạt nhưng lại được quỷ đối xử dịu dàng như vậy sau khi nhìn thấy những điều này trong nội tâm hàn phi thực ra càng thêm khó hiểu phó sinh đã có những từng trải như vậy tại sao lại cứ muốn phá hủy thế giới tầng sâu bây giờ những gì mình đang trải qua là ký ức về thời học sinh của phó sinh chẳng lẽ sau khi trưởng thành lại trải qua những chuyện khác nữa hai mặt của hộp đen lần lượt tượng trưng cho hủy diệt và cứu chuộc người sở hữu hộp đen phải làm theo con tim của mình để đưa ra lựa chọn điều đó có nghĩa là trái tim của phó sinh nghiêng về hủy diệt hơn thế giới con người có thứ để ông lưu niệm sao nhưng tại sao trong ký ức đối với ông không có chút gì tốt đẹp mọi thứ về ông cũng đều bị xóa sạch trên đời tất cả mọi người đều không nhớ tới sự tồn tại của ông hàn phi cảm thấy con người phó sinh này không thể đơn thuần dùng người tốt và người xấu để đánh giá trịnh trọng cất tờ giấy đi hàn phi lại hét lên về phía không gian rộng mở phía sau phó sinh nhà chú là một nhân vật lớn có số mệnh cứu cả thế giới bạn học nếu cháu bỏ qua cơ hội này sẽ không có cơ hội khác như vậy nữa đâu nữ sinh vẫn không xuất hiện lại nữa hàn phi ngồi ở chỗ đó đợi một hồi lâu cuối cùng mới từ bỏ xem ra hai người bọn họ chỉ là tình bạn đơn thuần hàn phi không đến công ty nữa trực tiếp bắt taxi trở về nhà chạy cả một ngày rồi hàn phi cũng rất mệt hắn còn chưa kịp vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ trong nhà bay ra phó thiên nghe thấy tiếng bước chân của hắn trực tiếp chạy đến mở cửa đến gõ cửa cũng không đợi cả nhà đang đợi bố sao hàn phi vào nhà phát hiện người vợ đã chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn cô và con trai đều chưa bắt đầu ăn người vợ ở trong bếp không hề biểu hiện ra là rất nhiệt tình cô vẫn như trước nhưng hàn phi đã cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng từ trên người cô rửa tay rồi ăn cơm thôi hôm nay anh đã vất vả rồi người vợ bưng món ăn cuối cùng lên bàn cô lại chuẩn bị riêng cho phó sinh một khay cơm trước đây anh đã quá ít giao tiếp với phó sinh đứa trẻ này ở trường đã phải chịu rất nhiều oan ức hàn phi đón lấy khay cơm từ tay vợ gia đình nên là nơi tiếp thêm sức mạnh cho con nhưng anh trước đây lại luôn kéo chân con lại là người bố như anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình nhưng sau này anh nhất định sẽ tìm cách bù đắp anh đã nợ gia đình này quá nhiều rồi Bưng khay đồ ăn lên, Hàn Phi bước lên tầng 2. Hắn gõ nhẹ vào cửa, lần này phó sinh trong phòng không có phản ứng quá dữ dội. Hàn Phi đặt khay cơm ở cửa, từ trong túi lấy ra tờ giấy nhỏ, khẽ nói vào bên trong phòng ngủ, cô bé trên bậc thềm tòa nhà dạy học rất lo lắng cho con, cô bé viết cho con một câu, nếu như con có gì muốn nói, bố có thể giúp con chuyển lời cho cô bé. Hàn Phi nhét tờ giấy vào phòng ngủ dọc theo khe cửa, sau đó mới rời đi. Chúng ta hãy ăn tối trước hàn phi đã quen với việc phó sinh khép mình lại như thế này hắn cũng đã sẵn sàng cho một trận chiến kéo dài xuống nhà ngồi với vợ và phó thiên hàn phi không mang những cảm xúc xấu đã phát sinh bên ngoài về nhà trên mặt luôn nở một nụ cười để gia đình này không còn cảnh phiền muộn nữa bố đóng vai trò vô cùng quan trọng trong gia đình một người bố tốt có thể chống đỡ bầu trời cho tất cả thành viên trong gia đình mang lại sức mạnh cho vợ con sau khi ăn xong hàn phi hỏi phó thiên hôm nay làm gì ở trường mẫu giáo sau đó hai người ngồi trong phòng khách xem TV như thường lệ. Hơn 9 giờ tối, sau khi người vợ đưa Phó Thiên đi ngủ, Hàn Phi tắt đèn trong phòng khách, ra hiệu cho người vợ vào phòng ngủ. "Chúng ta thảo luận một chút về việc chuyển trường của Phó Sinh." Hàn Phi lấy điện thoại ra, ghi lại tất cả thông tin về trường học mà hắn tìm kiếm được lại, nhiều trường học như vậy, nhất định sẽ có trường phù hợp. "Thực sự muốn chuyển trường sao? Em cảm thấy nên hỏi ý kiến của Phó Sinh thì tốt hơn. Mặc dù người vợ không phải là mẹ ruột của Phó Sinh, nhưng cô luôn coi cậu như con ruột của mình. Em nói đúng, chờ ngày mai anh sẽ lại đến trường học bọn họ một chuyến, bất kể phó sinh lựa chọn như thế nào, anh cũng đều sẽ dọn sẵn đường cho con. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của Hàn Phi, người vợ khẽ cắn môi dưới, như muốn hỏi điều gì đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay nhưng cô vẫn kìm lại. Chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm đi, đúng rồi, sau này buổi tối khi đi ngủ, chúng ta hãy dùng vài che hết gương ở trong nhà lại. Tại sao? Phó Thiên hay chỉ vào gương và nói rằng có người bên trong. Trẻ con dường như có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy. Hàn Phi sẽ không nói rằng có nữ quỷ núp trong gương truy sát mình, vẫn là đổ lên đầu Phó Thiên thì sẽ thuận tiện hơn, dù sao thì cậu dường như cũng thực sự có thể nhìn thấy quỷ. Đừng hù dọa em, người vợ buổi tối luôn nằm trên giường một mình, mở mắt là có thể nhìn thấy chiếc gương. Tha tin rằng là có còn hơn tin là không có, cẩn thận một chút cũng không có gì là xấu. Hàn Phi lấy nệm ra trải trên mặt đất còn chưa kịp nằm xuống, bỗng nhiên nghe thấy trên tầng 2 có động tĩnh chuyển đến, hình như cánh cửa phòng phó sinh bị mở ra. Người vợ và Hàn Phi rất hiểu ý nhau, hai người đều không có ai lên tiếng. Khi tiếng cửa vang lên lần thứ hai, Hàn Phi và người vợ mới bước ra. Lặng lẽ đến tầng 2, Hàn Phi thấy đồ ăn trên khay đã ăn sạch sẽ. Tờ giấy mà cô bé đưa cho phó sinh không bị cậu trả lại, mà trên khay lại có thêm một tờ giấy mới. Đây là phó sinh để lại cho anh sao? Hàn Phi hơi chút kích động khoe với vợ. Phó Sinh dường như đồng ý giao tiếp với anh rồi. Đối với Hàn Phi, Phó Sinh là then chốt của toàn bộ thế giới ký ức điện thờ. Việc Phó Sinh sẵn sàng thoát ra khỏi nơi giam cầm đồng nghĩa, với việc chiến lược của hắn đã có tiến triển đột phá, hắn đương nhiên sẽ vô cùng phấn khích. Người vợ bên cạnh không hề biết những chuyện này, chỉ thấy Hàn Phi lúc này đặc biệt kích động, dường như là cảm giác vui sướng phát ra từ nội tâm. Hóa ra gia đình quan trọng đối với hắn như vậy. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Hận ý của người vợ đối với bạn giảm đi một điểm tích lũy giảm đi 3 điểm. Hàn Phi nhận được phản hồi của phó sinh, hắn cầm tờ giấy nhỏ như thể đã tìm thấy kho báu quan trọng nhất. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Hàn Phi, người vợ cũng không làm phiền hắn, bưng khay đi vào bếp, rửa sạch sẽ bộ đồ ăn và bát đũa. Cầm tờ giấy, Hàn Phi ngồi bên cạnh bàn ăn, khi hắn mở tờ giấy ra, trong đầu xuất hiện nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số 00000, hãy chú ý. Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên, đâu là chuyện đúng đắn? Đâu là chuyện đúng đắn? nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên rất nhiều người cho dù đã trưởng thành vẫn không hiểu đâu là chuyện đúng đắn đâu là chuyện sai trái yêu cầu nhiệm vụ tìm thấy hiệu trưởng tiền nhiệm bị mất tích ông ấy có thể nói cho bạn biết đâu là chuyện đúng đắn nhiệm vụ ngẫu nhiên điện thờ đầu tiên cuối cùng cũng được kích hoạt hàn phi nhìn thấy dòng chữ được viết trên tờ giấy của phó sinh trời mưa rồi hãy che ô giúp cây non đó gần như ngay khi hàn phi nhìn thấy tờ giấy bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh hạt mưa rơi trên kính cửa sổ đúng là mưa thật sao hàn phi cầm lấy tờ giấy của phó sinh đi vào phòng bếp anh cần đi ra ngoài một chuyến muộn vậy còn đi ra ngoài người vợ dường như nghĩ đến chuyện gì đó không hay trước đây phó nghĩa hình như cũng làm như vậy lấy lý do công việc đi ra ngoài vào đêm khuya thực ra là đi chơi với những người phụ nữ khác em còn nhớ cô giáo lưu đã nói phó sinh sẽ chạy đi cầm ô tre cho cây non khi trời mưa không hàn phi đưa tờ giấy đó cho người vợ bây giờ bên ngoài trời lại mưa rồi anh chuẩn bị đến trường của phó sinh xem thử làm rõ tại sao con mình lại cầm ô che cho cây non. Nhưng anh nhất định phải tin tưởng con mình, nếu như đến chúng ta cũng không tin tưởng con, vậy trên đời này còn có ai tin con nữa? Hàn Phi cất tờ giấy đi, bọn họ đều cho rằng con trai mình bị điên, nhưng trong lòng anh, con vẫn luôn là niềm tự hào của anh, anh sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Nhặt một chiếc ô lên, sau khi Hàn Phi mặc quần áo xong, liền rời khỏi nhà. Người vợ nhìn ra cánh cửa, mắt đảo qua con dao làm bếp và chiếc ô cuối cùng cô ấy cầm một chiếc ô và đuổi ra ngoài mưa rửa sạch thành phố thế giới ký ức của phó sinh lớn hơn rất nhiều so với gương thần hàn phi dừng một chiếc taxi lại đối phương lái xe rất lâu mới đưa hắn đến được trường học không biết có phải do thế giới này còn chưa bắt đầu dị hóa không mà trường học trong đêm đen cũng không có trở nên đáng sợ quá mức hàn phi trèo qua tường tiến vào trường học đi ở bên trong ngược lại còn không có cảm giác ngột ngạt của ban ngày tránh camera giám sát ra Hàn Phi đi tới bậc thềm ở tòa nhà dạy học trước, hắn đợi rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy nữ sinh mặc đồng phục học sinh. Lần này, nữ sinh dường như là dẫn đường cho hắn, sau khi xuất hiện, cô bé bước xuống bậc thềm, đi về phía sân vận động phía sau trường học. Mưa xuyên qua người nữ sinh, cô bé dẫn Hàn Phi đi trong đêm mưa ở trường học. Đối với Hàn Phi, cảm giác này rất quái dị, hắn biết nữ sinh là quỷ quái, nhưng lại không có một chút sợ hãi nào, thậm chí còn có một cảm giác thân thiết không thể giải thích được trong lòng bất kể là đi đến đâu quỷ dường như đối xử với mình tốt hơn con người chẳng lẽ mình chính là bạn của mãnh quỷ sao nữ sinh bước vào bụi cây sau sân vận động đứng bên cạnh một cây non nhỏ đây chính là cây non mà phó sinh vẫn luôn chăm sóc sau khi hàn phi đến gần cây non nội tâm vậy mà lại trở nên tĩnh lặng hắn cảm thấy có một tia ấm áp hơi ấm đó không phải là loại hơi ấm thể xác như thể linh hồn được đắp lên một tấm chăn mỏng vào đêm trời mưa còn có quỷ quái đứng bên cạnh nhưng cây non này lại khiến mình cảm thấy ấm áp Đứng bên cạnh cây non, Hàn Phi cầm ô che cho nó như phó sinh đã làm. Cứ như vậy cho đến không giờ nửa đêm, Hàn Phi phát hiện giá trị tâm trạng của mình vậy mà lại tăng thêm 2 điểm. Thông thường mà nói khi quỷ quái xuất hiện, giá trị tâm trạng sẽ đột ngột giảm xuống. Đây là lần đầu tiên mình gặp phải tình huống mà giá trị tâm trạng lại đột ngột tăng lên. Khi Hàn Phi còn đang thấy quỷ dị, có một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị xuất hiện, anh ta đặt một nắm đất xuống bên cạnh cây non, rồi đi về phía sân vận động mưa xuyên qua thân thể anh ta ánh mắt có chút mông lung lúc này hình như hoàn toàn chỉ là hành động theo bản năng lúc còn sống sau khi băng qua sân vận động kiểm tra một chút các thiết bị khác nhau tiếp theo anh ta tiến vào phòng dạy học kiểm tra từng lớp học một những bức tường màu trắng bàn học mới thay trong phòng học cũng đều lắp đặt điều hòa sau khi nhìn thấy những điều này người đàn ông trung niên nở một nụ cười hài lòng anh ấy có vẻ quan tâm đến các học sinh ở trong trường hàn phi lặng lẽ đi theo sau lưng người đàn ông trung niên bọn họ cùng nhau đi trong đêm tối truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé khuôn viên trường học trong đêm mưa hoàn toàn khác với ban ngày không có sự ồn ào náo động được bo bọc trong một làn xương mờ ảo đến đường nét của tòa nhà dường như cũng mềm mại hơn hàn phi đi theo người đàn ông trung niên về phía trước đây là nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên đầu tiên mà hắn kích hoạt cũng sẽ là khởi đầu của mọi thay đổi cho nên hắn vô cùng thận trọng ngôi trường trước đây dường như không phải như này Người đàn ông này có vẻ rất vui với những thay đổi trong trường học. Sau khi đi được hơn 10 phút, người đàn ông Trung niên dừng lại ở cửa phòng học thứ 4 của lớp 12, anh ta đứng ở cửa sau của lớp học, quan sát tình hình trong lớp qua ô kính trên cửa. Đôi mắt không lớn lắm ấy hiện giờ trở nên vô cùng sắc sảo, anh ta nhìn lướt qua những bàn học không có người ngồi, cuối cùng nhìn lên bục giảng, như thể lo lắng rằng giáo viên trên bục giảng sẽ làm không tốt. Ánh mắt người đàn ông Trung niên nghiêm nghị, như thể anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó trong phòng học trống trải. Vài phút sau, người đàn ông trung niên thu hồi lại ánh mắt, có vẻ hài lòng với màn trình diễn của giáo viên, lặng lẽ rời đi. Bước lên cầu thang, nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh lẽo, giá trị tâm trạng của Hàn Phi giảm xuống một điểm. Hắn cảm thấy không ổn, giảm tốc độ, do dự một chút, quỷ trong ngôi trường này không chỉ có người đàn ông trung niên và nữ sinh, còn có thứ khác nữa. Thấy người đàn ông trung niên không dừng lại, Hàn Phi đành phải tiếp tục đi theo để hoàn thành nhiệm vụ. Tầng 3, tầng 4, Người đàn ông trung niên cuối cùng dừng lại ở cầu thang dẫn lên sân thượng ở tầng 5. Dưới mái che tránh mưa trên sân thượng, có bốn nam sinh mặt mày nhợt nhạt cơ thể đều có những phần khuyết tật đang đứng. Bọn chúng cởi đồng phục học sinh, ngồi ở trên đó, ném tàn thuốc xuống bậc thềm. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đến gần, bốn học sinh đứng dậy ngay lập tức, lúc trước bọn chúng rõ ràng có biểu hiện bất cần đời, không sợ bất cứ cái gì, vậy mà lại vâng vâng dạ dạ trước mặt anh ta. Người đàn ông đi tới trước mặt bốn người, nói rất nhiều với bọn chúng, hàn phi ở phía sau không nghe rõ chỉ thấy anh ta tuy rằng ngữ khí nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tràn đầy thương xót anh ta có vẻ như biết những chuyện đã xảy ra với bốn đứa trẻ này không ngừng thuyết phục bọn chúng không lâu sau ba trong số bốn nam sinh cúi đầu còn một người bắt đầu khóc có thể nhìn ra bốn nam sinh đó không đơn thuần là sợ người đàn ông trung niên bốn người bọn chúng dường như coi anh ta như là người nhà ngay cả khi bọn chúng từ bỏ chính mình vẫn có một người xa lạ luôn dõi theo hết lần này đến lần khác dạy bảo sẵn lòng giao tiếp ôm hy vọng với bọn chúng lao nước mắt đi bốn học sinh chạy qua hàn phi trở lại các phòng học khác nhau rồi biến mất người đàn ông trung niên thấy lũ trẻ đã trở lại lớp học mới từ từ quay người lại anh ta đóng cánh cửa dẫn lên sân thượng lại bước ra khỏi tòa nhà dạy học bốn học sinh đó cũng là quỷ hồn bọn chúng làm sao mà chết vậy sau khi đi ra khỏi tòa nhà dạy học người đàn ông trung niên nhìn thấy tòa nhà văn phòng mới xây anh ta hơi cau mày nhìn tòa nhà văn phòng khí thế đi về phía trước mà không nói một lời điều kỳ lạ là khi người đàn ông trung niên đi đến lối vào tòa nhà văn phòng anh ta dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình không thể đi vào bên trong tại sao anh ta không thể vào tòa nhà văn phòng hàn phi rảo bước chân bức tường vô hình đó dường như chỉ nhằm vào quỷ người sống có thể tự do đi vào không làm chuyện sai trái không sợ quỷ gõ cửa người đàn ông trung niên tuần tra khuôn viên trường học những nơi đi đến, ngay cả mưa cũng trở nên dịu dàng hơn, vong hồn của tất cả học sinh đều bình tĩnh trở lại, một linh hồn ấm áp như thế, vậy mà lại bị tòa nhà văn phòng ngăn cản lại bên ngoài. Nhìn xung quanh, Hàn Phi thấy ở lối vào của tòa nhà văn phòng có mấy chậu hoa lớn màu đen, bên trong có trồng cây giả bằng nhựa. Mấy cây giả này đây để đón khách à? Người đàn ông trung niên bên ngoài tòa nhà văn phòng thấy không vào được, càng thêm nóng nảy, anh ta bắt đầu không ngừng đâm vào bức tường vô hình. "Đừng vội, để tôi giúp thử xem." Hàn Phi đã từng đến tòa nhà văn phòng một lần, hắn nhớ không biết vì lý do gì mà trong tòa nhà có đặt rất nhiều cây giả, lúc đó hắn còn nghĩ rằng trường học là muốn có nhiều màu xanh hơn. Bước tới bên cạnh chậu hoa, Hàn Phi lục lọi bên trong hồi lâu, phát hiện dưới gốc cây giả có một chiếc túi vải nhỏ màu đỏ. Trông chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, bên trong là một thứ màu đen đông đặc. Sau khi mở túi vải ra, một mùi tanh thoang thoảng bay ra ngoài, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, Hàn Phi phán đoán trong túi vải có chứa một mảnh da người nhỏ đã thối giữa. Vật này có thể ngăn cản không cho quỷ đến gần à? Đây là da của ai? Thứ hôi hám, đáng sợ, khiến người ra tránh còn không kịp, trong mắt Hàn Phi lại giống như bảo bối. Nếu như nó thực sự có thể ngăn cản quỷ quái đến gần, thì lần sau khi người phụ nữ không mặt truy sát, mình hoàn toàn có thể ném thứ này vào mặt cô ta. Lần tìm các chậu hoa một lượt, Hàn Phi chạy đến cửa hông của tòa nhà văn phòng, lại tìm thấy một chiếc túi vải màu đỏ thứ hai sau khi hắn cất hai cái túi vải đỏ đi, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng thành công bước vào tòa nhà dạy học, anh ta cũng lần đầu tiên nhìn Hàn Phi, trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia cảm kích. Một con quỷ lịch sự như vậy, mình nhất định phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với anh ta. Hàn Phi đi theo người đàn ông trung niên lên tầng, anh ta rất kiên nhẫn với học sinh, tính tình cũng rất tốt, nhưng hiện tại biểu cảm trên mặt đang dần dần trở nên méo mó, từng đốm thi ban lặng lẽ xuất hiện, anh ta nhìn những văn phòng trên tầng 4 một cách dữ tợn, như một lệ quỷ đến đòi mạng. Bàn tay dính đầy nước của anh ta chạm vào bức tường không dính chút bụi, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng hồ sơ, anh ta muốn đi vào, nhưng chỉ cần chạm vào cánh cửa đó thì sẽ lộ ra biểu cảm rất đau đớn, cơ thể cũng trở nên mờ nhạt hơn. "Để đó cho tôi." Hàn Phi cởi áo khoác, che lại camera ở tầng 4 trước, hắn đứng ở bên cửa sổ liếc mắt nhìn bên ngoài một chút. Ngay cả khi bảo vệ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào camera giám sát mà không ngủ, cũng phải mất khoảng 8 phút mới chạy đến đây, thời gian như vậy là đủ rồi đại ca tôi từng học qua cách mở khóa hàn phi nhớ tới nội dung trong sách kỹ năng mở khóa của hoàng doanh nhưng khi bước tới cửa mới nhớ ra mình không mở được ô vật phẩm không thể lấy ra dây thép và cây nạnh xấu hổ cười cười hàn phi nhắm ngay khóa cửa phòng hồ sơ một cước đạp tung bụp khóa cửa rơi xuống cánh cửa đóng sầm một cái vào tường sự chấn động cực lớn cũng làm rơi chiếc túi vải nhỏ màu đỏ giấu phía trên khung cửa xuống hàn phi cầm túi vải cất đi dùng tay ra hiệu cho người đàn ông trung niên đi vào nhìn cánh cửa bị đá tung người đàn ông trung niên nhớ tới lời nói của hàn phi không khỏi lại nhìn hắn vài cái nữa rồi mới tiến vào bên trong phòng hồ sơ có lẽ mình đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng anh ấy người đàn ông trung niên đi đến phía trong cùng của phòng hồ sơ dừng lại bên cạnh một chiếc tủ nào đó anh muốn tìm đồ trong tủ này sao hàn phi lại lấy ra bản lĩnh bẻ khóa của mình mở cửa tủ ra hắn bắt đầu xem qua tài liệu và hồ sơ bên trong Phần lớn đều là tài liệu rất bình thường. Nếu không phải người đàn ông trung niên cứ đứng đây không chịu đi, Hàn Phi e rằng đã từ bỏ rồi. Hắn tìm kiếm hồi lâu, khi hắn cầm lên một tập tài liệu không có gì khác biệt với những túi tài liệu khác, khuôn mặt người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên gớm ghiếc, khiến hắn cũng bị dọa sợ. Người đàn ông vốn luôn mặt mày hiền hậu, đột nhiên trở nên như muốn ăn thịt người vậy. Hàn Phi vội vàng mở tập tài liệu ra, mấy tờ trên cùng vẫn là thông tin rất bình thường, nhưng nhìn xuống dưới hắn dần dần phát hiện có điểm không ổn. Trường trung học phổ thông tư thục này, tiền thân là trường giáo dục đặc biệt thành phố Tân Hỗ, chủ yếu phụ trách việc giáo dục và giúp đỡ trẻ khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, bại não và khuyết tật thể chất nhẹ. Hiệu trưởng của ngôi trường này tên là Lưu Dục Dân, cũng chính là người đàn ông trung niên đứng cạnh Hàn Phi. Sau đó ngôi trường đã ngừng hoạt động vì nhiều lý do khác nhau, ở đây cũng chuẩn bị mở rộng thành một trường trung học phổ thông tư thục. Lưu Dục Dân đã đi khắp nơi để kêu gọi, với hy vọng mang đến một nơi học tập cho trẻ em khuyết tật, đừng coi bọn chúng như là gánh nặng." Tiếng nói của anh nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của phụ huynh, khi thấy sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, Lưu Dục Dân đã có gia đình lại bị tiết lộ có quan hệ đặc biệt với nữ giáo viên của trường học, rất nhiều tờ báo đăng tải những bức ảnh mập mờ của Lưu Dục Dân và nữ giáo viên, ví dụ hai người đứng rất gần nhau, buổi tối rất muộn mới cùng nhau rời khỏi trường, còn ngồi cùng một chiếc xe rời đi. Lưu Dục Dân có trăm miệng cũng không biện bạch được bên phía người phụ nữ cũng không đứng lên phản bác, sau đó anh ta đã biến mất trong thành phố. Có người nói anh ta xấu hổ nên đã nhảy xuống sông tự vẫn, còn có người nói anh ta là một kẻ hèn nhát, bỏ lại vợ và con gái, một mình trốn đến một thành phố khác. Lưu Dục Dân trước đây là một hiệu trưởng được kính trọng, cha mẹ của những đứa trẻ khuyết tật coi anh như người duy nhất mà họ có thể tin tưởng, còn Lưu Dục Dân bây giờ trở thành một kẻ ngoại tình mà ai cũng đều có thể dẫm lên. Mắng một tên lưu manh mắc lỗi chẳng có gì thú vị, nhưng nhục mạ một người từng được coi là hình mẫu, hình như lại mang đến cho bọn họ nhiều khoái cảm hơn. Vợ của Lưu Dục Dân sức khỏe không tốt, đã qua đời trong suy sụp và đau khổ. Con gái của anh Lưu Lệ Na chịu đựng sự khinh bỉ và chỉ trích của người khác. Cô không chỉ trở thành một giáo viên, mà còn quay lại làm việc tại ngôi trường mà bố mình đã từng xảy ra chuyện. Cô ấy làm việc cực kỳ nghiêm túc, biểu hiện vô cùng ưu tú, luôn được đánh giá là giáo viên được yêu thích nhất trường. Có lẽ cô ấy muốn rửa sạch những sỉ nhục mà những người đó đã gán cho bố mình bằng cách này có lẽ anh đã bị những kẻ đó hãm hại rồi, bọn họ vu oan anh ngoại tình trước, sau đó mới giết chết anh, khiến anh chết mà vẫn để tiếng xấu muôn đời. Hàn Phi cẩn thận cất tập tài liệu đi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, anh là một người tốt, tôi có thể giúp anh rửa sạch oan ức. Sau khi Hàn Phi biết người đàn ông trung niên kia là bố của cô giáo Lưu, trong lòng hắn có chút sợ hãi. Cô giáo Lưu vô cùng căm hận ngoại tình, gặp phải tên khốn kiếp Phó Nghĩa, cũng chẳng trách hiện tại cô ấy lại muốn giết Phó Nghĩa. Hàn Phi thay đổi góc độ suy nghĩ, đến hắn còn muốn giết chết bản thân mình phạm sai lầm thì phải bù đắp tôi sẽ tìm cách trả lại sự trong sạch cho anh trước sau khi người đàn ông trung niên nghe thấy lời nói của hàn phi anh ta quay người đi về phía văn phòng hiệu trưởng dưới sự dẫn dắt của người đàn ông trung niên hàn phi mở ngăn ẩn đằng sau tủ sách lấy được một cái usb và vài tấm ảnh trong đó bức ảnh được chụp từ xa vào một đêm mưa hai người mặc áo mưa màu đen đang đào một cái hố ở bụi cây phía sau sân vận động sau đó ném thứ gì đó xuống hố xem ra tên hiệu trưởng mới này vẫn còn lưu tay ông ta lo lắng một ngày nào đó sẽ đi theo con đường của anh ạ à. nghĩ đến lão già ba phải ban ngày khóe miệng hàn phi nhách lên một tia diễu cợt biết nội tình mà không báo cố ý bao che hung thủ đây chính là đồng lõa các người bắt nạt con trai tôi tôi sẽ cho tất cả các người vào chồng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ trong đêm tối không có một ai đi qua hàn phi cấp bách muốn hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp mở máy tính trong phòng hiệu trưởng lên cắm usb vào bên trong có một số video, tất cả đều là bí mật quay. một vài video đầu là Lưu Dục Dân đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng cũ tồi tàn, anh ta đang tranh cãi với vài người trong phòng, có một số người thuyết phục anh ta hợp tác làm việc, nhanh chóng đuổi những đứa trẻ tàn tật đó đi. Lưu Dục Dân vẫn luôn tính khi ôn hòa vỗ mạnh xuống bàn yêu cầu nhóm người đó cút. mấy video tiếp theo hơi kinh dị, những người đó đã chi rất nhiều tiền để khiến một nữ giáo viên, trẻ trong trường vu khống Lưu Dục Dân chủ động đến gần anh ta, có những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng. Trường học đặc biệt rất nhiều việc, khối lượng công việc nhiều, nhân lực không đủ nên Lưu Dục Dân thường làm việc đến khuya mới trở về. Những người đó bảo nữ giáo viên cũng đợi Lưu Dục Dân ở trường, để cả hai cùng nhau tan làm. Tất cả mọi thứ đều là một ván cờ, không hề phức tạp, nhưng lại rất hiệu quả. Một người tốt cái gì cũng không làm mà lại bị vu oan, bây giờ sẽ để cho một tên khốn cái gì cũng làm rồi giúp anh rửa sạch oan ức, đây cũng có thể coi là một loại chuộc tội vậy chứng cứ đã có trong tay. Hàn Phi cũng không ở lại đó nữa, hắn lấy về USB và áo khoác, lau sạch nước động lại trên người, cất hết các thứ cẩn thận rồi rời đi. Nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên vẫn chưa hoàn thành, xem ra cần phải triệt để giúp lão hiệu trưởng rửa sạch oan ức mới được. Đâu là chuyện đúng đắn, việc mình đang làm bây giờ có lẽ chính là chuyện đúng đắn. Sau khi Hàn Phi xuống lầu, một người phụ nữ bước ra, cô cởi áo khoác, cẩn thận lau đi một số dấu dây còn lại trên mặt đất. Hàn Phi trèo qua bức tường rời khỏi trường học, hắn cheo, ô, cao mày nghĩ, phó nghĩa là một hải vương, nếu do anh ta vạch trần những chuyện này sẽ không có sức thuyết phục, mọi người thích nhất là đeo một cái kính màu để nhìn nhận một người. Nếu như thực sự muốn giúp hiệu trưởng tiền nhiệm, cách tốt nhất chính là nói mọi chuyện với cô giáo lưu, để đích thân cô ấy trả thù cho bố mình. Nếu như ngày mai hiệu trưởng đến làm, phát hiện đồ vật bị mất, ông ta nhất định sẽ tìm cách di chuyển thi thể, đến lúc đó sẽ càng phiền phức. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Hàn Phi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không có dao tái sinh trong tay, hắn hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Hàn Phi suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại di động ra gọi cho cô giáo Lưu. Sau hơn mười mấy hồi chuông, điện thoại được kết nối, giọng nói lạnh lùng của cô giáo Lưu từ trong điện thoại truyền đến. Phó Nghĩa, anh tìm tôi giờ này làm gì? Không phải vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà, bây giờ không có chỗ nào để di, nên mới muốn đến chỗ tôi đấy chứ. Có thể gặp nhau được không? Tôi biết bố cô bị oan, tôi đã có bằng chứng, tôi cũng đã tìm được nơi chôn cất thi thể của ông ấy. Sau khi Hàn Phi nói xong lời này, điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào nữa. Qua rất lâu sau, cô giáo Lưu mới nói, anh đã lừa gạt tôi quá nhiều rồi. Lần này nếu như anh dùng chuyện của bố tôi để lừa gạt tôi nữa, tôi nhất định sẽ giết chết anh. Tôi sẽ không tới nhà cô, cô tới quán nét gần trường học đi. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Nửa giờ sau, Hàn Phi nhìn thấy cô giáo Lưu ở lối vào của quán nét. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao, mang theo chiếc túi căng phòng đó. Hàn Phi vẫy tay với cô giáo Lưu, cô có mang theo chứng minh thư không? Bọn họ không cho tôi vào máy. Người thuê phòng khách sạn khắp nơi như anh, ra ngoài lại không mang theo chứng minh thư à? Cô giáo Lưu không tin Hàn Phi chút nào, cô đi vào quán nét, tìm một vị trí kín đáo mở máy. Đều ở trong USB, cô tự mình xem đi, tôi đã mất bao công sức mới có được đấy. Hàn Phi đưa USB cho cô giáo Lưu, lại lấy mấy bức ảnh chụp ra. Cô giáo Lưu bấm vào những đoạn video được quay lén, cô xem và bất giác nắm chặt tay mình, đôi mắt đỏ hoe sưng lên, nước mắt lăn dài trên má. Bố cô không làm gì có lỗi với mẹ con cô, thực sự là một người cao thượng, ngay thẳng, luôn kiên định làm điều đúng đắn nhưng ai cũng cảm thấy ông là người sai trái. Chân tướng bị che giấu đã nổi lên, cô giáo lưu nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiến răng và bật khóc. Cô xem đi xem lại những đoạn phim đó, cuối cùng cúi đầu xuống nhìn thấy mấy bức ảnh mờ ảo. Nơi chôn cất lưu dục dân trước đây không có cỏ dại, bây giờ ở đó đã mọc lên một cây non nho nhỏ hàn phi mua một gói giấy đặt bên cạnh cô giáo lưu hắn lại lấy giấy bút ra viết chi tiết quá trình để dẫn cảnh sát đến hiện trường còn liệt kê đầy đủ ra các chứng cứ bổ sung thêm đầy đủ các mắt xích và dẫn chứng logic trời vừa sáng cô hãy lập tức đi báo cảnh sát cầm lấy những thứ này làm theo những gì tôi nói nhất định sẽ trả lại được sự trong sạch cho bố cô những kẻ đã giết chết bố cô một người cũng không thể chạy thoát cô giáo lưu gục trên bàn phím tất cả những oan ức trong bao nhiêu năm bùng phát. Hàn Phi đứng bên cạnh, hắn lo sức khỏe cô giáo lưu xảy ra vấn đề nên vẫn không rời đi, nhưng cũng không đến quá gần. Sau khi khóc rất lâu, cô giáo lưu cất USB và ảnh đi, xách chiếc ba lô căng phòng bước ra ngoài. Khi chuẩn bị bước ra khỏi quán nét, cô ấy quay lại nhìn Hàn Phi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được, cô ấy chạy nhanh vào trong màn mưa. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Hận ý của Lưu Lệ Na dành cho bạn giảm đi 5 điểm chuyện của bố luôn là chấp nghiệm trong lòng cô giáo lưu. Ngày này cô cuối cùng cũng tìm ra chân tướng mà mình đang tìm kiếm. Nhưng điều cô không ngờ là chân tướng này vậy mà lại do người mà cô căm hận nhất. Nói với cô, người chơi số 0000 hãy chú ý. Bạn một lần nữa đáp ứng điều kiện chuyển nghề nghiệp ẩn côi phu, sau khi chủ động giảm đi mức độ thân thiện của ba lệ quỷ, lại khiến bọn họ có ấn tượng tốt về mình. Bạn có muốn bắt đầu nhiệm vụ chuyển nghề nghiệp ẩn côi phu không? Không. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Mức độ phù hợp của bạn với nghề nghiệp ẩn côi phu đã đạt 98%, là mức độ phù hợp cao, hãy lựa chọn cẩn thận. Không, tôi không có hứng thú với việc yêu đương, càng không thích hải vương. Đặc biệt là sau khi hoàn thành nhiệm vụ kế thừa điện thờ này, ai ngoại tình tôi sẽ chém chết người đó. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Bạn đã ba lần từ chối nhận nhiệm vụ chuyển nghề nghiệp ẩn côi phu, chúc mừng bạn đã đạt được danh hiệu đặc biệt của nghề nghiệp ẩn, yêu ghét rõ ràng yêu ghét rõ ràng danh hiệu đặc biệt, bạn là cao thủ đùa dẫn tình cảm, bạn tận hưởng cảm giác kích thích nồng nhiệt này, giống như một tảng băng nhảy múa trên ngọn lửa. Sau khi có được danh hiệu này, những người thích bạn sẽ càng thích bạn hơn, mức độ thân thiện tăng nhanh, người căm hận bạn sẽ càng căm hận bạn hơn, tốc độ hận ý tăng nhanh. Sau khi nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, hai mắt Hàn Phi gần như sắp trợn ra ngoài, tôi là cao thủ đùa dẫn tình cảm, tôi chỉ muốn sống sót thôi mà. Làm sao lại nhìn ra là tôi tận hưởng cảm giác này vậy? Người chơi số 0000 hãy chú ý. Sau khi chuyển sang nghề nghiệp ẩn côi phu, danh hiệu nghề nghiệp đặc biệt yêu ghét rõ ràng sẽ được tăng cường. Mức độ thân thiện của lệ quỷ thích bạn sẽ tăng gấp đôi. Mức độ thân thiện của lệ quỷ khác giới sẽ có xác suất được chuyển đổi thành tình yêu. Người căm hận bạn tốc độ gia tăng hận ý không đổi. Không. Hàn Phi rõ ràng đã lựa chọn từ chối, nghề nghiệp này vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng nó quả thực có thể giúp hắn gia tăng nhanh chóng mức độ thân thiện, nhưng chỉ cần không xử lý hợp lý một chút thôi, có thể khiến đối phương vì yêu mà sinh hận cuối cùng bị vô số lệ quỷ truy sát đây chính là một nghề chơi với lừa nhưng hệ thống có nói một câu cũng khá đúng nghề nghiệp này giống như một tảng băng nhảy múa trên ngọn lửa có thể trải qua cảm giác phấn khích chưa từng có đồng thời cũng phải chịu rủi ro tương ứng phó nghĩa đã dùng chính sinh mệnh để cho mình ví dụ rồi trong lựa chọn hộp đen của mình đã không đi theo con đường cũ của phó sinh trên vấn đề tình cảm cũng chắc chắn sẽ không đi theo con đường cũ của phó nghĩa tính tiền rồi đi xuống hàn phi vừa quay người liền lập tức đứng hình. Người vợ cầm ô đang đứng bên ngoài quán nét, trên tay cô cầm chiếc áo khoác bẩn thỉu, như thể cô ấy đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra giữa Hàn Phi và cô giáo Lưu vừa rồi. Em nghe anh giải thích. Không sao, em đều nghe thấy hết rồi, anh chỉ đang giúp cô ấy tìm ra nguyên nhân cái chết của bố mình. Người vợ dường như biết Hàn Phi đang nghĩ gì, cố ý rũ mạnh chiếc áo khoác bẩn thỉu vài cái, bên trong không giấu gì cả. Sao quần áo của em lại bẩn như vậy? Hàn Phi cởi áo khoác ra đi về phía vợ, trực tiếp choàng chiếc áo của mình cho cô đã nói rõ ràng với cô ấy rồi chúng ta về nhà đi được không hàn phi không hề hỏi tại sao vợ lại đi theo đến đây cũng không dám hỏi hắn chỉ che chiếc ô trong tay nghiêng gần hết sang bên phía người vợ nhìn bờ vai hàn phi bị mưa ớt hết người vợ tựa vào người hắn hàn phi vẫn luôn đặc biệt chú ý đến khoảng cách với người vợ nhưng cũng với sự phát triển của thời gian người vợ dường như đã dần trở nên chủ động hơn trời đã về khuya nhưng cơn mưa vẫn chưa tạnh bọn họ đi dọc theo con đường bên ngoài quán nét nhìn thấy một cặp vợ chồng già ở đầu ngõ bọn họ đang đẩy một chiếc xe nhỏ bán món ô đen có lẽ vì trời mưa hôm nay bọn họ vẫn còn rất nhiều đồ chưa bán hết có phải lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi ăn quán ven đường không hàn phi nhìn lại người vợ dù sao thì bây giờ trở về cũng đã muộn rồi đêm nay đi dạo một chút đi bình thường anh vẫn luôn bận rộn với công việc đều không ở cùng em với các con bọn họ cụp ô lại ngồi bên chiếc xe nhỏ hạt mưa rơi xuống theo cái bạt đôi vợ chồng già chỉ vào tấm biển bên cạnh xe cười một cách vô cùng ấm áp. Hàn Phi nhìn tấm biển, đại khai ý là bà lão bị câm điếc, tai ông lão cũng không tốt, cần phải đeo máy trợ thính mới có thể nghe rõ, mong khách hàng không cảm thấy phiền. Bọn họ đã nhiều tuổi như vậy rồi, mà vẫn có thể nương tựa vào nhau, thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Người vợ đang mặc áo khoác của Hàn Phi, cô nhìn món ô đen nóng hôi hổi, em muốn thử cái này, còn có mấy cái này nữa. Đêm nay chắc cũng không có khách nữa đâu, hai chúng ta hãy ăn nhiều một chút. Hàn Phi chính là đồ tể nửa đêm, chỉ cần là món ăn có chứa thịt hắn đều có thể ăn liên tục đêm khuya đổ mưa ánh đèn của quầy hàng ăn trông ấm áp lạ thường hôm nay cũng không có khách mấy chỉ có hàn phi và người vợ đang ngồi cạnh xe nếu như không ngoài dự đoán của anh phó sinh sẽ nhanh chóng đi học cuộc sống của con mình cũng sẽ trở nên đầy màu sắc hơn hàn phi nhìn làn khói đang bay lên hắn cảm thấy mình đang làm chuyện đúng đắn thực ra con trở nên như vậy cũng là lỗi của em người vợ lần đầu tiên nói những điều này với hàn phi khi chúng ta mới kết hôn, em muốn cải thiện mối quan hệ của mình với con, cũng muốn làm cho con vui vẻ hơn, nhưng lại đúng hôm đi công viên vui chơi giải trí thì có chuyện. Em đã để lạc mất con, em biết con rất sợ hãi, em vẫn luôn tìm kiếm con. Công viên vui chơi giải trí. Biểu cảm Hàn Phi không chút thay đổi, nhưng tai đã vảnh lên, cẩn thận lắng nghe. Có lẽ từ lúc đó con đã cảm thấy em chính là một người phụ nữ xấu, cảm thấy là em cố tình bỏ lại con. Thực ra đó chỉ là một tai nạn, em vẫn luôn muốn bù đắp người vợ vô cùng hối hận cứ nói rồi cúi đầu xuống em biết mẹ ruột của con trước khi qua đời đã từng dẫn con đến công viên vui chơi giải trí một lần em cũng muốn làm mẹ của con sau đó cái ngày mà anh và con xảy ra cãi vã lớn em đã rất đau khổ em không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này có lẽ ngay từ đầu em đã làm sai ngày xảy ra cãi vã lớn hàn phi nhìn người phụ nữ trong mắt hơi chút nghi hoặc anh và phó sinh cãi vã từ lúc đó con bắt đầu ghét anh sao người vợ gật gật đầu sau khi có phó thiên chúng ta quả thực đã dành nhiều tình yên hơn cho nó chúng ta đã bỏ qua cảm xúc của phó sinh thế nên con mới làm chuyện như vậy đầu anh rất đau trí nhớ cũng hơi chút mơ hồ rồi hôm đó phó sinh đã làm gì vậy anh quên rồi sao người vợ lần đầu tiên nhìn hàn phi với vẻ nghi ngờ hôm đó chúng ta đều không có ở nhà phó sinh đưa phó thiên cùng đi đến công viên vui chơi giải trí dường như là chuẩn bị giống như lúc em bỏ rơi con mà bỏ rơi phó thiên anh nhớ ra rồi Hàn Phi bấm huyệt thái dương, nhưng trong đầu lại đang điên cuồng suy nghĩ. Hắn biết rằng thất lạc viên và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ là hai nơi mà phó sinh, không bao giờ có thể quên được, nhưng hắn vẫn luôn không biết tại sao phó sinh đối với hai nơi này, ký ức hãy còn mới mẻ. Phó sinh nói con thấy phó thiên cứ khóc suốt, nên mới muốn đưa đi công viên chơi, nhưng cả hai chúng ta đều không tin con, anh còn tát con một cái rất mạnh, buộc con phải nhận lỗi. Hôm đó anh và con cãi nhau vô cùng nảy lừa em cũng chưa bao giờ thấy phó sinh mất kiểm soát và đau khổ đến như vậy mưa nhỏ dần nhưng tâm trạng của người vợ ngày càng dữ dội nếu như hôm đó em tin vào phó sinh có thể cũng sẽ không xảy ra những chuyện như sau này công viên đó tượng trưng cho ly biệt trong lòng phó sinh có khi nào con dẫn phó thiên đến đó vì muốn để phó thiên lại sau đó chính mình thì biến mất trong cuộc sống của chúng ta mãi mãi hàn phi không có bất kỳ bằng chứng hắn chỉ phỏng đoán dựa trên những gì mình biết về phó sinh đứa trẻ này vẫn luôn rất hiền lành con cố gắng hết sức để bảo vệ di ảnh bên đường để người quá cố không bị lũ khốn bắt nạt em biết vì vậy em luôn muốn xin lỗi con nhưng kể từ ngày đó trôi qua con đã hoàn toàn khép mình lại sau khi tan học chỉ nhốt mình trong phòng cũng không ra gặp chúng ta nữa trong lòng người vợ rất buồn cô cảm thấy rất nhiều chuyện đều là lỗi của mình anh sẽ hóa giải hiểu lầm này hàn phi uống xong canh trong bát dù sao bây giờ anh cũng rất có tự tin anh đã tìm ra cách để giao tiếp với phó sinh rồi à vẫn chưa hàn phi mỉm cười lắc lắc đầu sự tự tin của anh đến từ em và các con anh có một người vợ dịu dàng nhất còn còn các con khiến anh tự hào nhất trên thế giới này anh nhất định sẽ thay đổi cái gọi là vận mệnh đã định kia anh lại bắt đầu nói nhảm rồi anh thực sự có thể nhìn thấy tương lai em sẽ trở thành một người mẹ vĩ đại nuôi dưỡng hai đứa trẻ trở thành những nhân tài hàng đầu hai anh em chúng nó cũng sẽ trở thành những nhân vật lớn thay đổi thế giới này hàn phi không nói dối tất cả những điều này là những gì thực sự đã xảy ra Người vợ cảm thấy Hàn Phi chỉ đang dỗ dành mình vui vẻ, cô rụi rụi mắt, còn anh thì sao? Tương lai anh sẽ trở thành như thế nào? Anh! Hàn Phi do dự, lấy điện thoại di động ra xem thời gian, sinh mệnh của Phó Nghĩa còn khoảng 30 ngày, quá muộn rồi, chúng ta phải trở về thôi. Đúng là hơi muộn rồi, trở về anh nhanh chóng tranh thủ ngủ một giấc, ngày mai còn phải đi làm. Người vợ đứng dậy cầm ô lên, Hàn Phi nhìn ông lão, ông à, chỗ đồ ăn thừa này gói lại hết cho con, con mang về nhà ăn. Trời đã rất khuya rồi, còn mưa nữa, Hàn Phi muốn ông bà lão đóng sạp, về nhà sớm. Xách theo một chiếc túi, Hàn Phi rời khỏi ghế bên cạnh xe, tất cả những gì hắn làm người vợ đều nhìn thấy hết. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Hận ý của người vợ đối với bạn đã giảm đi một điểm, hiện tại tích lũy giảm đi 4 điểm. Định đến gần vợ, Hàn Phi còn chưa đi đến, người vợ đã che ô qua đầu cho hắn. Đi thôi, chúng ta về nhà. Anh mua thêm một ít, ngày mai chúng ta hâm nóng ăn. Hàn Phi một tay xách túi, một tay kia che ô. Vâng. Mưa dần dần nhỏ hơn, 3 giờ sáng, Hàn Phi và vợ cuối cùng về đến chung cư. Bọn họ vừa bước vào chung cư, Hàn Phi đột nhiên nghe thấy có tiếng động, quay đầu nhìn, có một cô gái trẻ mặc váy màu vàng nâu ở trong một góc chung cư. Tóc của người phụ nữ đó đã ướt sũng, dính bết vào mặt, biểu cảm lúc này khiến người ta vô cùng kinh sợ. Là bạn gái trên mạng đó. Làm sao cô ấy lại chạy đến gần chung cư của mình vậy? Hàn Phi đưa ô cho người vợ, rồi nhanh chóng đuổi theo. Theo tình tiết trong rất nhiều bộ phim điện ảnh, bạn gái trên mạng có thể đã bỏ lỡ Hàn Phi, sau khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của hắn hiện tại, trong lòng lại sinh ra oán hận, sau đó ra tay trả thù hắn và gia đình. Có điều phim dù sao cũng chỉ là phim, Hàn Phi có 30 điểm thể lực, chạy nước rút hết tốc lực, quỷ quái bình thường cũng không thoát khỏi được, huống chi là một người phụ nữ yếu ớt. Thiên Phú bị động trốn tìm được kích hoạt, Hàn Phi nhanh chóng tìm được bạn gái vừa mới thành niên trong một góc ngõ. "Em sao vậy?" Hàn Phi chậm rãi tiến lại gần, hắn phát hiện cơ thể của bạn gái trên mạng đang run rẩy không ngừng, trong tay còn cầm một mảnh thủy tinh sắc bén. Để anh tìm một chỗ cho em chú mưa trước đã, em ăn cơm chưa? Ân cần hỏi Han, Hàn Phi từng bước tiến lại gần, cô gái cũng vung vẩy mảnh thủy tinh về phía hắn, nhưng còn chưa chạm vào, tự mình đã ngã ra. Hàn Phi sở chán cô gái, thân nhiệt đối phương rất cao. Sốt như thế này còn muốn ra ngoài giết anh, em muốn đồng quy vu tận với anh ạ. À? Thật không đáng mà. Tính mạng phó nghĩa anh đã đếm ngược rồi em còn có cả tương lai tươi sáng phía trước. Hàn Phi lấy di động ra gọi cho người vợ, sau đó hắn cõng người bạn gái trên mạng chạy ra khỏi ngõ, lao thẳng về phía bệnh viện gần đó. Sau khi lấy số tại phòng cấp cứu, Hàn Phi đã thanh toán trước đầy đủ chi phí y tế, sau đó tìm đến cây ATM rút 1.500 tệ, nhét vào ba lô của cô gái. Nhìn cô gái yếu ớt trên giường bệnh, Hàn Phi không khỏi lại muốn thở dài. Nhiệm vụ kế thừa điện thờ này có thể nói là nhiệm vụ mà hắn thở dài nhiều nhất hãy nghỉ ngơi cho thật tốt em phải khỏe mạnh thì mới có sức để giết chết anh khi đứng dậy hàn phi đang định rời đi thì bất ngờ phát hiện cô gái vẫn đang túm chặt góc áo của hắn được rồi anh ở cùng em một lát hàn phi lúc này có một cảm giác khẩn trương danh hiệu yêu ghét rõ ràng này sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tình yêu và hận ý cho nên hắn càng muốn giảm bớt hận ý của mọi người đối với hắn sau khi tình hình của cô gái ổn định một chút hàn phi đã bước ra khỏi bệnh viện trở về nhà của mình Người vợ đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho hắn đặt trên sofa, sau khi thay đổi xong hắn lặng lẽ vào phòng ngủ. Sau đó hắn rất ngạc nhiên phát hiện, cái nệm vốn được hắn đặt dưới đất đã được cất đi, chiếc chăn đã được chuyển lên giường, người vợ cũng nằm nghiêng về bên trái, để chống nửa giường bên phải gần cửa. Nói thật Hàn Phi rất cảm động, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lấy nệm ra trải trên mặt đất, sau đó lại đem chăn gối đặt ở trên nệm. Không còn cách nào khác, ngủ ở trên giường, trong lòng hắn không thoải mái tranh thủ thời gian chợp mắt một chút, Hàn Phi lại vội vàng dậy tắm rửa, chuẩn bị đi làm. Anh đến công ty đây, em hãy chú ý tin tức một chút, nếu như oan ức của của hiệu trưởng tiền nhiệm được rửa sạch, em nhớ chia sẻ tin vui này với phó sinh. Hàn Phi trước khi đi ra ngoài dặn dò một câu. Anh yên tâm. Sau khi bước ra khỏi nhà, Hàn Phi vội vàng đến công ty, nhưng hắn vẫn đến muộn. Tiêu rồi, lại bị Triệu Thiến mắng rồi, tối qua mình còn cho cô ấy leo cây. Hôm nay có lẽ sẽ rất khó khăn đây, mình nhất định phải luôn cẩn thận quẹt thẻ đi tới tầng đặt trụ sở của công ty hàn phi rất ngạc nhiên phát hiện triệu thiến lần này vậy mà lại không gây rắc rối cho mình bốn cấp dưới của hắn đều không ở trong văn phòng người đâu rồi khi hàn phi đang nghi hoặc trong phòng họp công ty vang lên những trận kinh hô hàn phi lập tức cởi áo khoác ra đi lấy nửa ly cà phê giả bộ mình đi làm đã lâu rồi bước tới phòng họp hàn phi đẩy cửa ra phát hiện mọi người đều đang tập trung trong phòng họp rất nhiều người còn đang cầm điện thoại lên chụp ảnh khi đến gần hơn Lúc này Hàn Phi mới nhìn thấy một người phụ nữ cao gần 1m8, mặc bộ đồ đặc sắc của kẻ phản kháng trong game Vĩnh Sinh, tay đang cầm một cái cơ điện, tạo dáng muôn hình vạn trạng. Bạch Tuộc đem khái niệm mặc càng ít càng có sức chiến đấu cao phát huy đến cực điểm, trang phục game do anh ta thiết kế đẹp thì có đẹp, chỉ là tiết kiệm quá nhiều vải. Ấy, trưởng nhóm, anh tới đây khi nào vậy? Anh dai cây giả đang kiễng chân chụp ảnh thì vô tình đụng phải Hàn Phi. Tôi sớm đã đến rồi, anh say mê chụp ảnh đến nỗi không nhìn thấy tôi. Nào, trưởng nhóm, em nhường một chỗ cho anh. Không cần, mọi người cứ chụp đi, tôi trở lại làm việc." Hàn Phi xoay người bước ra ngoài, khi hắn mở cửa phòng họp, tiếng cưa điện đột nhiên vang lên ở đầu bên kia phòng. Nhịp tim Hàn Phi đột nhiên tăng nhanh, không phải chứ? Lý Quả Nhi chỉ là tùy tiện vẽ ra như vậy, có lẽ do mình quá căng thẳng, rồi, không nhịn được quay đầu nhìn lại, Hàn Phi và người phụ nữ cầm cưa điện nhìn nhau một cái, trên khuôn mặt lạnh lùng của đối phương dần dần lộ ra nụ cười có chút tàn nhẫn. Da mặt Hàn Phi giật giật, xác nhận qua ánh mắt là đã gặp người muốn giết hắn rồi. Làm bộ như không nhìn thấy, Hàn Phi vội vàng trở lại văn phòng, lấy điện thoại di động ra kiểm tra thông tin trên nick phụ kia. Mấy ngày nay hắn không hề tiếp xúc qua lại với những người phụ nữ ái muội kia, cũng không nói chuyện lời nào. Vào đêm hôm qua, có một người phụ nữ vẫn luôn trò chuyện ái muội, với hắn đã liên tiếp gửi rất nhiều tin nhắn, đại khái có nghĩa là nếu anh không đến tìm em thì em sẽ đến tìm anh đấy. Hàn Phi bấm vào avatar của người phụ nữ nhưng đối phương cũng chỉ là ních phụ che giấu tất cả thông tin thật trưởng nhóm sao anh lại toát mồ hôi rồi lý quả nhi lấy khăn ướt ra đưa cho hàn phi cười nói người khác khi nhìn thấy người mẫu kia mắt sắp lồi ra ngoài rồi trưởng nhóm anh vậy mà lại xoay người bỏ chạy chẳng lẽ trước đây anh đã từng quen biết cô ấy rồi hay sao nếu như tất cả chúng ta đều ở đây nhìn người đẹp thì ai sẽ là người xây dựng tương lai của công ty em có nhìn người đẹp cả trăm lần người đẹp cũng không phải của em nhưng nếu như em chăm chỉ làm việc, tiền và tương lai đều là của em cả. Nhưng câu đầu tiên mà người mẫu kia nói khi đến công ty chính là, Phó Nghĩa có ở đây không? Khi Triệu Thiến vừa nghe thấy câu này, người cũng đơ luôn. Lý Quả Nhi cười vui vẻ, trưởng nhóm, anh nghĩ kỹ lại đi, có phải đã gặp đối phương ở đâu đó rồi không? Đúng rồi, tên của người mẫu đó là Ái Tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người mẫu đó tên là Ái Tình à? Hàn Phi liếc nhìn chiếc cưa điện trong tay người mẫu, với kinh nghiệm nhiều năm bị truy sát ở thế giới tầng sâu nhìn thoáng qua đã biết đó là thật rồi thật là một tình yêu sắc bén lý quả nhi nghiêng đầu nhìn hàn phi mọi người trong công ty đều tập trung vào dáng người và khuôn mặt của người mẫu chỉ có hắn là nhìn chằm chằm vào chiếc cơ điện trong tay cô ạ à. với sự hiểu biết của mình về phó nghĩa cô nhanh chóng hiểu ra điều gì đó nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn trưởng nhóm em lại nghĩ ra một đoạn kết trò chơi mới anh có muốn nghe không tiểu lý thái độ của em đối với công việc rất đáng để mọi người học hỏi nhưng em cũng đừng làm việc quá sức. Hàn Phi vừa rời mắt khỏi người mẫu, thì lại nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Lý Quả Nhi, hắn không nói lời nào quay đầu đi về phòng làm việc. Hai người cùng nhau trở lại văn phòng, Lý Quả Nhi nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc, cô đeo kính vào bắt đầu vẽ ra một cái kết mới, vẻ ngoài ngọt ngào che đi đôi mắt ngày càng hưng phấn. Hàn Phi khẽ liếc nhìn Lý Quả Nhi, sau đó mở thực vật đại chiến Zambis ra, chơi nhiều rồi, hắn cảm thấy tính cách của Zambis còn đáng yêu hơn con người lúc nào cũng phải cẩn thận, không phải chỉ có Zambis mới mở được vỏ não của mình, còn có tình yêu nữa. Vừa chọn xong thực vật, Hàn Phi còn chưa đợi đến làn sóng lớn Zambis xuất hiện, thì ngoài hành lang lại chuyển đến tiếng bước chân ầm ĩ, các đồng nghiệp bước ra khỏi hội trường, chen chúc tiến về phía văn phòng của hắn. Thu nhỏ game lại, mà mở bản kế hoạch đã làm được 3 ngày ra, vẻ mặt Hàn Phi rất nghiêm túc, lông mày khẽ cao lại, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Phó Nghĩa, cậu lại ở đây sao? Triệu Thiến gõ gõ cửa, cô và Bạch Tuộc đứng ở cửa văn phòng. Game Vĩnh Sinh hôm nay sẽ quay video quảng cáo. Chúng tôi đã thuê địa điểm cho cả ngày. Vừa hay nhân tiện quay luôn cái game mà các cậu làm đi. Hình thành tình yêu kinh dị, cá nhân tôi rất coi trọng các cậu đấy. Phó Nghĩa, anh đã nợ tôi một ân tình lớn đấy. Nếu như không phải chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để mời ái tình đến, thì cái game 18 cộng nhỏ của các anh muốn mời cô ấy đến quay, đúng là chỉ có nằm mơ. Bạch Tuộc rất bất mãn với Phó Nghĩa, anh ta đã phải mất rất nhiều nguồn lực để ký hợp đồng với người mẫu nổi tiếng nhất trong ngành kết quả đối phương vậy mà lại đồng ý giúp phó nghĩa quay miễn phí anh ta nhìn hàn phi hơi ghen tị một chút bất ngờ phát hiện vẻ mặt hắn cũng đang lạnh lùng nhìn anh ta ánh mắt kinh khủng đó dường như đang muốn nói chính là anh dẫn lệ quỷ đến nhà tôi à đã được hơi còn ra vẻ bạch tuộc tránh tầm mắt của hàn phi cậu thu xếp tài liệu đi cùng với chúng tôi ái tình rất hứng thú với game mà các cậu đang làm đã hứa sẽ giúp các cậu chụp ảnh quảng cáo miễn phí mà không tính thêm bất kỳ khoản phí nào triệu thiến không cho hàn phi cơ hội để từ chối trực tiếp rời đi trưởng nhóm để em đi cùng anh lý quả nhi là người đầu tiên đứng lên vì sợ rằng hàn phi sẽ bị giết trước vĩnh sinh được công ty đánh giá là dự án cấp s game của chúng ta chỉ là dự án bên lề cấp b thông thường chúng ta căn bản không thể thuê người mẫu hàng đầu để hợp tác quảng bá cơ hội này nên trân trọng nhìn ánh mắt mong đợi của các thành viên trong nhóm hàn phi gật đầu được rồi tôi đi xem một chút em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, chúng ta chỉ cần quay một tấm ảnh bìa động là được. Lý Quả Nhi lấy tấm ảnh bìa trò chơi do mình vẽ ra, một người đàn ông có đến 8-9 phần giống Hàn Phi đang bị cố định trên bàn ăn, quần áo rách dưới, trên người bị thương, đôi mắt bị bịt lại, xung quanh anh ta là 7 người phụ nữ với những biểu hiện và tính cách hoàn toàn khác nhau cầm trên tay đủ các loại vũ khí giết người. Chắc chắn muốn quay cái này sao? Khóe miệng Hàn Phi hơi giật giật, là một diễn viên chuyên nghiệp, hắn còn chưa bao giờ quay cái gì kích thích đến như vậy kinh dị tình yêu hình thành mỹ thực tất cả những yếu tố mà anh muốn đều có trong bức ảnh này lý quả nhi thu xếp ảnh bìa game và tài liệu liên quan vào túi sách cô ấy dường như là trợ thủ chú đáo nhất bên cạnh hàn phi thế thì quay vậy hàn phi tắt game cùng lý quả nhi xuống tầng một chiếc xe buýt nhỏ của đoàn đang đậu bên ngoài tòa nhà công ty triệu thiến đích thân dẫn đầu đoàn điều này cho thấy cô ấy rất coi trọng việc quay video quảng cáo này sau khi những người khác lên xe, Hàn Phi mới chậm chạp theo Lý Quả Nhi bước tới, xin hỏi ở đây có người ngồi không. Bạch Tuộc bước tới phía Ái Tình rất lịch sự nhìn về phía chỗ trống, tôi muốn cùng cô thảo luận thêm về bối cảnh trò chơi của chúng ta và một số tình tiết hành động. Xin lỗi, ở đây có người rồi. giọng nói của Ái Tình rất đặc biệt, trung tính, có chút khàn khàn nhưng lại có một sức quyến rũ khó tả. Ánh mắt Bạch Tuộc vô thức liếc qua quần áo đơn giản trên người Ái Tình, xấu hổ cười cười, lại nhìn lên chỗ ngồi bên cạnh Triệu Thiến triệu thiến là lãnh đạo của công ty những nhân viên bình thường có thể không muốn ngồi cạnh cô ấy vì họ cảm thấy không thoải mái đi về phía triệu thiến bạch tuộc còn chưa đi tới nơi triệu thiến đã nhìn thấy lý quả nhi đang lên xe với hàn phi một tia không hài lòng hiện lên trong mắt cô rất nhiệt tình đứng dậy kéo lý quả nhi đến bên cạnh mình bắt đầu hỏi về những chuyện trong công việc xe đã khởi động nhưng hàn phi và bạch tuộc còn chưa ngồi vào chỗ vốn dĩ chỗ ngồi chỉ vừa đủ kết quả triệu thiến lại đột nhiên thông báo cho hàn phi cũng đi đến đó hai người các anh cứ tìm chỗ nào chịu khó ngồi chung một chút đừng đứng ở lối đi tài xế thúc giục một câu hàn phi hơi chút bất lực hắn chậm rãi đi về phía ái tình đó là chỗ trống duy nhất trên toàn xe tôi có thể ngồi ở đây được không đương nhiên ái tình dựa vào ghế ngồi sờ sờ móng tay đỏ như máu đôi mắt của anh vẫn đẹp như vậy như có ánh sáng ẩn hiện trong đó giữa chúng ta có thể có một số hiểu lầm mọi cuộc gặp gỡ tuyệt vời đều bắt đầu từ một sự hiểu lầm ái tình quay đầu lại nhìn hàn phi như muốn khắc ghi khuôn mặt của hắn trong tâm trí là loại hiểu lầm thực sự hàn phi đã xem lịch sử trò chuyện của phó nghĩa và ái tình các cuộc trò chuyện trong hai tuần gần đây cũng bình thường nhưng lịch sử trò chuyện từ hai tuần trước đã bị phó nghĩa xóa mất hắn cũng không biết phó nghĩa và ái tình nói những cái gì nhưng hắn cảm thấy có lẽ là một chủ đề đặc biệt đáng xấu hổ nếu không phó nghĩa thậm chí sẽ không đến mức thông tin trên nick phụ cũng xóa khi hàn phi đang suy nghĩ ái tình cứ nhìn chằm chằm vào hắn điều này khiến hắn lòng dạ dối bời chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác thấy hàn phi làm ra bộ dạng hoàn toàn không quen biết mình ánh mắt tình ý dần dần thay đổi đáy mắt nổi lên một tia máu mỏng phó nghĩa anh không thể cứ vì để tránh kết thúc mà cố ý tránh sự bắt đầu của mọi thứ chứ hàn phi là thật sự không biết phó nghĩa và ái tình nói những gì hắn hạ thấp giọng nói chúng ta tìm cơ hội rồi nói chuyện riêng sau khi nói xong hàn phi không để ý đến ái tình nữa hắn nhìn về phía trước kết quả lại nhìn thấy bạch tuộc vẫn đang đứng ngây ngốc ở giữa lối đi anh còn đứng ở đấy làm gì tìm đại một chỗ ngồi đi nghe được giọng nói khó hiểu của hàn phi bạch tuộc nắm chặt tay người mẫu là do anh ta mời đến xe là do anh ta đặt anh ta cảm thấy mình chạy trước chạy sau lo liệu mọi việc cuối cùng lại bị đổi từ chú rể thành phù rể trưởng nhóm trương ngồi tạm xuống đây đi nhân viên phụ trách quay phim dịch chuyển sang bên ba người ngồi vào với nhau chịu khó một chút xe chuẩn bị xuất phát rồi, khách sạn đó không xa chỗ các bạn lắm, khoảng 40 phút là đến thôi. Người lái xe khởi động chiếc xe cỡ chung, anh ta không quan tâm Bạch Tuộc có khó chịu hay không. Khách sạn, các anh đặt địa điểm quay ở khách sạn à? Hàn Phi hơi khó hiểu, game Vĩnh Sinh là thể loại game chiến đấu lấy bối cảnh là tương lai, hình như không có liên quan gì đến khách sạn. Vĩnh Sinh nói về một tương lai vô cùng tồi tệ, nơi những người có thể sống mãi mãi trong thành phố thông minh, kẻ phản kháng, người tị nạn và phản quân sống trong đống đổ nát bên ngoài thành phố. Chúng ta phải đến Starry Sky Art Hotel bị bỏ hoang 5 năm trước, nơi đây từng huy hoàng trắng lệ, nhưng giờ chỉ còn lại phế tích. Đổ nát thê lương, cảm giác tan vỡ này rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Một nhân viên giải thích, khách sạn đó từng là một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở đây, thật đáng tiếc sau này khi sự việc đó xảy ra, không có ai còn dám đến ở trong khách sạn đó nữa. Trong khách sạn có chuyện gì đặc biệt xảy ra vậy? không phải là chuyện tốt đẹp, anh cũng đừng hỏi. Nhân viên nói tiếp, Hàn Phi đành phải lấy điện thoại của Phó Nghĩa ra, bắt đầu tìm kiếm. Vừa nhập dòng chữ Starry Sky Art Hotel, rất nhiều thông tin đã hiện ra. Là ác quỷ dáng thế? Hay là rối loạn tâm thần? 21 mạng người bị chôn vào xi măng, xây dựng nên bức tường của Satan. Ông chủ khách sạn đến nay vẫn chưa quy án. Starry Sky Art Hotel, nằm gần bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí cho những người giàu từ nơi khác đến phẫu thuật thẩm mỹ. Không ai biết rằng bên trong kiến trúc gần nhất với xinh đẹp và hoàn hảo này, vậy mà lại ẩn giấu sự việc kinh khủng đến như vậy. Vụ án chưa phá, nhân viên phục vụ khách sạn chết một cách bí ẩn, bảo vệ sợ hãi đến phát điên. Trước khi chết có để lại di thư cuối cùng nói rằng, nhìn thấy một người chết đang tìm phần má của chính mình. Rốt cuộc là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hay bệnh viện giết người? Liệu có mối liên hệ nào giữa bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo và Starry Sky Art Hotel không? ngủ trong nhà ma, 500 một đêm, hãy đến nếu bạn đủ can đảm. Nhìn thông tin trên điện thoại, Hàn Phi nhớ tới rất nhiều chuyện. Gần bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cũng có một khách sạn do Vĩnh Sinh Farmer Suti xây dựng. Tất cả những điều này, dường như là tương ứng với ký ức thời kỳ học sinh của Phó Sinh. Hàn Phi bây giờ rất tò mò tại sao Phó Sinh lại có ấn tượng sâu sắc với bệnh viện đó. Đến cùng là cậu đã gặp phải chuyện gì ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Vì đã qua giờ cao điểm buổi sáng nên chiếc xe chỉ mất nửa tiếng là đến nơi ở đây cách xa trung tâm thành phố trông có phần hơi vắng vẻ nếu đi tiếp sẽ rất khó quay đầu xe các bạn cứ đi dọc theo con đường này đi qua một ngã rẽ là đến người tài xế không tiếp tục lái xe về phía trước nữa anh ta mở cửa sổ châm một điếu thuốc như thể muốn xua tan hàn khí bên trong cơ thể chuẩn bị xuống xe nào cầm đầy đủ các vật phẩm tập trung dưới cây thông bên trái bạch tục vỗ vỗ tay là người đầu tiên bước xuống xe để có thể dứt bỏ ái tình càng sớm càng tốt hàn phi cũng nhanh chóng xuống xe tìm một góc vắng vẻ đứng, lặng lẽ liếc nhìn xung quanh. Starry Sky Art Hotel và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo chỉ cách nhau một con phố. Ở đây hầu như không có người ở, trên cổng lớn có niêm phong và dây cảnh báo mà cảnh sát chưa gỡ bỏ. Thiết bị cảm biến trên cửa kính cao cấp bị vỡ, bên trên bị ai đó sơn lên những dòng chữ như trả lại mạng sống cho người nhà tôi. Thông qua cửa kính nhìn vào bên trong là một đống đổ nát, nền nhà mục nát, hầu như không có nội thất nguyên vẹn. Chúng tôi đã liên lạc với người quản lý ở đây, trước khi trời tối có thể tự do quay chụp, nhưng không được đến khu vực từ tầng 4 trở lên. Bạch Tuộc cầm điện thoại di động, dường như đang gọi cho ai đó. Một lúc sau, một thanh niên mặc đồng phục giản dị bước ra khỏi chốt bảo vệ, mở cửa hông của khách sạn cho đoàn quay phim. Vị này là Ngô Sơn, một trong những trợ lý của cảnh sát ở khu phố gần đây. Nếu mọi người phát hiện bất cứ điều gì hoặc gặp phải điều gì không hiểu trong khách sạn, có thể tìm anh ấy. Bạch Tuộc nói xong, Ngô Sơn đi tới trước đám người. Tôi là người chuyên chịu trách nhiệm canh giữ tòa nhà này mọi người cứ gọi tôi là tiểu sơn là được người thanh niên mỉm cười nhìn lướt qua đám đông nhưng khi nhìn thấy một người nào đó nụ cười trên mặt cậu ta lập tức đông cứng lại cậu ta không ngừng nhìn người đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc miệng không khỏi thốt lên một cái tên hàn phi diễn viên kia hàn phi lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào ngô sơn hắn có thể cảm thấy ngô sơn khác với người trong thế giới ký ức điện thờ lại gặp thêm một người chơi sao biết phải đi làm trợ lý cảnh sát có thể dựa vào cảnh sát người này cũng khá thông minh đấy chứ hai người vô cùng hiểu nhau không ai vạch trần danh tính của đối phương nhiệm vụ quay phim hôm nay rất nặng nhanh lên bạch tuộc dẫn đầu đi vào khách sạn anh ta bắt đầu trao đổi với nhóm quay phim thiết lập trường quay người mẫu đâu phụ trách đạo cụ cũng đến đây đi mọi người hãy giúp phó nghĩa chụp ảnh quảng cáo trước giàn dựng trường quay sắp xếp máy quay sẽ mất một khoảng thời gian triệu thiến đã gọi quay phim đạo cụ và ái tình đến bên cạnh hàn phi trước bên phía vĩnh sinh có thể phải mất đến một tiếng mới chuẩn bị xong các cậu chụp trước đi triệu tổng yêu cầu của bọn em rất đơn giản lý quả nhi lấy ảnh kết xuất từ trong túi ra một bàn ăn đủ rộng cùng với đủ các loại vũ khí còn cần ít nhất bảy người mẫu với các tính cách khác nhau bảy người vậy cứ chụp một bức ảnh bối cảnh trước hậu kỳ tôi sẽ tìm người mẫu rồi ghép vào triệu thiến ra hiệu với ngô sơn cảnh sát ngô anh có biết ở đâu có một chiếc bàn ăn lớn và rất nhiều vũ khí trong tòa nhà này không tôi chỉ là một trợ lý cảnh sát bình thường, chị cứ gọi tôi Tiểu Sơn là được. Ngô Sơn ngượng ngùng cười, trong sảnh tiệc tầng 2 có một bàn ăn hình tròn rất lớn, có thể chứa cùng lúc 25 người. 25 người? Lớn quá, còn có cái nào nhỏ hơn nữa không? Dưới tầng hầm số 1 cũng có một bàn ăn, xung quanh để đầy hung khí, nhưng... Ngô Sơn do dự, chúng tôi nghi ngờ rằng bàn ăn đó đã từng được kẻ sát nhân sử dụng, trên đó có một số dụng cụ tra tấn và dây thừng. Lấy nó đi, triệu thiến lý quả nhi và ái tình đồng thanh nói ngô sơn bị sững sờ trong giây lát được tôi đưa các chị đến đó ngô sơn lấy chìa khóa ra khi đi ngang qua hàn phi cậu ta nhìn hắn một cái khó hiểu cậu ta không hiểu tại sao hắn lại ở cùng với ba mỹ nữ có khí chất khác nhau này thông thường mà nói việc đầu tiên mà người chơi phải giải quyết khi vào bản đồ ẩn chính là sinh tồn bọn họ sẽ thường chọn nghề nghiệp nào có thể mưu sinh rồi từ từ khám phá bây giờ ngô sơn đang rất tò mò nghề nghiệp của hàn phi là gì Mở cửa thông với tầng hầm ra, trong không khí có một mùi ẩm mốc, hơi ẩm nồng nặc, đi bên trong cảm thấy rất khó chịu. Chính là ở đây. Ngô Sơn đưa mọi người đến căn phòng sâu nhất trong hành lang tầng hầm số 1. Căn phòng được trang trí rất sang trọng, có ghế sofa bọc da, trên tường có tranh, tác phẩm nghệ thuật chất đống khắp nơi. Nhưng ở trung tâm của căn phòng sang trọng đầy nghệ thuật như vậy, có một chiếc bàn ăn khổng lồ dường như đã từng bị dùng máu tươi nhuộm đỏ. Bản thân chiếc bàn ăn được đặt làm đặc biệt, hai bên có 10 chiếc ghế. Xung quanh còn có dao và nĩa chưa cất đi, một số dụng cụ tra tấn bị hỏng. Không tồi, giống như chiếc bàn ăn mà tôi tưởng tượng. Lý Quả Nhi đưa tay vuốt ve mặt bàn màu đỏ, vẻ mặt có chút si mê, đáy mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, trưởng nhóm, nhanh lên. Anh nằm xuống thử xem, nhìn 10 chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, Hàn Phi mơ hồ cảm thấy đây hình như là một loại điểm xấu. Hắn dường như nhìn thấy 10 bóng dáng thước tha đang ngồi trên ghế. Đạo cụ đâu? Thay quần áo cho phó nghĩa đi. Triệu Thiến gõ nhẹ xuống bàn, cô cũng rất hài lòng với chiếc bàn và bầu không khí này khóe miệng hơi nhếch lên cởi bỏ bộ âu phục và cúc cổ áo hàn phi thay một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh đưa đến từ phòng đạo cụ áo sơ mi trắng và mặt bàn màu đỏ tươi tạo thành một sự tương phản rõ ràng khi kết hợp với vẻ ngoài tuấn tú của hàn phi quả thực rất kích thích trong ảnh anh ấy bị giam cầm anh ấy là đồ ăn trên bàn cái này có vẻ gọn gàng sạch sẽ quá ái tình một tay kéo cơ điện đi đến cô túm lấy chiếc áo sơ mi mà hàn phi vừa mặc vào dùng lực xé rách nó Hàn Phi sững sờ nhìn hàng cúc áo lăn trên bàn ăn. Nào, bịt hai mắt lại, dùng xích quấn tay và bắp chân, anh cứ nằm xuống vị trí này là được. Nhân viên đạo cụ bảo Hàn Phi trèo lên bàn ăn, đã từng đóng phim chưa? Anh thử làm một biểu cảm hoảng sợ trước xem nào, đúng, cộng thêm một chút vật lộn và bất lực nữa, perfect. Chính là biểu cảm này. Nhìn Hàn Phi nằm trên bàn ăn, Ngô Sơn bên cạnh trợn tròn mắt, anh ta biết Hàn Phi là một diễn viên, nhưng không ngờ hắn lại dấn thân vào một nghề đặc biệt như vậy trong game xa cơ lỡ vận rồi sao, Hàn Phi. Tiếng cơ điện đột ngột vang lên trong phòng, ái tình cao gần 1m8, có thân hình ác quỷ, khuôn mặt thiên thần đi về phía bàn ăn, tia máu trong đáy mắt cô rất nhiều, không ngừng cắn chặt môi mình, trong mắt phản chiếu hình dáng Hàn Phi lúc này, ai cũng không thể nghĩ rằng ái tình lạnh lùng nhất, cũng sẽ có một cái kết nồng cháy nhất. Ái tình đột nhiên tăng tốc, cô giơ chiếc cơ điện trong tay lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé nghe thấy tiếng cưa điện ầm ầm hàn phi lập tức bắt đầu dãy ruộng sau khi chắc chắn sợi xích quấn quanh cánh tay mình có thể tháo ra ngay lập tức mới thở phào nhẹ nhõm trưởng nhóm đừng nhúc nhích em sẽ không làm hại anh đâu giọng nói của lý quả nhi truyền đến bên tai giọng điệu cô lạnh lùng như thể trong miệng ngậm một viên đá thật muốn cứ tiếp tục như thế này trong đầu hàn phi bật lên công tác diễn xuất bậc thầy cơ thể khẽ run lên giống như một cậu bé bị ném vào cơn ác mộng trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh chán gần như ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh những sợi dây xích căng chặt lạch cạch lạch cạch chiếc cơ điện đang từ từ đến gần ba người phụ nữ nhặt nhiều vũ khí giết người và dụng cụ tra tấn trên mặt đất đặt chúng xung quanh bàn ăn trang nhã như họ đang chọn bộ đồ ăn cho một bữa tiệc tối nhìn ba người phụ nữ dường như đã nhập vai trái tim ngô sơn cũng chậm rãi treo lên quy mô lớn như vậy sao cậu ta hơi quay đầu lại nhưng lại thực sự tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo yết hầu của cậu ta di chuyển nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Cánh tay mảnh, khảnh vươn ra phía Hàn Phi, ngón tay trắng nõn lạnh lẽo như một con dao phẫu thuật, đặt vào trên áo hắn. Bọn họ dường như đang đo lường cơ thể Hàn Phi, chuẩn bị chia hắn thành 10 phần bằng nhau theo trọng lượng. Người quay phim đã sẵn sàng, không ai hô bắt đầu, mọi thứ dường như rất tự nhiên, không có chút dấu vết nào là đang diễn. Hàn Phi dãy ruộng ngày càng kịch liệt, xiềng xích nhuốm máu để lại vết đỏ trên cánh tay, vẻ mặt sợ hãi méo mó, môi tái nhợt, không còn chút máu. Nhìn Hàn Phi bị cố định trên bàn ăn, Ngô Sơn vô cùng chấn kinh, anh ấy diễn y như thật vậy, đến quay cảnh 18 cộng trong game mà cũng cố gắng như thế, quả nhiên anh ấy có thể thành công là cũng có lý do nhất định. Cưa điện càng ngày càng gần, các loại lưỡi dao băng giá cùng côn sắc bén nhẹ lướt qua áo sơ mi của Hàn Phi, giống như đang mơn trớn vậy. Ngô Sơn càng nhìn càng thấy không đúng, trong lòng có một câu hỏi, có khi nào có khả năng là không phải bọn họ đang diễn không? ho khan một tiếng ngô sơn gõ nhẹ vào bàn ăn vài cái này những con dao trên mặt đất các chị tốt nhất không nên động vào năm năm trước ở đây từng phát sinh một vụ thảm sát đó có lẽ đều là hung khí thật hoàn hảo người quay phim cũng đi tới vẻ mặt hưng phấn từ trước đến giờ tôi chưa từng quay phim suôn sẻ như vậy không nhìn thấy bất kỳ dấu vết đang diễn nào trên mọi người mọi người dường như đang dùng tình cảm để điều khiển cơ thể mình bước đi vậy mỗi một động tác đều chứa đầy loại tình yêu méo mó biến thai đó hay là quay thêm vài đoạn nữa đi ái tình còn chưa kịp đi đến bên cạnh Hàn Phi, mà cảnh quay đã kết thúc, lần đầu tiên cô à co mày, có vẻ hơi bất mãn. Nếu quay tiếp có lẽ các cô sẽ không tìm thấy cảm giác này nữa. Người quay phim rất phấn khích bảo Triệu Thiến và Lý Quả Nhi xem lại, cách bố trí không gian này vô cùng hợp lý, không phải các cô muốn quay hình ảnh một tên cặn bã bị giết một cách dã man, hay sao? Tôi đã để lại đủ không gian cho các cô ở cả hai bên, những nạn nhân nữ khác có thể được chèn vào tên cạn bã nằm ở giữa người người phụ nữ đã bị anh ta làm tổn thương mỗi người cho anh ta một cách chết đây không phải là một video quảng cáo nữa mà đúng là nghệ thuật hay là đặt cho nó một cái tên gọi là tình yêu thuần khiết trong bữa tối cuối cùng ý kiến rất hay triệu thiến nhìn lướt qua giao diện vừa quay khi kết xuất ảnh có thể thay đổi khuôn mặt của chúng tôi được không đương nhiên là có thể ngoài ra anh hãy thêm một câu đây là một câu chuyện có thật vì sự tôn trọng đối với người đã khuất tất cả nhân vật trong game đều sử dụng bút danh Triệu Thiến chỉ xuống cuối giao diện màn hình. Sao lại trực tiếp thành người đã khuất rồi? Hàn Phi từ trên bàn ăn ngồi dậy, em cảm thấy nam chính có thể dãy ruộng thêm một chút. Chi tiết chúng ta sẽ thảo luận khi trở về công ty. Triệu Thiến xua xua tay, cô ngồi bên cạnh bàn ăn, bàn ăn này vừa vặn có thể ngồi đủ 10 người, nhưng để tập hợp đủ 10 nữ nạn nhân, có vẻ cũng hơi khó. Ánh mắt của cô quét qua Lý Quả Nhi và Ái Tình, như thể đang tự nói với chính mình, thực tập sinh, người mẫu quảng cáo, cấp trên, khách hàng nữ, bạn gái trên mạng, giáo viên chủ nhiệm của con trai, và người vợ mới cưới, tổng cộng mới có 7 người. Nghe những lời của Triệu Thiến, Hàn Phi toát mồ hôi lạnh, vị lãnh đạo này của mình bình thường không biểu lộ bất cứ điều gì, nhưng thực ra đối với những chuyện phó nghĩa đã làm điều nắm rõ như lòng bàn tay. Những gì hắn biết, Triệu Thiến đều biết, thậm chí khách hàng nữ mà hắn không quen biết, Triệu Thiến cũng biết. Có phải cô ấy đã sớm muốn giết phó nghĩa rồi không? hàn phi thay quần áo hiện tại hắn đã có danh hiệu yêu ghét rõ ràng người căm ghét sẽ càng hận hắn vì không để cho hận ý ngoài tầm kiểm soát hắn phải tìm cách giảm bớt hận ý của mọi người càng sớm càng tốt này ngô sơn đến gần hàn phi khẽ nhìn hắn một cái lăn lộn cũng không tồi đấy chứ lát nữa có thể dạy cho tiểu đệ một ít kinh nghiệm được không ngô sơn có thể nhìn ra mối quan hệ giữa ba người phụ nữ này và hàn phi là không bình thường thực sự khiến người ta phải ghen tị anh hiểu lầm tôi rồi Hàn Phi lắc lắc đầu, hắn cũng lười biện hộ, nói nhiều rồi lại toàn là nước mắt. Mỗi người đều có thiên phú đặc biệt và cách chơi game của riêng mình, tôi hiểu. Ngô Sơn hiển nhiên đã hiểu lầm ý của Hàn Phi, người anh em, làm sao anh đến được đây? Tôi cũng không rõ, dù sao nơi này rất kỳ lạ, hình như là bản đồ ẩn, không thể tùy tiện thoát khỏi game được. Hàn Phi hơi chút khổ não, hình như anh rất hiểu về nơi này thì phải. Tốc độ dòng chảy thời gian của bản đồ ẩn này khác với thế giới bên ngoài có thể liên quan đến bí mật cốt lõi nhất của Space Technology. Ngô Sơn hạ thấp giọng, "Tôi và đồng đội của tôi đến đây từ một mê cung của công viên giải trí, chúng tôi đã ở đây trong một thời gian rất dài." "Đồng đội? Vẫn còn có người khác nữa à? Chúng tôi có ba đội người chơi, tổng cộng 18 người, chia làm hai đợt vào đây, bây giờ tôi đã liên lạc được với 10 người trong số họ." Ngô Sơn mỉm cười bí ẩn, "Không biết anh đã nghe đến cái tên Tưởng Vi chưa? Anh ấy là một trong những người săn hộp đen sớm nhất trong nước." level 19, người chơi hàng đầu, lần này anh ấy sẽ dẫn dắt cả đội. Level 19 quả thực rất lợi hại. Bản thân Hàn Phi cũng là level 19, các anh thời gian dài như vậy không thoát được game, chẳng lẽ không sợ hay sao? Thử một phen, biến xe đạp thành mô tô, một người chơi chuyên nghiệp lớn tuổi, như tôi có thể bị công ty sa thải bất cứ lúc nào. Nếu không nắm bắt cơ hội này, e rằng sau này đến miếng cơm ăn cũng khó xoay sở. Ngô Sơn và Hàn Phi cũng tầm tuổi nhau, nhưng đối với người chơi chuyên nghiệp 26, 27 đã không phải là quá trẻ nữa rồi, nếu không phải để thay đổi hiện trạng, ai sẽ sẵn sàng tham gia nhóm thăm dò nguy hiểm nhất này chứ? Chỉ cần sơ ý một chút là có thể chết trong game. Cuộc sống hoàn hảo này cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là lấy danh hiệu trò chơi hệ chữa trị, nhưng lại có hình phạt tử hình nặng nề nhất, một khi người chơi chết trong game, mọi thứ sẽ bị xóa sạch, thật quá tàn nhẫn. Quả thực rất tàn nhẫn. Lời nói của Ngô Sơn đã chạm đến trái tim của Hàn Phi này một ngôi sao lớn như anh nhất định sẽ không hiểu trong hiện thực được hàng nghìn người săn đón trong game cũng còn có thể trái ôm phải ấp hưởng hết hạnh phúc của người khác tôi thật ghen tị với anh đấy lão đệ mỗi nhà đều có một quyển kinh thư khó đọc đấy hàn phi lịch sự cười cười anh để lại thông tin liên lạc đi mọi người đều bị kẹt ở đây sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau được ngô sơn lấy danh thiếp ra đưa cho hàn phi chức năng liên lạc tích hợp sẵn trong trò chơi không thể sử dụng ở đây cho nên đây là cách duy nhất nếu như anh gặp những người chơi khác cũng có thể nói với tôi chúng tôi sẽ tìm cách sắp xếp ổn thỏa cho họ những người chơi khác hàn phi lập tức nghĩ đến một người thẩm lạc vẫn đang bị mắc kẹt trong phòng chứa đồ của công ty đứa con cưng có giá trị may mắn bằng không của thế giới tầng sâu ở bên cạnh mình thật sự là quá mức cần thiết vẫn là đi cùng những người chơi khác thì tốt hơn tôi vẫn còn một người bạn cũng đang bị mắc kẹt ở đây anh ấy đang gặp chút rắc rối nếu như anh không phiền tôi sẽ bảo anh ấy đi tìm anh trước đương nhiên là không phiền rồi Thực ra tôi cũng có bạn không tuân theo quy tắc ở đây, trộm cắp cướp giật, kết quả bị truy nã gắt gao. Cái này cũng rất bình thường. Ngô Sơn rất hào phóng, có lẽ anh ta phải chờ đến sau khi gặp được thẩm lạc, mới hiểu được thế nào là người chơi không bình thường cảm ơn nha. Đám người chơi này đã giúp Hàn Phi giải quyết được một tai họa trong lòng. Chúng tôi cứ ba ngày một lần sẽ gặp nhau tại nhà hàng Kim Mậu, ở trung tâm thành phố, để xác định an toàn cho nhau, đến lúc đó anh có thể đến. Ngoài ra, còn có một điểm quan trọng nhất, ngô sơn đến gần hàn phi giọng nói đặc biệt nhỏ sau khi quay chụp xong các anh hãy nhanh chóng rời đi đừng tùy tiện ra ngoài khi trời tối tại sao hàn phi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không hiểu cho lắm nói ra có thể anh không tin ngô sơn nhìn nhìn hai bên thấy không có ai để ý tới mới nói tiếp bản đồ ẩn này có quỷ nó ban ngày và ban đêm là hai bộ dạng khác nhau tôi có một người bạn đã bị quỷ kéo đi mất đùa gì vậy trò chơi hệ chữa trị làm sao mà có quỷ được Hàn Phi tựa hồ như nghe được một câu nói đùa. Là thật đấy. Vẻ mặt của Ngô Sơn nghiêm túc, đặc biệt là hai khu phức hợp cao ốc công viên vui chơi giải trí và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, buổi tối anh tuyệt đối không bao giờ được đến gần. Tạm thời chúng tôi không có cách nào đối phó với quỷ, nhưng chúng tôi nghi ngờ manh mối để rời khỏi bản đồ ẩn đều ở trên người những con quỷ đó. Những thứ này tường vi không cho chúng tôi nói ra bên ngoài. Thông tin cụ thể anh có thể đợi đến buổi trưa ngày mai khi chúng ta tập hợp. Đích thân hỏi riêng tường vi, anh ấy biết rất nhiều bí mật công viên vui chơi giải trí và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ban đêm sẽ trở nên rất nguy hiểm vậy tại sao anh vẫn đến đây làm trợ lý cảnh sát là do tường vi sắp xếp ạ à? chúng tôi đang thu thập tất cả những câu chuyện kỳ lạ và những vụ giết người ly kỳ trong thành phố này cố gắng tìm ra mối liên hệ nhưng chúng tôi đang thiếu nhân sự nếu như anh sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi tôi tin rằng mọi người sẽ rất hoan nghênh anh ngô sơn vốn định nói thêm vài lời thuyết phục hàn phi tham gia đáng tiếc lý quả nhi lại đi tới trưởng nhóm ở đây không có việc gì nữa rồi hay là chúng ta trở về trước đi vừa rồi khi hàn phi và ngô sơn nói chuyện lý quả nhi tràn đầy hứng thú đi dạo quanh khách sạn nơi này hình như rất phù hợp với ý tưởng của cô ấy cũng được hàn phi nghĩ đến việc thẩm lạc một ngày một đêm chưa ăn gì quyết định trở về đi xem anh ta một chút nhân tiện nhanh chóng giao anh ta cho những người chơi khác sau khi giải thích với triệu thiến Hàn Phi dẫn Lý Quả Nhi ra khỏi Starry Sky Art Hotel, hắn nhớ lại những gì Ngô Sơn đã nói trong. Đầu, liếc sang bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo bên kia đường. Trong điện thoại không thể tìm thấy bất kỳ thông tin tiêu cực nào về bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo, nhưng ngay cả khi ban ngày ban mặt nhìn vào bên trong bệnh viện đó, vẫn cảm thấy ớn lạnh khắp người. Thẩm lạc là chạy thoát ra từ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, trước khi đưa anh ta đi, mình phải tìm hiểu rõ xem anh ta đã trải qua những gì hàn phi và lý quả nhi bắt taxi trở lại công ty trên đường đi hắn nhân tiện mua một ít đồ cho thẩm lạc trưởng nhóm anh vất vả rồi hàn phi vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi lý quả nhi đã xuất hiện ở cửa với hai ly cà phê em mời hôm nay em đã đổi một hương vị mới sau này đừng lãng phí tiền nữa cứ uống cà phê mãi không tốt hàn phi thật sự không dám uống đồ uống mà lý quả nhi đưa tới hắn xách hai túi đồ đi đến tòa nhà công ty sau khi chơi game được một lúc Hàn Phi đứng dậy đi vào phòng chứa đồ ở nơi sâu nhất của hành lang. Khóa cửa lại, Hàn Phi khẽ ho khan một tiếng, còn đó không? Cuối cùng anh cũng tới rồi, tôi còn tưởng anh quên mất tôi rồi chứ. Giọng của một người đàn ông từ trong đống đồ lộn xộn truyền ra, thẩm lạc bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Cửa hàng đó muốn anh đền tiền, đã treo thưởng 50.000 tệ huy động mọi người cùng nhau tìm anh. Giọng nói của Hàn Phi thay đổi, có điều còn có một tin tốt, tôi đã liên lạc được với những người chơi khác chờ khi mặt trời lặn xuống tôi sẽ để bọn họ chuyển anh đến một nơi an toàn cảm ơn anh rất nhiều nếu sau này có vấn đề gì về tài chính anh có thể đến gặp tôi để tư vấn trong hiện thực tôi là giám đốc đầu tư huy chương vàng của tân hỗ thẩm lạc vỗ ngực tự hào đừng nói những chuyện viển vông đó tôi đã giúp anh nhiều như vậy anh có thể thành thật trả lời tôi vài câu được không hàn phi đưa hai túi đồ ăn và nước uống đến trước mặt thẩm lạc anh hãy nói tất cả những gì mình nhìn thấy ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi không được bỏ sót bất cứ điều gì cắn miếng bánh mì thẩm lạc nhớ lại trải nghiệm bi thảm của mình bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đó thật sự rất đặc biệt có rất nhiều bệnh nhân vip sống ở sâu trong bệnh viện khuôn mặt lúc nào cũng băng bó bất kể đi đâu đều có y tá đưa đón chăm sóc họ những bệnh nhân đó không thích nói chuyện giống như những người chết biết đi vậy trong số bọn họ còn có một vài người nghiêm trọng hơn toàn thân đều bị băng bó hết mất đi khả năng hành động anh đã nhìn thấy khuôn mặt bên dưới lớp băng của bọn họ chưa tôi thực sự đã nhìn thấy thẩm lạc quả nhiên không phải người bình thường một lần khi bác sĩ đổi khu cho tôi anh ấy đã làm sai số phòng và trực tiếp chuyển tôi đến khu chăm sóc đặc biệt tôi sống chung với một người béo bị bỏng nặng bác sĩ nửa đêm vào thay băng cho anh ta tôi giả vờ ngủ say sau đó lén lút nhìn trộm anh ta một cái anh đã nhìn thấy gì dưới lớp băng bình thường của bệnh nhân là một lớp băng mọc vào với thịt và máu màu đỏ có những mạch máu rất mỏng dính trên bề mặt thẩm lạc dùng hai tay ra hiệu tôi thậm chí còn nghi ngờ đó không phải là một ông chú béo mà là một đứa trẻ bị quấn trong tầng tầng lớp lớp băng. Đứa trẻ, Hàn Phi vẫn luôn tự hỏi tại sao trong ký ức của phó sinh thời học sinh lại có bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đã tiến thêm một bước nữa đến bí mật sâu thẳm trong trái tim phó sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bệnh nhân trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có thể được chia thành ba loại, một loại là khách hàng ăn mặc thời thượng và theo đuổi cái đẹp, một loại là những người tương đối lớn tuổi, bọn họ ở đó ăn dưỡng, tiếp nhận chữa trị về thể chất và tinh thần loại cuối cùng là những bệnh nhân nặng được quấn băng kín mít toàn thân bọn họ không có tự do phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong tòa nhà ở trung tâm của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ thẩm lạc cẩn thận nhớ lại bác sĩ sẽ tiêm các loại thuốc không giống nhau cho những bệnh nhân khác nhau kê các phương án điều trị cũng khác nhau đúng rồi bác sĩ ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đó dường như cũng chia thành ba loại bác sĩ cũng chia làm ba loại hàn phi trở nên hứng thú loại bác sĩ thứ nhất chỉ làm ca ngày bọn họ là mặt tiền của bệnh viện thường thấy xuất hiện trong quảng cáo loại bác sĩ thứ hai chỉ làm ca đêm bọn họ sẽ bắt đầu tuần tra phòng bệnh mỗi đêm rõ ràng là mặc áo khoác trắng nhưng khí chất lại hoàn toàn khác với những bác sĩ chăm sóc người bị thương luôn mang vẻ mặt u ám loại bác sĩ thứ ba tôi chỉ mới gặp một lần bọn họ rất ít khi rời khỏi tòa nhà trung tâm của bệnh viện đầu của bọn họ luôn cúi xuống trên người hình như cũng có băng bó và vết thương thẩm lạc đã kể cho hàn phi nghe tất cả những gì anh ta biết thành thật mà nói anh chàng này thực sự rất xui xẻo khi mới xuất hiện trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ anh ta chỉ được coi như một khách hàng bình thường cùng với việc không ngừng tiếp xúc với các bác sĩ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trực tiếp nâng cấp anh ta vào khu bệnh nặng coi anh ta như một bệnh nhân quan trọng cần được quan tâm đặc biệt vào thời điểm quan trọng có thể là thiên phú tuyệt xứ phùng sinh đã có tác dụng thẩm lạc đã cùng với một bác sĩ bị điên trốn thoát ra ngoài nhồm nhòm ăn bánh mì thẩm lạc dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó anh ta lấy thẻ làm việc từ dưới áo bệnh viện ra đưa cho hàn phi bác sĩ trốn đi với tôi tên là bạch thường là một người rất tốt anh ấy thường chăm sóc tôi trong bệnh viện là bác sĩ trị liệu chính của tôi bác sĩ phụ trách điều trị cho anh bị đâm chết rồi còn anh thì thoát được ra ngoài hàn phi cầm thẻ làm việc mặt sau còn có một thẻ ra vào hình như có thể dựa vào thứ này để vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ anh nói thế như thể là tôi đã khắc chết anh ấy vậy lúc chúng tôi chạy được ra ngoài anh ấy đã bị thương rất nặng thẩm lạc nghi ngờ nhìn hàn phi anh ta luôn cảm thấy giọng điệu của hắn rất thân quen dường như trước đây đã từng gặp hắn ở đâu đó tôi chỉ buột miệng nói thế thôi anh đừng để tâm lát nữa tôi sẽ gọi cho những người chơi khác anh ăn xong bữa này thì chuẩn bị lên đường đi hàn phi liên tục hỏi thẩm lạc sau khi làm rõ cấu trúc tòa nhà bên trong của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ mới chuẩn bị rời đi lên đường thẩm lạc dùng mình một cái lão ca anh đừng làm tôi sợ sau khi tập hợp với những người chơi khác anh hãy nghe theo sự sắp xếp của bọn họ tuyệt đối đừng quay lại tìm tôi nữa hàn phi đeo găng tay vỗ vỗ vai thẩm lạc nếu như gặp phải kẻ địch thực sự không thể chống lại vậy anh cứ trực tiếp đầu hàng không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì cái này cũng không có gì phải xấu hổ dặn dò thẩm lạc xong hàn phi liền rời đi sao mình luôn cảm thấy đã gặp anh ấy ở đâu đó mơ hồ có cảm giác anh ấy rất thân quen thẩm lạc ăn xong thứ mà hàn phi gửi tới mức độ đói đã giảm xuống tâm trạng cũng từ từ phục hồi nằm trong phòng chứa đồ ánh mắt lại nhìn thấy ly cà phê do hàn phi để lại tôi không thể hai lần ngã cùng một chỗ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người ngu ngốc đến đâu cũng không thể bỏ hai lần thuốc vào cà phê. Cầm ly cà phê lên, thẩm lạc nhìn thấy lời nói yêu thương của Lý Quả Nhi, anh ta lén nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi lập tức tê dại, thân thể nóng rực yếu ớt, hai vợ chồng bọn họ đang luyện cổ trùng à. Hàn Phi bước ra khỏi phòng chứa đồ, dùng điện thoại di động gọi cho Ngô Sơn, hy vọng đối phương thông báo cho những người chơi khác chuẩn bị xe, và một bộ quần áo đậu ở cửa sau của tòa nhà công ty, đưa thẩm lạc rời đi. Sau khi hai bên thống nhất thời gian, Hàn Phi trở lại văn phòng. Mở bảng kế hoạch ra, Hàn Phi thay đổi một tư thế thoải mái. Sau khi đấu địa chủ thắng được đến 700.000, hắn cầm cốc nước lên chuẩn bị đi ăn cơm. Trưởng nhóm, chúng ta đi cùng nhau đi. Người anh dai tưới nước cho cây giả cũng vừa làm xong công việc trong tay. Triệu tổng lần này hình như đã bật đèn xanh cho chúng ta. Đích thân đi phối hợp nhiều phòng ban của công ty. Dự án thông qua vô cùng suôn sẻ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, phiên bản chơi thử nghiệm đầu tiên sẽ có thể lên mạng rồi. Cô ấy chẳng qua là muốn chơi mà thôi. Khi đến căng tin, Hàn Phi ngồi cùng bốn nhân viên, bản tin buổi trưa của địa phương đang chiếu trên TV lớn trong căng tin. Hắn cố tình giữ khoảng cách với Lý Quả Nhi, ngồi cạnh anh dai cây giả, cúi đầu cặm cụi ăn. Khoảng vài phút sau, một giọng nói khiến Hàn Phi cảm thấy hơi quen thuộc đột nhiên vang lên từ TV trong căng tin. Ngẩng đầu nhìn lên, cô giáo lưu và cảnh sát đang đứng trong sân vận động phía sau của một trường học họ đào xác của vị hiệu trưởng tiền nhiệm dưới một gốc cây non lên. Các phóng viên và người xem liên tục chụp hình, cô giáo lưu quỷ xuống bùn và khóc khiến mọi người vô cùng xót xa. Hiệu trưởng đương thời bị cảnh sát khống chế, ông ta lúc đầu còn ngoan cố nhưng trước mặt chứng cứ không thể chối cãi, đã hoàn toàn mất kiểm soát, lớn tuổi như vậy còn bị dọa sợ đến té cất té đái, mất hết thể diện trước mặt học sinh. Người phụ huynh bị Hàn Phi đánh đập dã man trong phòng hiệu trưởng, cũng là một trong những người tham gia vào vụ giết người anh ta phụ trách dự án mở rộng của trường, có một số thủ đoạn. Anh ta đã nhận được tin báo trước khi cảnh sát ập vào trường và hiện đã bỏ trốn. Có vẻ như cô giáo Lưu đã giao thông tin mà mình đưa cô ấy cho cảnh sát, sự thật cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Khi thi thể của hiệu trưởng cũ bị cảnh sát đào lên, Hàn Phi cũng nhận được một lời nhắc từ hệ thống. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã tìm thấy hiệu trưởng tiền nhiệm bị mất tích, hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên, đâu là chuyện đúng đắn đâu là chuyện đúng đắn nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên rất nhiều người cho dù đã trưởng thành vẫn không hiểu đâu là chuyện đúng đắn đâu là chuyện sai trái trưởng thành không phải là lưỡng lự giữa đúng và sai càng không phải là thói quen mù quáng chạy theo đám đông tâm phải biết sợ cũng phải kiên trì mức độ bù đắp tiếc nuối của phó sinh tăng 5%, hận ý của phó sinh đối với bạn một chúc mừng bạn đã nhận được rất nhiều phần thưởng kinh nghiệm có cơ hội mở ô vật phẩm một lần nhận được danh hiệu ngẫu nhiên của điện thờ hành hiệp trượng nghĩa hành hiệp trượng nghĩa danh hiệu ngẫu nhiên của điện thờ. Danh hiệu này chỉ có giá trị trong thế giới ký ức điện thờ của phó sinh. Mỗi lần hành hiệp trượng nghĩa sẽ nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm, có thể nâng cao giá trị tâm trạng của bạn. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên đầu tiên. Tiếp theo có hai sự lựa chọn khác nhau trước mặt bạn. Lựa chọn một, không ngừng bù đắp tiếc nuối của phó sinh, không ngừng giảm bớt hận ý của phó sinh đối với bạn, nhưng sinh mệnh của bạn sẽ bước vào thời kỳ đếm ngược. Tố chất thể lực của bạn cũng sẽ không ngừng giảm sút, bạn sẽ đứng về phía đối lập với cả thế giới, trở thành kẻ thù của vận mệnh. Lựa chọn này cực kỳ nguy hiểm, sau khi bạn chết trong thế giới ký ức điện thờ, khả năng cao là sẽ mất trí nhớ, trở thành một phần của thế giới ký ức, mãi mãi cũng không thể thoát ra. Lựa chọn 2, không ngừng đẩy phó sinh vào vực sâu tuyệt vọng tối tăm, phá hủy thế giới và ký ức của phó sinh, bạn sẽ trở thành chủ nhân mới của điện thờ. Lựa chọn này sẽ địch thân đẩy vận mệnh về phía trước, khôi phục lại mọi thứ trong quá khứ bạn sẽ tái sinh trên cơ thể phó sinh kế thừa mọi thứ từ ông ấy đương nhiên cũng bao gồm cả nỗi đau và tuyệt vọng của ông ấy hàn phi đã ở trong thế giới ký ức điện thờ này rất lâu nhưng nhiệm vụ vẫn chưa được kích hoạt cho đến bây giờ hắn cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên đầu tiên thế giới ký ức điện thờ này lớn gấp nhiều lần thế giới của gương thần bây giờ còn đưa cho mình hai sự lựa chọn khác nhau một là cứu chuộc hai là hủy diệt hàn phi nhìn lựa chọn do hệ thống đưa ra giống như đang nhìn chằm chằm vào hai mặt khác nhau của hộp đen Người chơi số 0000 000, hãy chú ý. Hãy lựa chọn trong vòng 3 phút, nếu không sẽ mặc định lựa chọn thứ hai phù hợp nhất với ký ức của chủ nhân điện thờ. Đứng ở góc độ của phó sinh suy xét, ông ấy nhất định sẽ lựa chọn hủy diệt. Trong lý trí phó sinh có lẽ cũng hy vọng rằng Hàn Phi sẽ lựa chọn hủy diệt. Sau đó thừa kế tất cả mọi thứ từ ông, dấn thân vào con đường giống như ông. Đâu là lựa chọn đúng đắn? Hàn Phi nhìn nhắc nhở nhiệm vụ, lão hiệu trưởng lựa chọn chuyện đúng đắn, kết quả anh ta bị đặt điều vu oan. Sát thì bị chôn ở bên dưới sân vận động. Kiên quyết làm chuyện đúng đắn có đôi lúc cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu tất cả mọi người đều sợ nguy hiểm, vậy thì thế hệ sau sẽ phải sống trong một thế giới sai trái. Hai lựa chọn đại diện cho hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hàn Phi do dự rất lâu, khẽ thở dài một cái, trong lòng ông Hàn là cũng rất muốn được có người cứu, đúng không? Không đắn đo thêm, Hàn Phi đã chọn lựa chọn một, hắn muốn không ngừng bù đắp những tiếc nuối của phó sinh giảm bớt hận ý của phó sinh, kéo cậu ra khỏi ký ức méo mó của mình. Gần như ngay lúc Hàn Phi đưa ra lựa chọn, một giọt máu rơi trên bàn, Hàn Phi vốn có 30 điểm thể lực, phát hiện mũi mình đột nhiên chảy máu, đây dường như là điểm không lành. Trưởng nhóm, bị nóng trong thôi, không cần lo lắng. Hàn Phi lau sạch vết máu, đem đĩa đồ ăn đặt ở khu thu dọn, vội vàng trở lại văn phòng. Sức khỏe của mình sẽ ngày càng kém đi, thế giới này cũng sẽ không ngừng dị hóa, những người hận mình sẽ bắt đầu phát điên, mà mình sẽ dần mất đi khả năng bảo vệ người thương yêu và gia đình của mình hàn phi đã hiểu ra ý nghĩa của lựa chọn một phó nghĩa đã từng hủy hoại phó sinh bây giờ hắn phải gánh lấy tuyệt vọng và trách nhiệm mà phó nghĩa đã ném lên phó sinh sau khi thế giới dị hóa những người phụ nữ đó đều có thể sẽ lột xác thành tồn tại hận ý mình phải cố gắng hết sức để bọn họ bình tĩnh lại hàn phi lấy điện thoại di động của phó nghĩa ra nhìn đoạn lịch sử trò chuyện bên trên lặng lẽ lẻn vào phòng làm việc của triệu thiến hắn muốn làm rõ thân phận của vị nữ khách hàng kia. Năng lực điều tra và tìm kiếm của Hàn Phi đã được cảnh sát công nhận, cộng thêm thiên phú trốn tìm và trực giác tội phạm gần như kinh khủng. Hắn không mất nhiều thời gian để tìm thấy thông tin mình muốn trên máy tính của Triệu Thiến. Người được gọi là nữ khách hàng kia tên là Đỗ Xu, thực ra cô ấy là một trong những nhà đầu tư của công ty game, có mối quan hệ chặt chẽ với bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo, còn từng mời Triệu Thiến đến đó chăm sóc da, có một mối quan hệ rất tốt với Triệu Thiến. Vị nữ khách hàng này có vấn đề rất lớn, nhìn cô ta trò chuyện với Triệu Thiến, cứ có cảm giác cô ta đang cố ý chọc giận, muốn lợi dụng Triệu Thiến giết chết mình. Đối chiếu một chút lịch sử trò chuyện, vị nữ khách hàng này cũng không phải là người tốt đẹp gì, cô ta có dục vọng kiểm soát cực kỳ lớn, nhưng phó nghĩa lại dường như là một món đồ chơi rất không nghe. Lời, không chỉ không đá cô ta, mà còn liên lạc với rất nhiều người sau lưng cô ta. Đỗ Xu có xuất thân rất tốt, nhưng tính cách có vấn đề, cố chấp mạnh mẽ, bề ngoài đẹp đến mức có chút không chân thực hàn phi bây giờ cũng coi như đã có những hiểu biết nhất định với phó nghĩa một kẻ khốn nạn như anh ta đối với đỗ xu chắc chắn không có bất kỳ sức chống cự nào nhưng bởi vì anh ta cạn bã đến mức tuyệt đối nên cho dù có đồng ý đỗ xu thì vẫn lăng nhăng ở bên ngoài như cũ phó nghĩa đúng là loại người nào cũng dám khiêu khích anh ta có thể sống đến lúc phó sinh trưởng thành cũng thật là vận khí nghịch thiên rồi sau khi khôi phục lại mọi thứ hàn phi bước ra khỏi phòng làm việc của triệu thiến lúc này lại nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ alo hàn phi chúng tôi tới rồi dẫn bạn của anh xuống tầng đi những người chơi khác liên lạc với hàn phi hắn cũng không nói nhiều cúp điện thoại đi vào phòng chứa đồ mùi cà phê nhàn nhạt tỏa ra trong phòng hàn phi nhìn thấy thẩm lạc đang ngồi dưới đất xem ra lý quả nhi thật sự không có ý định giết mình cô ấy hiện tại chỉ muốn giam cầm mình lại từ từ tra tấn đây cũng được coi là một chuyển biến không tệ đại ca có phải chị dâu có thành kiến gì với anh không anh đang nói đến chị dâu nào thôi không sao cả thẩm lạc lắc đầu chua sót thay quần áo đi tôi đưa anh xuống lầu hàn phi giúp thẩm lạc thay quần áo rồi cùng anh ta đi xuống tầng bây giờ vừa đúng giờ ăn cơm người trở lại làm việc rất ít hàn phi thuận lợi đưa thẩm lạc đến cửa sau công ty bọn họ ngồi lên một chiếc xe van cũ trên xe còn có hai thanh niên một người mặc đồng phục của nhân viên siêu thị người kia mặc âu phục đi giày da đặc biệt có khí chất tôi tên là đại ngư Level 15, là vận động viên bơi lội đã giải nghệ của tỉnh, nghề nghiệp trong game là người cứu hộ, thuần cộng điểm thể lực. Người đàn ông mặc đồng phục nhân viên siêu thị cười cười với Hàn Phi và Thẩm Lạc, tướng mạo anh ta đẹp trai rạng rỡ, dáng người vô cùng đẹp, hai vị xưng hô thế nào? Tôi tên là Hàn Phi, diễn viên hài. Vị này là Thẩm Lạc, anh ấy hình như là làm về tài chính. Hàn Phi ấn Thẩm Lạc xuống chỗ ngồi, giúp anh ta thắt dây an toàn. Chưa lên xe vội, trước khi rời đi, chúng tôi còn phải hỏi một vài điều nữa. Người mặc Âu phục khẽ cao mày, nếu hai người muốn gia nhập cùng với chúng tôi, trước tiên hãy nói rõ thuộc tính và nghề nghiệp của mình, không được che giấu bất cứ điều gì. Cấp độ của tôi tương đối thấp, vẫn chưa chuyển nghề. Thẩm lạc đã bị mắc kẹt trong thế giới tầng sâu mấy ngày rồi, level vở kém hơn rất nhiều, thuộc tính thì... Thẩm lạc hơi chút xấu hổ, anh ta vừa nghe người ta nói level 15, bản thân mình vốn dĩ level đã thấp, nếu lại nói với người ta giá trị may mắn của mình bằng không, vậy thì người ta chắc chắn sẽ không dẫn hắn chơi cùng do dự một lúc thẩm lạc nói các thuộc tính khác cũng được nhưng giá trị may mắn của tôi tương đối thấp chỉ có hai điểm đúng là thấp thật sau khi người mặc âu phục thống kê xong anh ta lại nhìn về phía hàn phi còn anh hiện tại tôi không chuẩn bị tham gia cùng các anh tôi thích khám phá một mình hơn hàn phi từ chối ý tốt của đối phương lý do hắn liên hệ với người chơi hoàn toàn là để tìm một ngôi nhà tốt cho thẩm lạc xem ra anh chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề bản đồ ẩn này khác với những bản đồ khác cực kỳ cực kỳ nguy hiểm. Người đàn ông mặc Âu phục có vẻ rất coi trọng Hàn Phi, anh ta hy vọng hắn sẽ tham gia đội. Không cần đâu. Hàn Phi có nhiệm vụ của mình, sau khi nói xong liền xuống xe rời đi. Nhìn bóng Hàn Phi dần đi xa, người mặc Âu phục cao mày, nắm lấy cánh tay thẩm lạc nói, bạn đồng hành của anh có vẻ rất tự tin, có phải anh ấy có chỗ dựa gì đặc biệt không? Thẩm lạc suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, anh ấy có 7 người vợ. Truy cập halayzi.com hoặc linh ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé nghe được lời của thẩm lạc trong xe lập tức trở nên yên tĩnh thời gian như đứng yên người đàn ông mặc âu phục và đại ngư nhìn thẩm lạc đều đang muốn chắc chắn rằng họ không nghe nhầm bảy người vợ người đàn ông mặc âu phục lại xác nhận lần nữa đúng thẩm lạc gật đầu khẳng định anh ấy là một người rất tốt bản thân cũng đẹp trai tôi đoán giá trị mị lực của anh ấy khá cao nên mới được rất nhiều cô gái yêu thích đến như vậy trong cuộc sống hoàn hảo có rất nhiều cách chơi tồn tại là hợp lý, chẳng trách anh ấy không vội vã chút nào. Đại ngư khởi động chiếc xe van, nhìn mình một chút trong gương chiếu hậu, nếu như tôi có 7 người vợ, tôi cũng sẽ không vội rời khỏi bản đồ ẩn này. Mị lực ban đầu dù có cao đến đâu cũng không thể có 7 người vợ, có thể anh ấy có vật phẩm quý hiếm có thể gia tăng thuộc tính mị lực trên người, hoặc cũng có thể nghề nghiệp của anh ấy tương đối đặc biệt. Người đàn ông mặc Âu phục ngồi bên cạnh thẩm lạc, giọng điệu có chút chua sót. Thật ra thì tôi cũng không biết nhiều về Hàn Phi, tôi bị cư dân ở đây truy nã, anh ấy đã, cứu tôi. Thẩm lạc cảm thấy thuốc trên người mình sắp hết tác dụng rồi, vị đại ca này, xưng hô thế nào? Mọi người đều gọi tôi là ông chủ, tôi là một trong những cổ đông của trang web chân lý tất nhiên. Mục đích chính của việc chơi game này là, để dẫn dắt anh em kiếm được những khoản tiền lớn. Người đàn ông Âu phục lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tường Vi, chúng tôi đã liên hệ với Hàn Phi rồi, năng lực của anh ấy khá đặc biệt, gặp mặt sẽ nói chuyện sau. Sau khi chiếc xe van biến mất trên đường, hàn phi mới thu hồi ánh mắt đi vào công ty người chơi không có cách nào để chống lại quỷ quái nhưng dẫu sao thì tư duy linh hoạt có lẽ có thể trở thành bia đỡ đạn hữu dụng hàn phi không hề lo lắng rằng thẩm lạc sẽ nói cho người khác biết bí mật của mình hắn biết trong mắt thẩm lạc có lẽ mình là một kẻ bám váy phụ nữ hắn cũng hy vọng những người chơi kia có thể hiểu lầm mình như thế này đều cho rằng mình là một kẻ bám váy phụ nữ chờ mình tìm được đại nghiệt bọn họ sẽ biết mình lợi hại như thế nào chết trong thế giới ký ức điện thờ sẽ không thực sự chết chỉ là sẽ mất gần hết ký ức cho nên hàn phi cũng không quan tâm đến những người chơi đó trở lại văn phòng hàn phi vốn muốn tiếp tục làm việc nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của cảnh sát cô giáo lưu không có nói dối cảnh sát thẳng thắn nói hàn phi đã giúp đỡ mình cho nên cảnh sát muốn hỏi hắn một chuyện hy vọng hắn nhanh chóng tới trường học vốn dĩ hàn phi còn muốn từ chối nhưng hắn nghĩ đến việc mình có danh hiệu hành hiệp trượng nghĩa làm việc tốt có thể được thưởng kinh nghiệm nên đã lựa chọn hợp tác với cảnh sát những cảnh tượng đã xảy ra vô số lần trong hiện thực được tái hiện trong thế giới ký ức quả nhiên là vàng đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng gọi cho triệu thiến để xin nghỉ phép sau đó hàn phi bắt taxi đến trường của phó sinh hắn vừa bước vào cổng trường đã bị bảo vệ chặn lại hắn bây giờ cũng đã được coi là nhân vật quan trọng của trường lần đầu tiên bị cô giáo gọi đến liền trực tiếp đánh cho hiệu trưởng một trận người như vậy ai mà không sợ bố phó sinh hiệu trưởng đã đặc biệt dặn dò tuyệt đối không được cho anh vào hai bảo vệ cười khổ chặn hàn phi lại Lão già đó đã bị cảnh sát bắt đi rồi, tại sao hai người còn nghe lời ông ta? Chẳng lẽ năm đó lúc ông ta chôn xác, hai người ở bên cạnh trợ giúp hay sao? Hàn Phi nói xong khiến mặt của bảo vệ tái nhợt, "Đừng lo, lần này là cảnh sát đã gọi tôi đến đây." Đi ngang qua hai bảo vệ, Hàn Phi đến tòa nhà văn phòng, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng khóc của cô giáo Lưu. Khẽ gõ cửa phòng, Hàn Phi bước vào văn phòng của nhóm học sinh lớp 10, cô giáo Lưu khóc rất nhiều bên cạnh có một nữ cảnh sát và hai nữ giáo viên đang an ủi cô từ trước đến nay bố của cô giáo lưu đều bị bôi nhọ rèm pha từ nhỏ cô đã bị hàng xóm chỉ trích sau lưng còn có rất nhiều đứa trẻ khác nói bố lăng nhăng ngay trước mặt cô tất cả oan khuất mãi đến tận hôm nay mới được đưa ra ánh sáng nhưng cái giá phải trả cũng khá nặng nề cô từng nghĩ rằng bố cô không thể chịu đựng được sự chỉ trích của quần chúng một mình bỏ trốn đến thành phố khác cô vẫn luôn tin rằng bố mình vẫn còn sống cô trở lại đây dạy học chính là muốn dùng sức lực của mình để rửa sạch những vết bẩn do bố để lại, mơ ước một ngày nào đó sẽ gặp lại bố mình. Đáng tiếng tất cả ảo tưởng đều tan tành khi đất được đào lên, cô giáo Lưu đã gặp được bố, người bố đã dùng cả đời kiên trì làm chuyện đúng đắn. Cảnh sát coi giữ ra hiệu cho Hàn Phi vào phòng bên cạnh, bọn họ hỏi hắn rất nhiều câu hỏi. Đối phó với sự thẩm vấn của cảnh sát đối với Hàn Phi chỉ đơn giản như uống nước, hắn đã nghĩ trước những câu hỏi mà cảnh sát sẽ hỏi trên đường tới đây, thành thạo như thể cảnh sát là người của mình vậy. Không có sơ hở nào, khi Hàn Phi ra khỏi căn phòng nhỏ, hai cảnh sát thẩm vấn vẫn còn cảm giác chưa đủ đã. Nhìn cô giáo Lưu vẫn đang rất khó bình tĩnh lại, Hàn Phi không mạo muội tới gần, hắn nhớ lại lịch sử trò chuyện giữa Phó Nghĩa và cô giáo Lưu, sau đó xoay người rời đi. Sau hơn 10 phút, hắn mua món ăn yêu thích nhất của cô giáo Lưu từ siêu thị, đặt nhẹ lên góc bàn rồi lặng lặng rời đi. Những người phụ nữ này người nào người nấy đều ưu tú như vậy, Phó Nghĩa, anh đúng là đáng chết. Hàn Phi đi bộ một mình trong hành lang trường học hận ý của phó sinh đối với hắn đã giảm đi một điểm nếu như có thể hắn hy vọng phó sinh sẽ quay trở lại trường học hiệu trưởng đã bị bắt phụ huynh bắt nạt cậu đã trở thành tội phạm bị truy nã bây giờ trong trường có lẽ không còn ai sẽ tiếp tục nhắm vào cậu nữa giả sử cậu ấy có thể quay lại trường học có lẽ sẽ nhìn thấy những thay đổi tốt đẹp này để tránh cho phó sinh bị bắt nạt một lần nữa hàn phi lại đến lớp mà cậu đã từng học một thầy giáo đeo kính trên bục giảng đang dạy môn toán anh ta ăn nói rất ra vẻ ta đây dường như chỉ thích những học sinh giỏi ngồi hai hàng đầu còn phớt lờ những học sinh ở hàng sau hàn phi rất lịch sự đợi đến khi giáo viên tan lớp rồi mới vào chào thầy tôi muốn hỏi một chuyện anh là tôi là bố của phó sinh hàn phi còn chưa kịp nói xong sắc mặt của thầy giáo dạy toán đã thay đổi bộ dạng bực mình tôi còn phải chuẩn bị bài không có thời gian anh hỏi người khác đi năm phút tôi chỉ muốn biết trong lớp này có những ai đã từng bắt nạt phó sinh trò chuyện với bọn chúng một chút nếu như phó sinh có thể trở lại lớp tôi hy vọng chúng nó có thể hòa thuận với nhau hàn phi nói chuyện rất nhẹ nhàng trở lại tôi nghĩ cậu ấy không nên trở lại thì tốt hơn với tính cách như vậy có lẽ tự học sẽ hiệu quả hơn con người không thể tách khỏi tập thể được tôi hy vọng con tôi có thể có được học thức và ký ức như những đứa trẻ khác hàn phi cho người ta cảm giác như tính khí rất ôn hòa cậu ấy không bị ai trong lớp bắt nạt cả là tự cậu ấy độc lập hành động tôi sẽ nói rõ cho anh nghe cho dù cậu ấy có quay lại lớp cũng vẫn ngồi một mình trong góc, khiến cho cả cậu ấy và mọi người đều không thoải mái. Thầy giáo đeo kính sắp xếp đồ đạc của mình đứng dậy định đi, nhưng Hàn Phi đã đứng chặn trước mặt anh ta. Học sinh không thoải mái, không phải là giáo viên phải nhắc nhở dẫn dắt hay sao? Tại sao lại trực tiếp từ bỏ được? Hàn Phi nói chuyện vẫn rất thiện ý, dẫn dắt. Thầy giáo kia cười khinh thường, một số học sinh có thể dẫn dắt, nhưng có một số thì hết thuốc chữa rồi. Con người đều có thể thay đổi tôi tin rằng phó sinh cũng sẽ trở nên vui vẻ trở lại hàn phi nói rất chân thành những thay đổi bề ngoài đó có ích lợi gì thầy giáo có vẻ rất ghét phó sinh cái thùng rác này được bọc bằng túi rác tôi mới mua nhưng không có học sinh nào trong lớp cảm thấy thùng rác đó sạch sẽ cả càng không có ai muốn ngồi bên cạnh thùng rác thùng rác trong siêu thị ai ai cũng sẽ mua chỉ có thùng rác trong đống rác mới bị người ta ghét bỏ hàn phi đã hơi tức giận có đôi khi không phải là thùng rác bẩn mà là môi trường xung quanh bẩn Ý anh là gì?" Thầy giáo dạy toán ném mạnh quyển sách trên bục giảng, giọng nói cao hơn rất nhiều, anh ta cảm thấy là Hàn Phi đang mắng mình. "Tôi nói chuyện tử tế với thầy, còn thầy thì ở đó ăn nói móc mỉa." Ánh mắt Hàn Phi lạnh như dao, nhìn chằm chằm vào cổ thầy giáo, "Ngày hôm qua tôi đã đánh hiệu trưởng của thầy, sau đó tôi vẫn bình yên vô sự, nhưng hiệu trưởng của thầy thì đã bị cảnh sát bắt đi." Thầy giáo lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh ta bất giác lùi lại hai bước, cơ thể gần như dán chặt vào bảng đen đây là trường trường học là nơi dạy dỗ học tập anh cho rằng tôi sẽ sợ anh sao tôi không cần thầy phải sợ tôi tôi chỉ cần thầy đối xử bình đẳng với tất cả học sinh bao gồm cả phó sinh hàn phi liếc nhìn đôi chân phủ phiếm của thầy giáo không để ý đến anh ta nữa bước tới bục giảng dừng lại ở trước một chiếc bàn học tên béo cầm đầu bắt nạt phó sinh đang ngồi ở đó không còn khí thế như xưa nữa thân thể run lên có vẻ như vẫn chưa quen với sự thay đổi thân phận này ngày hôm qua cậu ta vẫn là phú nhị đại gia đình có quyền có thế hôm nay đã trở thành con của một tên tội phạm bị truy nã bạn bè thân thiết ngày thường đều tránh xa cậu ta lúc trước cậu cô lập phó sinh không ngừng bắt nạt thằng bé bây giờ chắc cậu cũng đã được nếm trải cảm giác bị bắt nạt và bạo lực rồi chứ hàn phi ngồi trước mặt tên béo nhưng ánh mắt lại quét nhìn những người còn lại trong lớp trí nhớ của hắn rất tốt từng người đã bắt nạt phó sinh trong video đó hắn đều không quên các bạn vẫn còn là những đứa trẻ nói mấy cái đồng cảm sâu sắc gì đó các bạn cũng sẽ không hiểu nhưng hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, các bạn cũng có thể trở thành những người bị cô lập và bị bắt nạt, hy vọng đến lúc đó sẽ có người nói thay cho các bạn. Hàn Phi ban đầu muốn dạy cho những học sinh đó một bài học, mở đường cho phó sinh trở lại trường học, nhưng giờ hắn phát hiện không cần thiết nữa. Đứng dậy ra khỏi phòng học, Hàn Phi vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học thì đột nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Hận ý của Lưu Lệ Na đối với bạn đã giảm đi một điểm, tích lũy giảm đi 6 điểm cảm nhận được điều gì đó, Hàn Phi quay đầu nhìn lại. Cô giáo Lưu đang đứng sau một khung cửa sổ nào đó, chỉ có một mình cô ấy, trên tay cầm những thứ mà Hàn Phi đưa đến. "Xin lỗi." Trong mắt Hàn Phi đầy áy náy, hắn không có dừng lại, xoay người rời đi, bắt taxi về nhà. Khi Hàn Phi sắp về tới cửa, thấy vợ đang mặc cả với người bán hàng rong bên đường, hắn xuống xe từ xa, lặng lẽ bước tới. "Hôm nay là món cánh gà chiên Coca phải không?" Giọng nói của Hàn Phi đột nhiên vang lên khiến người vợ đang chọn cánh gà giật nảy mình sau khi quay đầu lại nhìn thấy hắn trong mắt lộ vẻ kinh ngạc bình thường anh đều hay về muộn sao càng ngày càng về nhà sớm vậy còn chưa đến năm rưỡi mà anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em và các con hàn phi rất tự nhiên nhận lấy túi đựng đầy rau từ tay vợ trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc vậy cũng không thể về trước giờ chứ người vợ nhìn hàn phi đột nhiên vươn tay giúp hắn phủi cổ áo đầy bụi có phải anh gặp vấn đề gì trong công việc không Đừng cố quá, nếu như mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi cho tốt. Không mệt. Hàn Phi đột nhiên nhớ tới lúc sáng khi quay, hình như đã cởi áo ra, bụi bẩn dính trên cổ áo chính là từ lúc đó, đi thôi, chúng ta về nhà đi, hôm nay anh sẽ làm cho cả nhà món cánh gà chiên Coca, làm thêm một món cánh gà chiên thơm phức, nhất định sẽ khiến Phó Thiên thèm đến phát khóc. Thôi anh nên nghỉ ngơi cho khỏe, để em làm. Vẻ mặt người vợ vô cùng dịu dàng, hận ý trong mắt cô đã từ từ được thay thế bằng sự u mê. Không được, anh phải chủ tài nấu nướng của mình cho mọi người thấy chứ. Hàn Phi dự định trong thời gian tới sẽ tự mình nấu ăn, thời gian của hắn không còn nhiều nữa, hắn muốn trong những ngày có hạn này, lưu lại nhiều kỷ niệm hơn nữa cho gia đình. Hai người cùng nhau về nhà, sau khi Hàn Phi thay quần áo xong liền vào bếp cùng với vợ. Chuẩn bị xong nguyên liệu, rửa sạch cánh gà và đồ ăn kèm. Khi Hàn Phi đang bận rộn thì điện thoại di động trong phòng khách đột nhiên vang lên. So với Hàn Phi, phản ứng của người vợ còn lớn hơn một chút, tay cô hơi run rẩy dường như cô đã trải qua tình huống tương tự rất nhiều lần rồi phó nghĩa đôi khi cho dù đã về nhà ăn tối cũng có thể vì một cuộc điện thoại vội vàng trở lại công ty tăng ca điện thoại điện thoại phó thiên là một đứa trẻ rất đáng yêu cầm lấy điện thoại di động của hàn phi lạch bạch chạy vào phòng bếp nhìn thấy phó thiên bước vào sắc mặt người vợ hơi thay đổi trước đây phó nghĩa ghét nhất là người khác chạm vào điện thoại của mình lần nào anh ta cũng mắng vợ vì chuyện này anh đang rửa thịt em giúp anh nghe đi Hàn Phi không ngừng đầu, giọng điệu rất thản nhiên. Người vợ có chút không chắc chắn lau lau tay, sau đó trả lời điện thoại. Xin chào, chúng tôi là phóng viên của Sở Chit News, muốn phỏng vấn anh Phó Nghĩa một chút, đưa tin về những việc làm anh dũng của anh ấy, trong việc giúp cảnh sát giải quyết tội phạm. Nghe được giọng nói từ điện thoại, trái tim người vợ mới trở lại lồng ngực, thở ra nhẹ nhõm. Hàn Phi đang rửa cánh gà, cũng không chạm vào công tác diễn xuất bậc thầy, như không có chuyện gì xảy ra lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng tim hắn vẫn đang đập thình thịch ai gọi đến vậy là phóng viên tin tức cuộc gọi tạm dừng một chút người vợ cầm điện thoại đặt ở bên tai hàn phi xin chào anh phó nghĩa chúng tôi muốn phỏng vấn anh một chút hôm nay muộn quá rồi tôi còn phải ở cùng gia đình ngày mai đến công ty phỏng vấn đi hàn phi nói xong liền bảo người vợ cúp máy hài lại lên tv thật phiền phức bố lại sắp được lên tv rồi sao phó thiên hào hứng hơn ai hết có lẽ ở độ tuổi như cậu bé Bố của mình chính là người giỏi nhất, không nên khoe khoang khắp nơi, phải khiêm tốn." Hàn Phi đắc ý nấu món ăn sở trường của mình, Phó Thiên phấn khích chạy quanh phòng bếp, người vợ nhìn cảnh này, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, thứ cô muốn không nhiều, một chút hạnh phúc là đủ rồi. Nửa giờ sau, mùi thơm đã bắt đầu bay ra trong nhà, Hàn Phi bưng đồ ăn lên bàn. Phó Thiên đã sớm không thể đợi thêm được nữa, cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, người vợ cũng bắt đầu xới cơm. Sau khi cả ba người đều ngồi vào chỗ, Hàn Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua tầng 2. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy đĩa cơm từ tay người vợ, bày đồ ăn ngon do chính tay mình làm vào trong bát, sau đó bê khay cơm đi lên tầng 2. Gõ nhẹ cửa phòng, Hàn Phi đặt khay cơm trước cửa phòng của phó sinh như thường lệ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, khóa cửa phòng của cậu đột nhiên lại chuyển động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Phi dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa bên cạnh, trong mắt lóe lên một sự chờ mong tay nắm cửa khẽ xoay cánh cửa phòng ngủ của phó sinh được mở ra ánh sáng chiếu vào phòng dọc theo khe cửa đứng ở cửa hàn phi không nhìn thấy mặt của phó sinh cậu mở cửa phòng ngủ cũng không đi ra khỏi phòng hai bố con lúc này đều đang nhìn về phía cánh cửa đã mở nhìn sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng này với tay vươn ra khỏi phòng phó sinh cầm khay đồ ăn do hàn phi đưa đến quay trở lại phòng ngủ cánh cửa lại bị đóng lại nhưng trong mắt hàn phi tràn đầy vui vẻ khi hắn vừa đến thế giới ký ức điện thời này chỉ cần tới gần cửa phó sinh sẽ phản ứng dữ dội nhất định sẽ không ăn bất cứ thứ gì hắn làm càng đừng nói đến việc chủ động mở cửa và mang đồ ăn hắn nấu vào trong phòng người vợ ở tầng dưới cũng rất chấn kinh phó sinh vốn luôn duy trì sự im lặng khép kín lại chủ động mở cửa đây là điều mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới đôi mắt chậm rãi di chuyển người vợ lại nhìn hàn phi thay vì nói phó sinh có thay đổi chi bằng nói rằng sự nỗ lực của hắn đã có hiệu quả nở nụ cười trên môi cô đi đến bên cạnh hàn phi mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn cứ từ từ ừ đầu óc hàn phi bị một cảm xúc khó tả chiếm giữ đó dường như là vui sướng chúng ta cũng đi ăn cơm thôi người vợ nắm tay hàn phi bọn họ cùng nhau đi xuống tầng bữa tối này vô cùng ấm cúng như thể đang là một ngày lễ tết nào đó vậy cơm rượu no say hàn phi và phó thiên chơi trò trốn tìm ở trong nhà gần đây phó thiên đặc biệt thích chơi trò này nhưng điều khiến cậu bé cảm thấy chán nản là lần nào cũng bị hàn phi bắt được còn đến lượt cậu đi bắt người lại không thể tìm thấy hắn bố đi trốn đây không được nhìn lén hàn phi có năng lực bị động trốn tìm hắn cũng không cố ý đi trốn chỉ là luôn không để ở trong tầm mắt của phó thiên trong phòng vang lên một giọng nói trẻ con non nớt phó thiên nằm trên sofa đếm khi mở mắt ra lần nữa thì hàn phi đã biến mất bố đi đâu rồi cậu bé chạy khắp căn nhà nhưng không tìm thấy hàn phi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bĩu môi lúc này người vợ ngồi trên sofa khẽ ho một tiếng lén chỉ tay về phía sau lưng mình phó thiên hơi nghi ngờ chạy đến phía sau ghế sofa đôi tay nhỏ bé mũ mĩm ôm lấy hàn phi đang ngồi sau ghế bắt được bố rồi căn phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc phó thiên dường như đang ôm thứ quan trọng nhất trên đời ôm chặt hàn phi như một con gấu câu a lơ không chịu buông tay nhìn hai bố con vui đùa người vợ thoáng quên đi những sự đau khổ kia lâu lắm rồi cô không thật sự mỉm cười như thế này Bố đã trốn kỹ như vậy, làm sao bị bắt được? Có phải là mẹ đã bí mật nói với con không? Hàn Phi bế Phó Thiên lên, hắn có thể cảm nhận được cảm giác đặc biệt có liên hệ huyết thống đó, sinh mệnh trước mắt chính là con của mình, là người nhà mà cho dù có thế nào cũng phải bảo vệ. Được rồi, mau đi tắm thôi, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Hàn Phi nhờ vợ đưa Phó Thiên vào phòng tắm rửa sạch sẽ, hắn ngồi trên sofa mở bảng thuộc tính, thái độ của Phó Thiên đối với hắn đã thay đổi, nhìn thì có vẻ như mọi thứ đang tiến triển tốt nhưng bản thân hắn lại cảm thấy hơi bất an một chút hắn đã chọn con đường đương đầu với vận mệnh hắn cũng không biết ngày mai và tai nạn cái nào sẽ đến trước chạm vào ô vật phẩm hiện tại hàn phi có một cơ hội mở ô vật phẩm có hai vật phẩm thích hợp nhất để mang ra ngoài một cái là dao tái sinh còn một cái là người giấy màu máu người giấy màu máu có máu của từ cầm có mối liên hệ đặc biệt với cô ấy nếu như lấy nó ra hàn phi lén lút liếc nhìn người vợ trong phòng tắm hắn thật sự không làm bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ nhưng không biết tại sao lại vẫn cảm thấy hơi chuột dạ thôi bỏ đi mình sẽ không tăng thêm độ khó cho chơi cho mình nữa hàn phi quyết định để cơ hội mở ô vật phẩm lần này lại chờ khi nào gặp nguy hiểm mới sử dụng sau khi người vợ dỗ phó thiên ngủ cô ấy cũng ngồi trên ghế sofa xem tv cùng với hàn phi thời gian trôi qua người vợ có chút buồn ngủ cơ thể cô dần dần nghiêng về một phía tựa hồ như muốn dựa vào hàn phi khi hai vai sắp chạm vào nhau hàn phi vươn tay đỡ lấy đối phương đi vào phòng nghỉ ngơi thôi người vợ mơ màng tỉnh giấc không nói gì chỉ khẽ gật đầu vào phòng ngủ hàn phi trải nệm dưới đất vô cùng thành thạo chui vào chăn hay là anh lên giường ngủ đi trời càng ngày càng lạnh rồi không sao hàn phi một lần nữa từ chối ý tốt của người vợ đây có lẽ cũng là sự thể hiện địa vị trong gia đình đã nói ngủ đất là ngủ đất ai nói gì cũng vô dụng sau khi tắt đèn phòng ngủ sự mệt mỏi xâm chiếm đầu óc đề phòng của hàn phi đối với người vợ đang dần dần giảm xuống đến chính mình còn không nhận ra khi hắn quyết tâm phải bảo vệ tổ ấm này tổ ấm này cũng bất giác trở thành cảng tránh gió của hắn đêm càng về khuya hàn phi và người vợ đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng động cực lớn hai người họ nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng ngủ âm thanh dường như phát ra từ phòng tắm hàn phi đứng chắn trước người vợ bật đèn phòng khách chiếc gương trong phòng tắm vỡ tan tành phó sinh đứng giữa đống đổ nát cậu cúi đầu trên tay vẫn còn đang cầm chiếc đồng hồ báo thức máu trượt dài trên các ngón tay xuống kim giờ như thể muốn nhuộm đỏ thời gian thành màu máu nếu như là phó nghĩa trước kia nhất định sẽ cho rằng phó sinh lại phát bệnh lớn tiếng mắng nhất cậu nhưng hàn phi đã biết rõ chân tướng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy việc đầu tiên là đi lấy hộp thuốc hàn phi không hỏi phó sinh tại sao lại muốn đập vỡ chiếc gương mà kiểm tra vết thương trên tay cậu trước từ đầu đến cuối hắn không hề truy hỏi phó sinh điều gì mà chỉ kiên nhẫn băng bó tay cho cậu khi hàn phi băng bó vết thương cho phó sinh ban đầu cậu không quen với việc này muốn vùng vẫy thoát ra nhưng đã bỏ cuộc sau một vài lần thử hai bố con ngầm hiểu ý nhau không ai nói gì chỉ âm thầm làm chuyện đúng đắn phó sinh con nhìn thấy thứ gì sao người vợ chạy đến hỏi còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đã nghe thấy tiếng khóc của phó thiên trong phòng ngủ đặt trổi xuống người vợ vội vàng chạy đến xem tình hình phó thiên đứng ở cửa phòng tắm hàn phi giúp phó sinh xử lý vết thương xong sau đó cầm trổi và hót rác dưới đất lên bắt đầu quét sạch những mảnh vỡ gương trên sàn nhìn thấy bộ dạng bận rộn và im lặng của hàn phi phó sinh khẽ chạm vào bàn tay đã được băng bó của mình trầm giọng nói trong gương có một con quỷ là một người phụ nữ không mặt bố biết bố sẵn sàng tin những gì con nói sao bố đã gặp được vị hiệu trưởng cũ đó ông ấy đã nói với bố rất nhiều chuyện trước đây là bố đã hiểu lầm con không tất cả mọi người đều hiểu lầm con hàn phi thu dọn mọi thứ trên mặt đất thử dò hỏi cây non do hiệu trưởng cũ để lại được trồng dưới ánh sáng mặt trời cô bé ăn cơm cùng con cũng vẫn đang đợi con nếu như con có thời gian ngày mai hãy ghé thăm bọn họ một chút ngôi trường đó đã trở nên khác với trước đây rồi hàn phi không ép phó sinh đi học cũng không nói những đạo lý lớn lao là phải đi học để thay đổi cuộc đời hay gì đó hắn chỉ đề cập đến những sự vật quen thuộc với cậu đối với phó sinh cô bé và hiệu trưởng cũ có lẽ là những người duy nhất trong trường học đó đáng để lưu niệm mau trở về ngủ tiếp đi lát nữa bố sẽ dùng vải đen che lại tất cả các gương trong nhà sau này buổi tối ở nhà sẽ không cần dùng đến gương nữa hàn phi biết người phụ nữ không mặt đó ghét hắn đến nhường nào vì vậy hắn không chỉ không trách phó sinh còn cảm thấy cậu đã làm rất đúng hắn thậm chí còn mong cậu có thể làm vỡ thêm vài chiếc gương nữa để người phụ nữ không mặt đó đừng có quá đáng quá phó sinh dường như vẫn chưa quen nói chuyện với bố mình cậu muốn tự mình dọn dẹp nhưng lại không thể duỗi tay ra cơ thể theo bản năng không muốn lại gần bố con quỷ không có khuôn mặt đó có lẽ vẫn sẽ quay trở lại tìm bố. Sau khi Phó Sinh nói xong câu cuối cùng này, liền quay trở lại tầng 2, lại nhốt mình trong phòng. Từ thời khắc mình đưa ra lựa chọn đó, thế giới đã bắt đầu dị hóa, những quỷ quái này dường như cũng trở nên càng manh động hơn. Sau khi Hàn Phi dọn dẹp phòng tắm, lại vào phòng ngủ của Phó Thiên, thằng bé bị dọa sợ, không ngừng khóc oa oa. Cả hai anh em Phó Thiên và Phó Sinh hình như đều có thể nhìn thấy quỷ, loại năng lực này xuất hiện như thế nào? Chẳng lẽ là di truyền từ phó nghĩa? Nhưng tại sao phó nghĩa lại không có bất kỳ năng lực gì? Hàn Phi đã so sánh quỹ đạo cuộc đời của hai anh em, nhưng vẫn không thể hiểu được. Cả hai anh em nhà này đều là những nhân vật lớn thay đổi cả thế giới, nhưng bố của bọn họ lại là người tồi tệ nhất trên thế giới. Khi người vợ dỗ Phó Thiên ngủ, Hàn Phi đi tìm vải đen, che hết tất cả các gương trong nhà lại, ngay cả màn hình tivi và bàn trà bằng kính những thứ có thể phản chiếu ánh sáng, cũng không bỏ qua. Anh tin lời bọn trẻ nói sao? Người vợ đợi Phó Thiên ngủ say rồi mới dám thấp giọng nói với Hàn Phi, hay là đưa bọn chúng đi gặp bác sĩ xem thế nào? Người vợ không hề tin trên đời có ma quỷ, khi Hàn Phi làm nhiệm vụ quản lý tòa nhà tiền nhiệm đã từng nhìn thấy, Phó Sinh bị coi là bệnh nhân bị trói trên giường, mất đi tự do, giống như một kẻ điên rất hung hãn. Phó Sinh vừa mới có chút chuyển biến tốt, lúc này thứ con cần không phải là bác sĩ, mà là một người sẵn sàng đồng hành cùng con. Hàn Phi vô cùng nghiêm túc nhìn người vợ, anh biết em vẫn luôn coi Phó Sinh như con ruột của mình mấy năm nay em cũng đã phải chịu nhiều ủy khuất anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp những sai lầm đó có điều người vợ dường như có điểm báo không lành liền nắm lấy cánh tay của hàn phi nếu như anh đi xa em hãy nhớ kỹ nhất định phải tin tưởng phó sinh con là người ưu tú nhất trên thế giới này tuyệt đối đừng coi con là gánh nặng em thậm chí có thể thử dựa vào con hàn phi nhìn thấy tương lai hắn biết hai anh em phó sinh và phó thiên sẽ trở thành người như thế nào được em nghe theo anh quay về ngủ tiếp thôi, ngày mai còn phải đưa Phó Thiên đi mẫu giáo. Hàn Phi và người vợ quay trở lại phòng ngủ, chui lại vào trong chăn, nhưng bọn họ không thể ngủ được nữa. Mãi mới chờ đến lúc trời sáng, Hàn Phi vừa mới tắm xong, điện thoại di động lại vang lên. Nhìn ai đi người gọi, vẻ mặt Hàn Phi trở nên hơi cổ quái, người gọi cho hắn chính người chơi đã gặp hôm qua, Ngô Sơn. Có chuyện gì sao? Ngô Sơn. Ngày hôm qua khi đại ngư và ông chủ hộ tống người anh em của anh trở về, gặp phải một số tai nạn chưa rõ hiện tại chúng tôi đã mất liên lạc với ba người bọn họ ngô sơn cảm thấy hơi chút áy náy là anh ta đã mời thẩm lạc gia nhập kết quả người còn chưa được gặp đã xảy ra tai nạn buổi trưa ngày hôm qua bọn họ đáng lẽ ra phải trở về rồi chứ hàn phi cũng sửng sốt chúng tôi đã tìm kiếm cả đêm rồi nhưng ba người bọn họ cứ như đã biến mất rồi vậy căn bản không liên lạc được cũng không biết đã đi đâu nữa ngô sơn có chút bất lực chiếc xe của bọn họ vừa khỏi thành phố thì đã va chạm với một chiếc xe cấp cứu tưởng vi nghi ngờ rằng bọn họ mất tích có liên quan đến chiếc xe cứu thương đó chúng tôi đang dần dần điều tra tất cả các thể loại bệnh viện trong thành phố gặp tai nạn xe hàn phi đang ngồi ở trên sofa hắn cũng không dám nói với ngô sơn giá trị may mắn của thẩm lạc bằng không càng không dám nói tất cả những chuyện này đều có thể liên quan đến thẩm lạc đại não chuyển động nhanh chóng hàn phi suy nghĩ một chút chiếc xe rời khỏi thành phố liền xảy ra tai nạn thẩm lạc và hai người chơi đều biến mất bây giờ những người chơi khác sẽ kiểm tra tất cả các bệnh viện để tìm bọn họ ngộ nhỡ điều tra đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo nói không chừng toàn đội quân có thể bị xóa sổ nếu như không phải đã hiểu thấu thẩm lạc có lẽ mình đã nghi ngờ anh ta là kẻ chủ mưu phía sau hàn phi sắp xếp lời nói tối hôm qua hình như tôi đã bị một con quỷ nào đó tấn công thế giới này đang dần trở nên ngày càng nguy hiểm nếu như các anh thực sự không tìm thấy thẩm lạc cũng đừng quá vội vã hay cố gắng bảo vệ mình trước đã gió thổi báo rông tố sắp đến, tôi luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra, hay là anh cũng gia nhập cùng chúng tôi đi, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Ngô Sơn mời Hàn Phi tham gia cùng bọn họ một lần nữa. Tôi sẽ gia nhập, nhưng không phải bây giờ. Cúp điện thoại, Hàn Phi cũng không biết phải liên lạc với thẩm lạc như thế nào, không phải anh ta lại bị bệnh viện bắt lại rồi chứ. Cho dù giá trị may mắn bằng không, cũng không thể xui xẻo đến mức đó được. Nhìn bản đồ trên điện thoại di động, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và công viên nằm tách biệt ở hai bên thành phố, dường như chỉ cần rời khỏi thành phố thì sẽ tiến vào phạm vi ảnh hưởng của bọn chúng cứ để những người chơi đó khám phá đường đi trước cũng được mình sẽ ở lại trung tâm thành phố không đi đâu cả chờ xóa bỏ được hận ý của tất cả mọi người rồi cho dù thế giới có dị hóa thì bên cạnh mình vẫn có đủ người giúp đỡ nghĩ đến đây hàn phi thở dài trên lý thuyết hắn có thể nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người nhưng tiền đề là hắn có thể sống được đến lúc đó căn cứ theo tình hình hiện tại tốt nhất là mãi mãi ở bên cạnh người vợ thứ hai là bị Lý Quả Nhi giam cầm dưới tầng hầm, trở thành món đồ chơi của một mình cô ấy. Chờ nhiệm vụ này hoàn thành, có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ yêu đương nữa. Ăn sáng xong, Hàn Phi đang định sách túi đi làm, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa trên tầng 2 mở ra. Kinh ngạc nhìn lên tầng 2, Hàn Phi phát hiện phó sinh đã thay một bộ đồng phục học sinh mới, sách cặp đi ra khỏi phòng ngủ. Ánh nắng chiếu vào nhà qua cửa sổ, phó sinh đưa tay ra che ngang chán. Từ khi nghỉ học, cậu luôn vào ban đêm mới ra ngoài, ban ngày trong phòng cũng sẽ kéo chiếc rèm dày cộp lại, cậu đã rất lâu không được tắm nắng rồi. Cả gia đình ba người đều nhìn phó sinh, bọn họ ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Đội mũ lên, phó sinh không dừng lại, sách cặp sách bước ra khỏi nhà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Sau một thời gian dài, cuối cùng phó sinh cũng bước ra khỏi căn phòng nhỏ đóng kín. Có thể cậu sẽ gặp phải rất nhiều chuyện kinh khủng và ghê tởm, nhưng ít nhất cậu cũng đã tìm lại được dũng khí để đối mặt với nó không giao tiếp nhiều với người nhà phó sinh hơi cúi đầu đi ngang qua hàn phi nhanh chóng biến mất trong hành lang mãi cho đến khi phó sinh rời đi hàn phi mới thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía người vợ trong mắt đầy kích động tất cả đang xuân sẻ hơn nhiều so với mong đợi của hắn nhìn thấy hàn phi như vậy người vợ cười dịu dàng cô ấy thật sự rất mừng cho hắn gia đình này dường như đang từng bước đi đúng hướng cuộc sống hạnh phúc ấm áp dường như sắp đến mau đi làm còn không đi nữa thì sẽ đến muộn đấy Người vợ ân cần nhắc nhở một câu: Hôm nay em hãy mua thêm nhiều đồ ăn một chút, buổi tối anh sẽ nấu cho cả nhà một bữa thịnh soạn. Tâm trạng Hàn Phi vô cùng tốt, sách cặp tài liệu bước ra khỏi chung cư, đi đến công ty. Hận ý của người vợ đối với mình đang không ngừng giảm xuống. Lý Quả Nhi đã không còn ý nghĩ muốn giết mình nữa, thái độ của cô giáo Lưu hiện tại đối với mình lại tương đối phức tạp, hình như cũng không còn sát ý nữa rồi. Hàn Phi có cảm giác khá thành công, khi hắn sắp chết đuối, đã nắm được một cây sậy ở trên bờ cũng coi như miễn cưỡng nhìn thấy một tia sự sống đến công ty hàn phi không đi đâu mà đi thẳng vào phòng chứa đồ hắn sợ thẩm lạc lại tuyệt sứ phùng sinh tìm đến bên cạnh mình bên trong không có ai xem ra anh ta cùng những người chơi kia quả thực gặp đã phải phiền toái rồi hàn phi nhớ lại thông tin của đại ngư trước khi thế giới dị hóa những người bình thường sẽ không phải là đối thủ của các người chơi có lẽ bọn họ đã gặp quỷ ban ngày ban mặt mà lại gặp quỷ cũng đủ khó tin rồi nhưng nghĩ kỹ lại quỷ thật sự rất thích thẩm lạc khi vào phòng làm việc, hiếm thấy Hàn Phi không lười biếng. Hắn bắt đầu tìm kiếm đủ loại tin tức, tin đồn ma quỷ trong thành phố. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên đầu tiên, hắn nhận được danh hiệu hành hiệp trượng nghĩa. Khi hành hiệp trượng nghĩa, có thể nhận được rất nhiều phần thưởng kinh nghiệm, kiếm điểm kinh nghiệm. Trong thế giới ký ức điện thờ dễ dàng hơn nhiều so với trong thế giới tầng sâu. Hàn Phi muốn tranh thủ thời gian khi chưa có quá nhiều vấn đề với cơ thể của mình, có gắng nâng cao level, nhân tiện điều tra bí mật của thành phố này. Bắt đầu từ vụ án chưa được giải quyết 5 năm trước, Hàn Phi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu sắp xếp thông tin vụ án, tóm tắt các manh mối khác nhau, lập một bản đồ logic. Những thứ này với hắn như thể là bản năng khắc sâu trong xương tủy, từng bước suy luận và đánh dấu, cực kỳ điêu luyện, chẳng giống một nhà thiết kế game chút nào. Cùng với việc bắt đầu đi sâu vào điều tra, Hàn Phi phát hiện mặc dù thành phố này có tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp, nhưng nó không hề an toàn như vẻ bề ngoài, hàng năm đều có rất nhiều người mất tích. Đây là thế giới ký ức của Phó Sinh năng lực của cảnh sát phụ thuộc vào ấn tượng của phó sinh về cảnh sát, mình không thể quá trông chờ vào bọn họ. Hàn Phi đã đánh dấu lại tất cả những nơi xảy ra án mạng trong thành phố, hắn dựa vào kinh nghiệm hình sự phong phú của mình, đặc biệt đánh dấu một số khu vực quỷ dị nguy hiểm nhất. So với công viên, hầu hết các vụ án mạng đều gần bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hơn, nếu như kết nối các địa điểm tội phạm đó lại với nhau, rất giống như một bông hoa đang nở, mà bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ lại ở ngay vị trí chính giữa của bông hoa tìm số điện thoại của ngô sơn hàn phi trao đổi một số thông tin với anh ta những người chơi đó cũng bắt đầu khám phá những câu chuyện kỳ lạ và những vụ giết người dưới sự lãnh đạo của tường vi bọn họ vào thế giới này sớm hơn hắn đã đi qua rất nhiều địa điểm theo mô tả của những người chơi đó nhiều ngôi nhà nơi xảy ra án mạng giống như là hai nơi khác nhau vào ban ngày và ban đêm vậy đã có người chơi mất tích vì khám phá những ngôi nhà quỷ ám đó xem ra tốt nhất mình nên đến đó vào ban ngày hàn phi ngồi trên ghế trầm tư hiện tại hắn đã gặp qua sáu lệ quỷ quỷ tai nạn xe ở bên đường nữ sinh nhảy lầu phía trước bậc thềm của tòa nhà dạy học trong trường học hiệu trưởng cũ và ba đứa học sinh du côn trên sân thượng bản thân sáu lệ quỷ này là một loại sức mạnh có thể dựa vào nhưng bọn họ nhất định sẽ không nghe theo lời hàn phi muốn tiếp cận bọn họ còn phải phải dựa vào phó sinh mới được vấn đề đi một vòng lại quay về chỗ cũ gốc rễ của mọi thứ đều nằm trên người phó sinh nếu như mình có thể hoàn toàn mở ra được nút thắt trong lòng cậu ấy làm rõ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì tốt rồi. Hàn Phi dùng bút ghi lại những lệ quỷ mà mình có thể mượn sức, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Lý Quả Nhi cùng anh dai cây giả lần lượt bước vào. Bạch tuộc kia quả thật là ức hiếp người quá đáng, thật sự rất muốn băng băng cho gã hai đấm. Anh dai cây giả chưa nguôi cơn giận, sau khi nhìn thấy Hàn Phi lập tức chạy tới kể khổ, trưởng nhóm, anh phải làm chủ cho chúng tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kịch bản game của chúng ta đã được hoàn thiện, copywriting và các cài đặt liên quan đều được tăng ca thực hiện xong. Nhưng khi chúng tôi đi tìm nhóm mỹ thuật và nhóm phát triển chương trình Front End, bọn họ lại nói rằng hiện tại công ty đang dốc toàn lực để tạo ra game vĩnh sinh, bạch tuộc đem hết những nguồn lực mà triệu tổng sắp xếp cho chúng ta tạm thời chuyển đi rồi. Anh giai cây giả rất bất mãn, anh ta vốn là một trong những tướng giỏi dưới chứng phó nghĩa, sau này phó nghĩa bị chuyển khỏi game vĩnh sinh, anh ta cũng gặp họa theo. Bây giờ khó khăn lắm game mới có chút khởi sắc, kết quả lại bị bạch tuộc gây khó khăn. Game tình yêu kinh dị của chúng ta là một game 18 cộng quy mô nhỏ, căn bản không chiếm dụng bao nhiêu nguồn lực, bạch tuộc là muốn đuổi tận giết tuyệt. Các nhân viên khác cũng có ý kiến rất lớn, bọn họ đều là đi theo phó nghĩa kiếm miếng cơm manh áo, nếu như game bọn họ làm có thể hát, bọn họ sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Sản xuất mỹ thuật hậu kỳ, làm mẫu, hoạt hình những cái này tôi có thể làm. Lý Quả Nhi trước đây chính là nhân viên trong nhóm mỹ thuật, sau đó vì nhiều lý do khác nhau mà chuyển đến làm cấp dưới của phó nghĩa chỉ có 5 người chúng ta chắc chắn sẽ không thể được, chu kỳ nghiên cứu quá dài. Vẻ mặt anh dai cây giả buồn bã, vốn nghĩ có thể có một bước chuyển mình tốt, kết quả người ta căn bản không cho chúng ta cơ hội. Nếu để mặc không quản, game này coi như thất bại, ít nhất trong cuộc đời có hạn của phó nghĩa, có lẽ anh ta sẽ không thể nhìn thấy game này ra mắt. Hàn Phi đang định nói vài câu để nâng cao tinh thần, thì trong đầu hắn vang lên nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên trò chơi cuối cùng. Trò chơi cuối cùng nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên, ông ấy không nhận ra rằng kể từ thời điểm đó, Vĩnh Sinh đã trở thành chấp niệm của ông, khắc sâu trong tâm trí, trở thành một phần linh hồn của ông. Yêu cầu nhiệm vụ, trước khi chết, hãy hoàn thành trò chơi cuối cùng mà bạn thiết kế. Nghe thấy nhắc nhở nhiệm vụ, lời nói đã đến miệng của Hàn Phi thu lại, hắn không ngờ rằng trò chơi cuối cùng của Phó Nghĩa, vậy mà cũng là một trong những chấp niệm và tiếc nuối của Phó Sinh. Trò chơi cuối cùng mà Phó Nghĩa không thể phụ trách có tên là Vĩnh Sinh, công ty mà Phó Sinh và Phó Thiên thành lập sau khi bọn họ lớn lên có tên là Vĩnh Sinh Farmer Sutiker, trong này cũng có thể ẩn chứa một số liên hệ nào đó. Có lẽ theo ý kiến của Phó Sinh, Phó Nghĩa hoàn toàn phát điên có liên quan đến trò chơi cuối cùng đó. Bất kể là vì gia đình hay là vì bản thân, Hàn Phi cảm thấy mình phải ổn định công việc trước đã. Mọi người đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ đến đi gặp Triệu Tổng phản ánh. Ngoài ra mọi người hãy bí mật liên hệ với bộ phận vận hành, tung ra một số video quảng cáo và thông tin trò chơi trước để xem phản ứng của thị trường hàn phi từ chỗ ngồi đứng lên hắn không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ là một trò chơi nuôi dưỡng tình yêu trong bản sao kinh dị của trò chơi hệ chữa trị ra khỏi văn phòng hàn phi trực tiếp đi tìm triệu thiến triệu tổng trò chơi của chúng ta có vẻ đang gặp một số rắc rối của chúng ta triệu thiến cúp điện thoại đặt một văn kiện trên tay xuống nhìn chăm chăm hàn phi đúng vậy trò chơi kiếm được tiền tất cả chúng ta đều có thể tốt hơn hàn phi ngồi trước mặt triệu thiến trò chơi như vĩnh sinh là một cái hố không đáy cần phải không ngừng ném tiền vào là một công ty game có sự theo đuổi chúng ta thực sự nên tập trung vào một trò chơi chất lượng cao như vậy nhưng vấn đề bây giờ là trò chơi chất lượng cao một thời này đã bị thay thế bởi một kế hoạch vô năng dẫn đến bản thân trò chơi rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng cậu vẫn là bởi vì bị cách chức mà canh cánh trong lòng phải không có một số chuyện không phải tôi muốn là được em biết vì vậy muốn chứng tỏ bản thân thông qua trò chơi nhỏ này cậu rất ưu tú vậy không cần phải chứng tỏ bản thân nữa triệu thiến ném tài liệu lên bàn trước mặt hàn phi cậu thật sự cho rằng bạch tuộc có thể thuyết phục được nhiều bộ phận như vậy để bọn họ tập trung toàn bộ sức lực vào game vĩnh sinh một thể loại cực kỳ khó phát triển này ạ à? chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao hàn phi cầm tài liệu lên xem hắn không nắm rõ lắm quản lý của công ty đại khái chỉ có thể nhìn ra là có người rất bất mãn với mình em hình như không có đắc tội với ai Nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, Triệu Thiến trợn tròn mắt, giả bộ vô tội đến vậy, chuyện mình đã làm còn không rõ sao? Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt Hàn Phi, hắn khẽ lắc đầu. "Vậy thì để tôi sẽ giúp cậu hồi tưởng lại vậy." Triệu Thiến hạ thấp giọng, "Thời gian gần đây hình như cậu đều không trả lời điện thoại của Đỗ Xu, cũng không cùng với mấy vị giám đốc đi cùng khách hàng. Cậu là gặp phải đả kích gì à?" Hàn Phi rất thông minh, Triệu Thiến chỉ nói một chút, hắn đã hiểu ra, là Đỗ Xu. Nhìn vào các biểu hiện bây giờ của cậu, ai không biết còn cho rằng cậu là một người đàn ông tốt chỉ chung tình với vợ đấy giọng điệu của triệu thiến có chút giễu cợt cậu hiểu rất sâu về đỗ xu cũng nên biết rõ tính khí của cô ấy em đại khái hiểu tính cách của cô ấy là gì rồi hàn phi nhìn tệp tài liệu trong đó có rất nhiều chỗ dùng từ hắn không hiểu hắn quyết định lần này sau khi thoát khỏi thế giới tầng sâu sẽ bắt đầu học về quản lý công ty một số người tiêu tiền vào trò chơi để tìm kiếm khoái cảm mà họ không thể trải nghiệm trong hiện thực nhưng đối với những người khác hiện thực chính là trò chơi có thể mang lại cho họ nhiều khoái cảm nhất những đạo lý này cậu hiểu rõ hơn tôi dù sao thì lúc đầu cậu đã không quan tâm đến sự phản đối của tôi đưa ra cái gọi là lựa chọn đúng đắn triệu thiến lớn tuổi hơn phó nghĩa cô ấy dường như đã nhìn thấy kết cục của anh ta nhắm vào em có thể hiểu được nhưng những người cấp dưới của em đều vô tội đỗ xu không quan tâm bọn họ có vô tội hay không nếu như cậu thực sự muốn có chút thay đổi vậy thì hãy đích thân đến gặp cô ấy mà hỏi triệu thiến chỉ vào điện thoại trên bàn cô ấy vừa gọi cho tôi rất quan tâm đến chuyện xảy ra trong công ty em hiểu rồi là phúc hay là họa nếu là họa cũng không tránh được chuyện phải đến cũng sẽ đến hàn phi đứng dậy có thể nói cho em biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu không cô ấy đang làm đẹp ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo hôm nay tâm trạng của cô ấy có vẻ rất tốt sau khi triệu thiến nghe câu trả lời của hàn phi trong mắt hiện lên một sự thất vọng sâu sắc em đi xem có thể thuyết phục cô ấy không hàn phi đặt tài liệu xuống xoay người rời đi sau khi Hàn Phi đi, sắc mặt Triệu Thiến rất tệ, cô không chuyên tâm vào làm việc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm lối ra của tòa nhà công ty. Hàn Phi trở lại phòng làm việc, ra hiệu mọi người tạm gác công việc trong tay lại trước, chút nữa mọi người cùng tôi đi ra ngoài một chuyến, chúng, ta đi gặp một vị khách hàng. Gặp khách hàng. Anh dai cây giả có chút không hiểu, với kiểu tóc địa trung hải của mình, nhanh chóng nhìn vào gương, tôi cũng phải đi sao? Ừ, tất cả cùng đi. Khi Hàn Phi biết Đỗ Xu đang ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, liền chuẩn bị đến gặp cô ta, vừa hay có thể kiểm tra một chút môi trường bên trong bệnh viện này. Tuy nhiên hắn lo đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, nên muốn gọi thêm Lý Quả Nhi, cô ấy cũng tràn đầy hận ý đối với Phó Nghĩa, vào thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ không cho phép người khác giết hắn trước mình. Nhưng nếu chỉ mang theo Lý Quả Nhi, Hàn Phi lại lo lắng dọc đường cô ấy có suy nghĩ lệch lạc gì, trực tiếp kéo hắn xuống tầng hầm nhốt lại, nên để bảo đảm an toàn, hắn quyết định gọi hết tất cả mọi người đi cùng. Dù sao công việc của chúng ta cũng đã hoàn thành, các bộ phận khác không phối hợp, chúng ta cũng không thể tiếp tục bước tiếp theo, mọi người cứ coi như là đi cùng tôi cho khuây khỏa." Hàn Phi cầm áo khoác ra hiệu cho mọi người cùng đi tới. "Trưởng nhóm, hình tượng này của tôi có được không chứ?" "Ừ, trông rất trẻ, tràn đầy năng lượng, trông như mới ngoài 30 tuổi." "Tôi mới sinh nhật lần thứ 28 cách đây vài ngày." "Đùa với anh thôi, sao lại tưởng thật à?" Hàn Phi dẫn đầu, hôm nay hắn phải đi đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, nơi nguy hiểm nhất để kiểm tra. Khi Hàn Phi đi xuống tầng Triệu Thiến đi tới bên cửa sổ, vẻ thất vọng trong mắt càng ngày càng nồng đậm, tôi còn tưởng gần đây tính tình cậu đã thay đổi, thậm chí còn ngây thơ muốn cho cậu một cơ hội, dẫu sao cậu vẫn còn hai đứa con. Nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của tòa nhà, một lúc sau Triệu Thiến nhìn thấy Hàn Phi, mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi công ty. Hết thuốc cứu chữa, thật sự là hết thuốc cứu chữa, loại người này tuyệt đối không thể thông cảm. Triệu Thiến hạ quyết tâm, thất vọng trong mắt lại biến thành hận ý nhưng đúng vào lúc này cô đột nhiên nhìn thấy các nhân viên khác theo sau hắn hàn phi không đi gặp đỗ xu một mình dường như mang theo tất cả cấp dưới để tránh bị nghi ngờ đôi mắt xinh đẹp của triệu thiến dừng lại trên vầng trán sáng loáng của anh dai cây giả hận ý trong mắt biến thành nghi hoặc một số suy nghĩ trong lòng dường như lại có chút lung lay cậu ấy không đi một mình chẳng lẽ cậu ấy thật sự đã thay đổi rồi sao hàn phi dẫn theo cấp dưới bắt taxi đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo hắn vô cùng tò mò về bệnh viện đó muốn đi vào điều tra đã lâu chỉ là không có cơ thích hợp trưởng nhóm sao lại tới đây để gặp khách hàng nhìn đường phố càng ngày càng vắng vẻ anh dai cây giả hơi chút mông lung đi gặp khách hàng trong tưởng tượng của anh ta là phải ở trong một khách sạn cao cấp hoặc một nơi nào đó tương đối trang trọng khách hàng hôm nay tương đối đặc biệt đến lúc đó mọi người hãy phấn chấn lên cố gắng nói ít nhất có thể trước đây gặp khách hàng đều là một mình phó nghĩa đi lần này hàn phi đột nhiên giao chiến lớn như vậy mấy người cấp dưới không khỏi suy nghĩ lung tung, đều bắt đầu suy đoán thân phận và tính cách của khách hàng. Địa thế của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ khá cao, sau khi bọn họ xuống xe vẫn còn phải đi bộ một đoạn, băng qua một khu vườn nhân tạo rất xanh tươi, sau đó mới tới cổng chính của bệnh viện. Mấy vị có hẹn trước không? Bảo vệ đi tới chặn Hàn Phi lại, anh ta nghi hoặc nhìn đám người trước mặt, các anh là tới cấy tóc à? Chờ một chút, tôi gọi cuộc điện thoại. Hàn Phi lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào nick phụ của Phó Nghĩa, sau khi tìm được Đỗ Xu, gửi cho cô ta một tin nhắn. Khoảng 3 phút sau, một y tá ở quầy lễ tân nhiệt tình chạy tới, "Xin hỏi vị nào là phó nghĩa?" "Tôi đây, mời đi với tôi đến viện số 1." Hàn Phi dẫn theo cấp dưới đang định đi về phía trước, nhưng y tá lại ngăn lại, "Hay là để bạn của anh đợi bên ngoài trước được không? Tôi chỉ nhận được thông báo là đưa một mình anh đi." Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này của mấy người làm gì mà bí hiểm như vậy? Lý Quả Nhi hơi bất mãn, cô ấy cố ý đi tới bên cạnh Hàn Phi, "Trưởng nhóm, nếu không được thì bỏ đi chúng ta sẽ tự tìm cách anh đi xem xét trước mọi người phải đảm bảo duy trì liên hệ với anh bất cứ lúc nào hàn phi làm như vậy không phải là để tránh bị nghi ngờ hắn là thực sự sợ hãi người chết trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này tuyệt đối không ít đỗ su kia cũng không phải là người tốt gì đi theo y tá vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hàn phi đối chiếu với bản đồ mà thẩm lạc cung cấp cho mình trọng điểm quan sát những bệnh nhân đang bị băng bó trên mặt bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo rất lớn không biết có phải phó sinh có gặp ám ảnh tâm lý gì với bệnh viện này không, mà khi Hàn Phi đi bên trong lại có cảm giác lạnh lẽo, như thể cả tòa nhà đều chìm trong biển băng nửa đêm vậy. Đi thang máy, Hàn Phi lên đến tầng 4. Viện số 1 nơi đỗ xu làm đẹp chính là ở đây, toàn bộ tầng lầu được mở thông, bệnh viện cải tạo nó thành một khu vườn trên cao. Anh ở đây chờ một chút, sau khi y tá đi, Hàn Phi đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa. Những khách hàng giàu nhất này đều đang sửa sang lại tòa nhà số 1. Tòa nhà mặt tiền này cũng là tòa nhà giống bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nhất, đi vào bên trong vẫn còn có vài tòa nhà nữa, nhưng chúng trông vô cùng âm u, không giống một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, lại hơi giống một bệnh viện tâm thần, kiến trúc bên trong và kiến trúc bên ngoài được ngăn cách với nhau, như thể là hai thế giới khác vậy. Hàn Phi có năng lực quan sát và trí nhớ vô cùng mạnh mẽ, nhìn lướt qua liền ghi nhớ bố cục kiến trúc chung của bệnh viện, một số khu vực trông rất quỷ dị cũng bị hắn đánh dấu lại trong tâm trí nhìn tổng thể bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ban ngày vẫn tương đối an toàn toàn bộ nhân viên làm việc cũng không có bất thường nhìn về phía xa hàn phi muốn xem tình trạng của những bệnh nhân bên trong qua cửa sổ của những phòng đó nhưng tiếc là tất cả các phòng nơi bệnh nhân ở đều được kéo rèm chỉ có thể nhìn thấy người đi lại bên trong nhưng lại không thể thấy rõ họ rốt cuộc đang làm gì phó tiên sinh xin mời đi theo tôi y tá dẫn hàn phi đi qua khu vườn trên cao đi vào hành lang phía bên kia trang trí ở đây cho người ta cảm giác không xa hoa, tao nhã và ấm áp, chỉ cần đi bên trong sẽ có cảm giác được chữa lành. Đỗ Tổng mời anh vào. Y tá dừng lại, ra hiệu cho Hàn Phi tự mình đi vào. Đưa tay đẩy cánh cửa gỗ không khóa ra, một mùi hương nhàn nhạt bay vào trong mũi, nhiệt độ trong nhà cao hơn bên ngoài một chút, vô cùng dễ chịu. Tiếng nhạc êm dịu vang lên bên tai, hòa cùng tiếng suối dốc rách. Màn được vén lên, Hàn Phi nhìn thấy trước mặt mình một đôi chân hoàn mỹ, phản ứng tiềm thức trong đầu hắn là lùi lại phía sau đôi chân xinh đẹp như vậy rất có thể sẽ bị làm thành tiêu bản trong thế giới tầng sâu sau đó trưng bày trong bộ sưu tập của một hận ý nào đó anh đến tìm tôi có chuyện gì không trong phòng vang lên giọng nói của một người phụ nữ bộ dạng uể oải như thể tất cả sự vật đều không thể khơi dậy hứng thú cho cô ta so với dáng người hoàn hảo kia giọng nói của người phụ nữ có vẻ hơi tầm thường dường như cô ta đã từng bị thương khi cổ họng phát ra âm thanh luôn có cảm giác kỳ lạ là chuyện ở công ty game anh lại gần đây một chút tôi không nghe thấy người phụ nữ nằm trong màn nâng cánh tay lên khẽ nhúc nhích ngón tay hai nhân viên xung quanh cũng lùi lại phía sau không chỉ rời khỏi phòng mà còn tiện tay đóng cửa lại vậy thì tôi sẽ nói to hơn hàn phi không dám đi quá xa cửa trò chơi mà tôi đang phụ trách nhất định sẽ rất hát nhưng hiện tại tiến độ đang bế tắc tôi cảm thấy có lẽ cô cũng sẽ có hứng thú với trò chơi này vì vậy tôi muốn anh muốn gì không quan trọng tiếng nước vang lên sau tấm rèm một lúc sau một người phụ nữ mặc quần áo rất rộng rãi bước ra khuôn mặt của cô ta có chút không chân thật, làn da không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào, dáng người là tỷ lệ đẹp nhất, nhìn từ xa cảm thấy cô ta có phong độ của người trí thức rất điềm đạm nho nhã, nhìn gần sẽ phát hiện trong đáy mắt cô ta có chứa một loại cao ngạo, dường như bất cứ thứ gì đều không thể để vào trong mắt. Hạ Y Lan trong hiện thực đã rất đẹp rồi, nhưng so với người phụ nữ trước mặt vẫn còn kém hơn 5 người triệu thiến nữa. Khuôn mặt này quá đẹp rồi, đều không giống loài người có thể tự nhiên sinh ra được. Mỗi lần anh đều nhìn chằm chằm vào tôi lâu như vậy, nhưng mỗi lần anh đều không chút do dự bỏ đi người phụ nữ ngồi ở trên sofa bên cạnh màn tre không để ý chút nào đến việc quần áo rộng thùng thình của mình bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm để lộ khi còn nhỏ bố tôi có nuôi một con chó săn nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình bố phớt lờ tôi không lâu sau đó con chó săn yêu thích nhất của bố đã vô tình bị người ta bắn trúng chết tại bãi săn yêu thích nhất của nó qua giọng điệu của người phụ nữ hàn phi có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa đối phương và những người phụ nữ khác những nạn nhân khác muốn giết Phó Nghĩa ít nhất cũng từng thích anh ta, nhưng người phụ nữ trước mặt này căn bản không để tâm đến anh ta chút nào. Cô ta không có cảm giác yêu Phó Nghĩa, có lẽ chỉ coi anh ta như một món đồ chơi thú vị. Cô ta muốn độc chiếm món đồ chơi thú vị này, nhưng món đồ chơi này lại không nghe lời chút nào, trêu hoa gẹo nguyệt khắp nơi, không làm đúng thân phận đồ chơi của mình. Con chó đó chỉ trung thành với bố cô, chứng tỏ nó là một con chó tốt. Hàn Phi đã muốn bỏ đi rồi, hắn biết cho dù có nói bao nhiêu, cũng không thể thuyết phục được người phụ nữ trước mặt này đối phương vừa nhìn đã biết là loại người vô cùng cố chấp tự phụ nhưng rất có năng lực một con chó trung thành ai cũng đều thích tôi thực ra cũng muốn có một con chó to lớn như vậy người phụ nữ mở túi sách của mình ra cầm lên một chiếc khăn lụa sau đó tháo chiếc nhẫn trị giá rất nhiều tiền trên tay xỏ vào chiếc khăn lụa những chuyện mà anh gặp phải tôi đã nghe triệu thiến kể rồi thực ra những chuyện đó đều rất dễ giải quyết người phụ nữ buộc hai đầu khăn lụa Mãn Nguyện nhìn chiếc khăn lụa trong tay giống như một cái vòng cổ, chiếc nhẫn đá quý như chiếc trung lục lạc treo trên vòng. Hầu hết mọi vấn đề trên thế giới này đều có thể giải quyết được bằng tiền, tôi có thể giúp anh quay lại làm game vĩnh sinh, đó không phải là ước mơ cả đời của anh sao? Tài năng này của anh không nên bị chôn vùi. Game vĩnh sinh là ước mơ của tôi. Hãy nghĩ kỹ về những chuyện và những người mà anh thực sự thích, sau đó nói cho tôi biết anh nên làm gì." Người phụ nữ giơ một chân lên, sau đó ném chiếc khăn lụa cùng chiếc nhẫn tới trước mặt mình chiếc khăn lụa trông giống như vòng cổ rơi xuống dưới chân người phụ nữ viên ngọc sáng người tinh khiết lặng lẽ nằm trên tấm thảm đắt tiền trong tình huống này phải làm thế nào bây giờ trước khi hàn phi đến đây không ngờ tới mọi chuyện lại như này sau khi từ chối đỗ xu muốn làm game thành công sẽ càng khó khăn hơn nhưng đồng ý với cô ta cũng là một quyết định vô cùng nguy hiểm nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đỗ xu hàn phi cẩn thận cân nhắc đỗ xu có tiền có quyền không chỉ là khách quen của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ mà cô ta còn có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh viện này. Nếu như mình liên thủ cùng những người chơi khác bắt cóc cô ta, có thể tra hỏi ra bí mật của bệnh viện không? Thời xưa bắt giữ hoàng đế để thống lĩnh chư hầu, bây giờ Hàn Phi có thể lợi dụng người chơi để bắt cóc đỗ Xu, quấy đục hoàn toàn nước lên. Nếu lần này chỉ có một mình hắn đi vào thế giới ký ức điện thờ, hắn làm như vậy nhất định sẽ phá bĩnh cuộc sống êm ấm, yên bình của mình. Nhưng lần này đặc biệt hơn còn có những người chơi khác cùng tiến vào, bọn họ có thể trợ giúp đi làm những chuyện nguy hiểm này chuyện duy nhất cần phải xem xét bây giờ là liệu việc bắt cóc đỗ xu có khiến thế giới dị hóa trước hay không đỗ xu là nhân vật chủ chốt trong thế giới ký ức của phó sinh rất có khả năng cũng là hận ý khi hàn phi suy nghĩ đỗ xu cũng nhìn thấy ánh mắt do dự của hắn trên mặt cô ta lộ ra nụ cười tuyệt mỹ nhưng đáy mắt lại sạch qua một sự độc ác cô ta đã nghĩ xong hết kế hoạch phía sau tất cả những người dám phản bội cô ta đều sẽ gặp phải những chuyện còn đau khổ hơn cả cái chết cô ta phải khiến phó nghĩa nhà tan cửa nát trở thành một món đồ chơi nghe lời, sau đó lại hoàn toàn phá hủy hắn. Trước đây chỉ có cô ta chơi chán rồi bỏ rơi người khác, nhưng Phó Nghĩa lại dám lén lút sau lưng cô ta, duy trì mối quan hệ với hơn 7 người phụ nữ cùng lúc. Vừa nghĩ đến đây, hận ý trong mắt Đỗ Xu liền không thể khống chế. Hàn Phi rất nhạy cảm với nguy hiểm, là một diễn viên bậc thầy, hắn hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của những biểu cảm nhỏ đó trên khuôn mặt Đỗ Xu. Trong lòng người này có ẩn chứa sát ý vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng hơn, sát ý đó dường như không phải là nhằm vào Hàn Phi. Khẽ lắc đầu, Hàn Phi cũng không thèm nhìn đến chiếc khăn lụa dưới chân Đỗ Xu, cho tôi một chút thời gian, để tôi trở về suy nghĩ đã. Đỗ Xu không hề biết điều Hàn Phi nghĩ là làm thế nào để bắt cóc mình, một người bình thường, cũng khó có thể có liên tưởng như vậy trong tình huống ám muội như này. Anh còn phải suy nghĩ bao lâu nữa? Đỗ Xu dùng ngón chân dẫm lên chiếc nhẫn bằng đá quý sáng trong tinh khiết, anh có một người vợ rất tốt, cũng có một gia đình bề ngoài trông rất hạnh phúc, nhưng bên dưới lớp áo khoác sạch sẽ đó cuối cùng có chứa thứ bẩn thỉu gì anh nên biết rõ hơn tôi tôi có thể cho anh thời gian nhưng anh phải biết rằng có một số chuyện không thể giấu giếm quá lâu cô muốn nói cái gì khi tất cả mọi người trên thế giới này đều biết về lỗi lầm của anh vợ con anh cho dù có muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cũng không được nói không chừng bọn họ có thể đau khổ mà đổ bệnh thậm chí còn có thể nghĩ quẩn xảy ra chuyện còn bi thảm hơn hàn phi nghe ra sự đe dọa trong lời nói của đỗ xu cô ta có khả năng sẽ phá hủy gia đình của hắn hoặc làm những điều điên rồ hơn nữa các nạn nhân nữ khác chỉ hận phó nghĩa muốn giết chết anh ta bọn họ hoàn toàn không có ý định giết vợ con anh ta nhưng đỗ xu thì khác nếu như cô đã nói như thế vậy đừng trách tôi hàn phi vốn muốn ổn định đỗ xu trước nhưng hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý hắn nhặt chiếc gương cạnh bàn lên đi đến nơi mặt trời không chiếu được đến soi thẳng mặt mình khi hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện trong gương hắn đưa chiếc gương đến trước mặt đỗ xu cô có khuôn mặt và thân hình hoàn hảo nhất cô là người đẹp nhất trên thế giới này xem ra anh đã đưa ra quyết định rồi đỗ xu cười một cách vô cùng xinh đẹp nhưng rất đáng tiếc trong mắt tôi cô kém xa so với những người phụ nữ khác mỗi người trong số họ đều hấp dẫn hơn cô hàn phi nhìn chằm chằm vào mặt đỗ xu đối với cô mà nói nhan sắc là tất cả nhưng đối với bọn họ nhan sắc chỉ là điểm sáng bé nhỏ không đáng kể nhất trên cơ thể nghe được lời nói của hàn phi đỗ Su nhất thời không phản ứng lại, nhưng từ từ cảm xúc của cô ta dường như trở nên cực kỳ kích động. Dưới khuôn mặt hoàn hảo kia mơ hồ xuất hiện một tia máu rất nhỏ, giống như một vết nứt nhỏ vậy. Soi gương nhiều hơn một chút, nhìn mặt của mình đi, dù sao thì cô cũng chỉ còn lại nhan sắc thôi. Hàn Phi bước ra khỏi phòng, vài giây sau liền nghe thấy tiếng gương vỡ tan tành, đồ vật bị đập nát. Hận ý thì đã sao? Tôi cũng không phải là chưa từng bắt cóc, thiện ý của giày trắng nhỏ bây giờ còn coi tôi như đại ca đấy trong lòng không ngừng lẩm bẩm nhưng nếu hàn phi chưa đi đến bước vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy hiện tại nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của hắn là nhanh chóng giảm bớt hận ý của người những khác bù đắp tiếc nuối cho phó sinh tưởng vi hình như cũng là một cô nhi có mã số anh ta đã từng sống trong cô nhi viện đó với năng lực của anh ta trước khi thế giới bị dị hóa bắt cóc một người bình thường không phải là rất dễ dàng hay sao chờ đến khi thế giới dị hóa sau khi đỗ xu biến thành hận ý với năng lực của anh ta xác suất vẫn có thể trốn thoát. Hàn Phi rất tin tưởng Tường Vi, còn về việc anh ta có thể thoát khỏi tay hận ý hay không, thì đó lại không phải là vấn đề của hắn rồi. Dù sao thì có chết ở thế giới ký ức cũng sẽ không chết thật, chỉ là mất đi một số ký ức mà thôi. Chờ mình kiểm soát được điện thờ rồi, mọi người có thể cùng nhau rời đi, mình đây cũng là vì cứu bọn họ. Hàn Phi không thuyết phục Tường Vi, nhưng đã tự thuyết phục mình trước. Sau khi bước ra khỏi tòa nhà số 1, Hàn Phi không vội vàng bỏ đi mà giả vờ bị lạc tiến đến gần tòa nhà số 2. Khi chuẩn bị bước vào tòa nhà đó, hắn đột nhiên nhìn thấy một bác sĩ đeo khẩu trang đi ra từ khu khám bệnh. Bác sĩ đó đang cầm trên tay chiếc băng đỏ như máu, vẻ mặt rất căng thẳng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Phi rất muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Bác sĩ kia không có dấu hiệu báo trước đã bước ra khỏi phòng bệnh. Anh ta cũng không ngờ sẽ có một người đứng bên ngoài, ngay lập tức hoảng hốt. Tôi hôm nay mới đến để làm chút việc, không quen thuộc bệnh viện, nên không cẩn thận bị lạc đường. Hàn Phi chú trọng nhấn mạnh rằng hôm nay mới đến và lạc đường, hắn vừa nhìn thoáng qua đã thấy đối phương có vấn đề, nhưng hắn không những không vạch trần, mà còn dùng kỹ năng diễn xuất để hỗ trợ đối phương. "Ồ, oh, là vậy sao, anh đi sai hướng rồi, lối ra ở phía sau." Mép khẩu trang của bác sĩ ướt đẫm mồ hôi, đồng tử đang run lên. "Cảm ơn." Hàn Phi cười, "Bác sĩ, tay áo của anh bị nhăn rồi." bác sĩ kia cầm trên tay miếng băng dính máu không thể chỉnh lại ống tay áo hàn phi nói xong liền đi thẳng tới giúp đối phương chỉnh lại khi bác sĩ xử lý những rác thải này thông thường sẽ đeo găng tay vệ sinh cái này của anh có vẻ là găng tay vô trùng tôi nhớ là nó chỉ được sử dụng trong phẫu thuật đương nhiên rồi tôi cũng không phải là bác sĩ tùy tiện nói ra thôi anh đừng bận tâm khi hàn phi giúp đối phương chỉnh lại tay áo cũng chạm vào đối phương nhưng hắn không nhìn thấy thông tin gì có thể chắc chắn bác sĩ này không phải là người chơi theo như trải nghiệm của thẩm lạc bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện không phải tất cả đều xấu bọn họ dường như cũng muốn trốn thoát cảm ơn anh đã chỉ đường có duyên sẽ gặp lại bác sĩ cầm chiếc băng dính đầy máu tim đập rất nhanh trên khẩu trang cũng từ từ thấm đẫm máu một vùng nhỏ như thể bên dưới khẩu trang của anh ta có một vết thương vậy hàn phi thấy kỹ năng diễn xuất và tố chất tâm lý của đối phương quá kém cũng không tiếp tục làm khó anh ta xoay người đi vào tòa nhà số một chờ sau khi bác sĩ bỏ đi hàn phi mới quay lại đường cũ hắn lặng lẽ mở cửa phòng bệnh liếc nhìn vào bên trong trên giường bệnh màu trắng tinh có một bệnh nhân mặc quần áo người bệnh đang nằm người đó đắp chăn quấn băng kín người giống như đang ngủ say vậy băng là vừa mới thay chẳng lẽ người nằm trên giường mới là bác sĩ vừa rồi trốn đi là bệnh nhân đi vào bên trong hàn phi nhìn thấy trên bàn đầu giường có một quyển hồ sơ bệnh án bên trên có đánh dấu hầu hết tên của bệnh nhân trong tòa nhà hai nhưng điều quỷ dị là trên hồ sơ đó không hề có đánh dấu hạng mục thẩm mỹ của những người đó, chỉ là ghi chép khiếm khuyết tâm lý và sinh lý của bệnh nhân. Những bệnh nhân này đều là những người không hoàn hảo, mỗi người trong số bọn họ lại còn có điểm đánh giá. Hàn Phi cảm thấy bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo hình như đang thực hiện một loại thí nghiệm nào đó, người giàu có ở tòa nhà số 1 là nhà đầu tư và hưởng thụ thành quả thí nghiệm, những bệnh nhân ở các tòa khác là người tham gia thí nghiệm. Xem ra bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là một cái vỏ bọc. Hàn Phi vẫn luôn tò mò một chuyện. Ký ức thời học sinh và ký ức sau khi trưởng thành của Phó Sinh là hoàn toàn tách biệt với nhau, một học sinh có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ làm thế nào mà đột nhiên trở thành nhân vật hàng đầu của thời đại? Quá trình ở giữa này hoàn toàn là một bí ẩn. Hai anh em Phó Sinh sau khi lớn lên luôn cố chấp với hoàn hảo, có khi nào là liên quan đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này không? Có phải hai anh em bọn họ đã phải chịu đựng điều gì đó ở đây không? Hàn Phi nghĩ kỹ lại, cảm thấy rất có khả năng. Hắn đã từng làm nhiệm vụ người quản lý của quản lý tòa nhà tiền nhiệm biết một số ký ức chân thực của Phó Sinh. Sau khi Phó Nghĩa chết, Phó Sinh bị coi như một bệnh nhân, trói nhốt ở nhà. Vợ của Phó Nghĩa đã tìm rất nhiều bác sĩ cho cậu. Những bác sĩ đó rất có khả năng có cả bác sĩ của Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm Mỹ, những người chịu trách nhiệm chữa trị tâm lý. Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm Mỹ hoàn hảo và Đỗ Xu tồn tại mối liên hệ nào đó. Đỗ Xu chỉ coi gia đình Phó Nghĩa như một món đồ chơi. Cô ta căn bản sẽ không để Phó Sinh tiếp nhận trị liệu bình thường. Dưới sự can thiệp của cô ta, phó sinh chỉ có thể càng chữa trị càng tồi tệ hơn không ngừng trượt xuống vực sâu chỉ có người tuyệt vọng nhất mới có thể sở hữu hộp đen mà hộp đen đã lựa chọn phó sinh chỉ nhìn vào điểm này thôi đã có thể thấy quản lý tòa nhà tiền nhiệm đã phải trải qua những đau khổ như thế nào nhân gian khiến ông bầm dập khắp người nhưng cuối cùng ông vẫn chọn con đường hủy diệt thế giới tầng sâu lúc đầu hàn phi cảm thấy phó sinh lựa chọn hủy diệt chỉ bởi vì nó cứu chuộc hơn ngoài ra bản thân ông ấy cũng là người sống nên mới đưa ra lựa chọn như vậy nhưng dần dần tiếp xúc và tìm hiểu, Hàn Phi cảm thấy còn có một lý do sâu xa hơn khiến Phó Sinh chọn cách hủy diệt. Ông đưa ra quyết định hủy diệt, có lẽ cũng không dễ dàng chút nào. Hàn Phi biết kết cục cuối cùng của Phó Sinh, ba người con của ông bị thương nặng, còn bản thân ông thì bị đánh đến chỉ còn lại những mảnh vụn ký ức. So với Phó Thiên chủ tịch hội đồng quản trị của Vĩnh Sinh Farmer Sutiker, Phó Sinh mới là người vĩ đại nhất. Hàn Phi còn muốn xem thêm một lát, nhưng ngoài hành lang đột nhiên có tiếng bước chân vội vã. Để tránh dẫn đến những hiểu lầm không đáng có, hắn liền nhanh chóng bỏ đi. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tổng cộng có 5 tòa nhà, ngoại trừ tòa nhà số 1 chiếm diện tích lớn nhất, xây dựng sang trọng nhất, 4 tòa nhà còn lại cảm thấy đều có vấn đề. Sau khi rút khỏi tòa nhà số 2, Hàn Phi tập hợp với mấy người cấp dưới. "Trưởng nhóm, mọi người thảo luận thế nào rồi?" Lý Quả Nhi dường như nghe qua một số tin đồn, thấy Hàn Phi trở lại, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn ra thứ gì đó tránh khỏi ánh mắt của Lý Quả Nhi, Hàn Phi vẫy tay với những người khác. Thất bại rồi, vị khách hàng đó không chỉ không chuẩn bị giúp chúng ta, mà rất có khả năng sẽ nhắm vào tôi nữa. Nhắm vào anh. Trưởng nhóm, anh đã nói những gì với khách hàng vậy? Game của chúng ta chỉ cần được phát hành thuận lợi nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ai mà lại chê tiền chứ? Anh dai cây giả hơi chút nóng nảy, đối với một nhân viên game như anh ta, tiền thưởng sau khi trò chơi bán được nhiều hơn tiền lương bình thường rất nhiều. Nhìn mấy người cấp dưới, hàn phi đã bắt đầu lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra việc phát triển game này của chúng ta tương đối đơn giản yêu cầu chương trình không cao lắm cốt truyện và hiệu ứng nghệ thuật chúng ta không thể tự làm được có thể thuê ngoài tóm lại chúng ta phải nhanh chóng làm ra game này muốn hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên của điện thờ bắt buộc phải hoàn thành trò chơi cuối cùng hàn phi không còn lựa chọn nào khác tôi đã đắc tội với lãnh đạo cấp cao và nhà đầu tư của công ty nếu một ngày nào đó tôi rời khỏi công ty mọi người nhất định phải tiếp tục hoàn thành trò chơi này yên tâm đi trưởng nhóm tôi có một số bạn học đang làm về chương trình game anh giai cây giả cũng nhận thấy giọng điệu của hàn phi không ổn mấy người cấp dưới đều co mày nhăn mặt duy chỉ có lý quả nhi dường như tâm trạng khá tốt trưởng nhóm cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ hoàn thành trò chơi lý quả nhi tiến đến gần hàn phi cô không ngửi thấy mùi thơm nào khác trên người hắn đôi mắt ẩn dưới cặp kính khẽ đảo qua hận ý trong mắt dường như lại tiêu tan một chút công ty rất coi trọng bạch tuộc và vĩnh sinh hiện tại chúng ta không còn đường nào khác chỉ có thể tự cứu lấy mình. Hàn Phi thay đổi bộ dạng lười biếng trước đây, hành động kiên quyết, lộ ra một mặt quyết đoán, dẫn đám người trở lại công ty, Hàn Phi chuyên tâm vào sản xuất game. Trước đây hắn mỗi ngày đi làm đều lười biếng là, vì hắn căn bản không quan tâm đến game lấy hắn làm nhân vật chính, nhưng bây giờ thì khác, để hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên, hắn bắt buộc phải làm bằng mọi giá. Hàn Phi không biết nhiều về sản xuất game, hầu hết thời gian của hắn đều là dùng kỹ năng diễn xuất để đánh lừa cấp dưới và lãnh đạo có điều bản thân hắn có năng lực thưởng thức nghệ thuật, cộng thêm gu nghệ thuật độc đáo được trau rồi trong thế giới tầng sâu, hắn rất nhanh đã xây dựng nên một thế giới kinh dị hoang, đường, tràn đầy hài hước đen tối và yêu đương đẫm máu. Thế giới tầng sâu là nơi cuộc sống của hắn check in mỗi ngày, tính cách của 10 người nữ chính cũng có cái tham khảo bên cạnh, có thể nói là hoàn toàn mô phỏng hiện thực, nên không có bất kỳ áp lực nào. Trưởng nhóm, tôi đã liên hệ với bạn học rồi, bởi vì chúng ta làm game nhỏ 2D, nên giá cả bọn họ đưa ra cũng không cao, thấp hơn giá thị trường. Được, lát nữa tôi sẽ đi gặp Triệu Thiến, nếu công ty không duyệt khoản tiền đó thì tôi sẽ tự chi. Hàn Phi làm game là để hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên, tinh thần vay nợ để làm việc này của hắn đã khiến cấp dưới đều chấn kinh. Các cấp dưới đều cảm thấy Hàn Phi là rất nghiêm túc, nhất định phải tát vào mặt Bạch Tuộc để thật sự chứng minh bản thân. Một người lãnh đạo như vậy, nhân viên làm sao có thể không nhiệt huyết được? Trưởng nhóm, phương diện mỹ thuật em có thể phụ trách, nhưng vẫn còn một chuyện rất phiền phức nữa lý quả nhi đặc biệt thích diện mạo của hàn phi hiện tại trưởng thành ổn định rất đáng để dựa vào nhạc nền và ca khúc chủ đề phải làm thế nào âm nhạc đối với game kinh dị mà nói cũng vô cùng quan trọng nâng cao bầu không khí gia tăng cảm giác nhập vai tất cả đều cần đến âm nhạc vấn đề nhỏ thôi hàn phi nhìn lý quả nhi chẳng lẽ không có ai nói với em anh còn biết hát sao tại khách sạn ở thế giới tầng sâu sau khi hàn phi dùng dao tái sinh giúp lưu ly giải thoát đã thừa hưởng giọng ca của cô ấy, hắn có yết hầu bị ma quỷ bóp nghẹt. Biết hát, Lý Quả Nhi đẩy kính của mình lên, ca khúc chủ đề không phải chỉ biết hát là có thể đảm nhiệm được, em kiến nghị vẫn nên tìm cách tìm người chuyên nghiệp để làm thì tốt hơn. Để phần âm nhạc cho anh, lát nữa anh sẽ cho mọi người thấy cái gọi là lời thì thầm của ác quỷ. Hàn Phi sắp xếp hợp lý nhiệm vụ công việc cho cấp dưới, còn hắn thì sách cặp tài liệu đi tìm Triệu Thiến. Gõ cửa phòng làm việc, Hàn Phi phát hiện Triệu Thiến đang vội vàng thu dọn một tập tài liệu, giả bộ đang bận chị thiến cuộc thảo luận của em với khách hàng đó đã sụp đổ rồi hàn phi ngồi phía trước bàn làm việc của triệu thiến cô ấy lần này không những không giúp em mà còn có thể đuổi cùng giết tận với em thậm chí có khả năng ép buộc em rời khỏi công ty cái gì cậu đã đắc tội khách hàng của công ty còn muốn tôi biểu dương vài câu sao ngoài mặt triệu thiến nghiêm nghị nhưng tia sáng trong mắt lại dịu đi một chút em có thể nghỉ việc cũng có thể chịu trách nhiệm về những sai lầm mà mình đã mắc phải nhưng những nhân viên cấp dưới của em là vô tội hàn phi tử trong cặp tài liệu lấy ra bảng kế hoạch dự án của bọn họ cả năm nay chúng em đều là lên kế hoạch và thiết kế game vĩnh sinh năm nay sắp hết rồi bạch tục đột ngột thay thế chúng em thành quả lao động gần như cả năm của bọn em đều bị anh ta hái mất trưởng thành lên đi phàn nàn cũng không có ích gì em biết lấy lại vĩnh sinh là chuyện không thể vậy nên em muốn nhanh chóng hoàn thành game tình yêu kinh dị trong tay này cuối năm rồi ít nhiều cũng phải có cái để giải thích được với cấp dưới để bọn họ đón Tết an lành. Hàn Phi đặt bản kế hoạch lên bàn, công ty đang thiếu nhân lực, cho nên chúng em muốn thuê bên ngoài phát triển chương trình front end, dự tính sơ bộ có lẽ sẽ cần. Phó nghĩa, số tiền này công ty sẽ không duyệt. Hàn Phi còn chưa nói xong, Triệu Thiến đã trực tiếp ngắt lời hắn, cậu cứ ở đây chăm chỉ làm việc, hiện tại chỉ cần làm một việc, đó là đừng phạm sai lầm nữa. Em cũng đoán được rồi. Hàn Phi cất bản kế hoạch, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, thấy Hàn Phi dứt khoát bỏ đi, Triệu Thiến lại nói, số tiền đó tương đối lớn, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu. Cảm ơn chị. Hàn Phi trở lại văn phòng bắt đầu lên kế hoạch sáng tác ca khúc và nhạc nền. Hắn có thiên phú ca hát, còn có trải nghiệm nhân sinh cực kỳ phong phú. Về phương diện sáng tác hắn đã từng đóng vai nhện, đã có những trải nghiệm sâu sắc về tâm lý của một nhà văn lớn, đã cẩn thận tìm hiểu tâm trạng sáng tác của đối phương. Kinh nghiệm vô tình tích lũy được trong quá khứ đã trở thành tài sản quý giá. Đối với Hàn Phi, ca khúc do hắn sáng tác hoang đường đen tối u ám điên cuồng nhưng trong tuyệt vọng sâu nhất luôn nhìn thấy một chút hy vọng nghe giai điệu do hắn sáng tác giống như khi một người đang dần chìm xuống biển sâu một tia sáng ấm áp chiếu qua mặt biển phản chiếu vào lòng bàn tay anh ta vào giờ ăn trưa lại một tin vui khác đến sau khi bên vận hành phát hành một số video quảng cáo và giới thiệu khái niệm game đã trực tiếp trở nên hát trên một số trang web game hàn phi cũng tranh thủ dành thời gian xem một chút video quảng cáo thí điểm vẫn chưa hoàn thành 7 trong số 10 chỗ trống bị dấu chấm hỏi che mất, chỉ lộ ra ái tình ăn mặc gợi cảm tay cầm cưa điện, triệu thiến thông minh trưởng thành và Lý Quả Nhi, ngọt ngào đáng yêu với đôi mắt đầy bệnh hoạn. Tất nhiên ngoại hình của Lý Quả Nhi và triệu thiến có thay đổi một chút, nhưng cảm giác phấn khích của bọn họ lúc đó là chân tình bộc lộ, thật hơn nhiều so với những gì diễn viên diễn xuất. Trên thị trường có rất nhiều game 18 cộng, nhưng được làm rất kỹ lưỡng như thế này, với cốt truyện phong phú, vừa kinh dị lẫn giải mã có thể nói đây là một game tình cảm cuồng loạn mà người chơi chưa từng chơi qua đến thấy cũng là lần đầu tiên. Đoạn video quảng cáo lan truyền chỉ trong một buổi sáng đã hát chị ơi hãy đến giết em đi thậm chí còn trở thành một meme phổ biến. Câu nói mở đầu được phòng theo tình huống có thật cũng gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. đa số người chơi đều đang suy đoán về danh tính của nam nhân vật chính bí ẩn này. Bọn họ đều muốn xem anh ta là ai mà lại được nhiều chị em cùng lúc thích đến muốn giết chết như vậy. Game 18 cộng này có thể phá vỡ vòng tròn câu nói mở đầu cũng đóng một vai trò rất lớn video quảng cáo hát là được rồi trước tiên vẽ một chiếc bánh lớn sau đó thì sẽ dễ dàng lừa nhà đầu tư và tài trợ rồi buổi chiều hàn phi đích thân chạy đến chỗ bạn học của anh giai cây giả để hoàn thiện một số chi tiết hắn còn hứa sẽ chia cho đối phương một khoản hoa hồng hậu kỳ game đối phương vừa nhìn thấy sự nổi tiếng của video quảng cáo game ngay lập tức đồng ý mà không chút do dự sau khi ký hợp đồng xong hàn phi tự bỏ tiền túi ra trả trước một phần để đối phương bắt tay vào làm càng sớm càng tốt bạn học của anh giai cây giả cũng không hàm hồ toàn bộ phòng làm việc ngay lập tức tăng ca làm thêm giờ để làm việc mọi chuyện đều đang đi vào quỹ đạo bình thường nhưng hàn phi lại ngày càng không có cảm giác an toàn hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang đuổi theo mình nhất định phải nhanh chóng hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ và bù đắp càng nhiều tiếc nuối càng tốt sau khi giải quyết xong công việc hàn phi không trở lại công ty hắn thuê một phòng thu âm theo hiểu biết của riêng mình về game bắt đầu sáng tác ca khúc chủ đề trên thế giới này không ai có thể hiểu được sự đau khổ cay đắng của nam chính hơn hàn phi dù sao thì hắn cũng là nhân vật chính trong câu chuyện chân thực từng câu từng chữ tất cả các nốt nhạc đều thấm đẫm máu tươi và hối hận đau khổ và tự trách từ sự ham mê hưởng thụ lúc đầu chìm dần vào hố sâu dục vọng đến bị bóng tối nhấn chìm bị trói lại trên bàn ăn những người lấy tình yêu làm con mồi cuối cùng cũng bị tình yêu đưa lên bàn ăn trở thành thức ăn trên đĩa của những người yêu khát vọng tột cùng đã biến thành tuyệt vọng tột cùng, biến hóa này chỉ có Hàn Phi mới có thể tạo ra. Không ngờ mình còn có tiềm năng trở thành ca sĩ. Hai, trải nghiệm quá nhiều, tình cảm đều sắp từ trong tiếng ca tràn ra ngoài rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Hàn Phi là người có năng lực học tập cao, có thể nói dưới sự trải nghiệm của thế giới tầng sâu, tiềm năng của bản thân đã hoàn toàn được phát huy hết. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ. Hàn Phi không chỉ sáng tác thành công ca khúc chủ đề của game tình yêu kinh dị mà còn chút bỏ mọi nỗi niềm tích tụ trong lòng. Ban đầu Hàn Phi chỉ đơn thuần là hát, nhưng dần dần hắn giống như đang kể câu chuyện của chính mình. Ngay lúc hoàn thành ca khúc chủ đề, Hàn Phi nhận được một nhắc nhở từ hệ thống. Người chơi số 0000 hãy chú ý, Thiên Phú ca hát rank ép, Yết Hầu bị ma quỷ bóp nghẹt đã kích hoạt. Tiếng ca của bạn dễ nghe vô cùng, như thể ma quỷ dưới vực sâu đang cám dỗ người lữ hành. Tiếng ca của bạn tuyệt vọng vô cùng từng nốt nhạc đầy đau khổ và bi thương, tiếng ca của bạn lảnh lót vô cùng, như thể ánh bình minh xuyên qua đám mây đen và sương mù, thoát khỏi mọi gông cùm mà vận mệnh đã ban cho bạn. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Kế thừa của tòa nhà chết chóc, nguyền rùa năng lực tấn công chủ động đã kích hoạt. Mỗi câu trong tiếng ca của bạn đều chứa đựng nguyền rùa, ca khúc nói về quá khứ của bạn, chính là một cơn ác mộng được dệt nên bởi vô số nguyền rùa. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Chúc mừng bạn đã thành công sáng tác ra nguyền rùa ranh ép, ca dao chưa đặt tên. Ca dao chưa đặt tên nguyền rùa phạm vi ranh ép, chấp nhiệm bị ác ý, hận ý và sát ý vấy bẩn sẽ hình thành nguyền rùa. Ca khúc này chính là nguyền rùa của bạn đối với vận mệnh, bạn sẽ vô hình thay đổi ảnh hưởng đến tâm trạng của người nghe, có thể kích thích tuyệt vọng trong nội tâm họ, cũng có thể làm giảm bớt hận ý trong lòng của họ đối với bạn. Chú ý, nguyền rùa tạo ra lần đầu sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, thuộc tính mị lực một. Hàn Phi vốn đang chìm đắm trong cảm xúc do bài hát mang lại, nhưng tiếng nhắc nhở đột ngột từ hệ thống đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Mình đã tạo ra một nguyền rủa. Hàn Phi liếc mắt nhìn thuộc tính của mình, thuộc tính mị lực của hắn đã biến thành 14. Không phải chứ, mình chỉ đang hát về cuộc đời của mình thôi mà. Ca khúc đã làm ra, còn chưa đặt tên thì đã trở thành nguyền rùa. Cũng có thể coi là một chuyện tốt vậy, người nghe sẽ vô hình thay đổi bị mình ảnh hưởng. Đây cũng như một loại nguyền rủa mãn tính, có lẽ tương tự như ám thị tâm lý. Sau khi thu âm xong ca khúc, hàn phi lại tái hiện lại đoạn nhạc nền tương đối kinh khủng trong ký ức của mình đối với lý quả nhi âm nhạc là khó làm nhất hàn phi chỉ dùng một buổi chiều đã giải quyết xong sau khi thanh toán tiền thuê phòng thu âm hàn phi vội vàng trở lại công ty thần thần bí bí đóng cửa phòng làm việc dưới ánh mắt ngạc nhiên của lý quả nhi hắn dần dần đến gần sau đó lấy tay nghe ra nghe xem trước tiên hãy cảm nhận một chút nghe cái gì lý quả nhi đeo tai nghe lên khi cô nghe thấy giọng của hàn phi đôi mắt xinh đẹp từ từ mở to, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tiếng ca vang lên như một giấc mơ không thể thoát ra, lại giống như ác quỷ mở rộng hai tay ôm lấy chính mình từ phía sau. Biết rõ sẽ rơi xuống vực sâu, nhưng lại không muốn rời xa vòng tay dịu dàng của hắn. Lý Quả Nhi ngây người nhìn Hàn Phi bên cạnh, cô chưa từng nghĩ người mình yêu sâu đậm vậy, mà còn có thể hát được một bài ca như thế. Nghe ca khúc này giống như đang nghiền ngẫm cuộc đời của hắn, hòa cùng cảm xúc của hắn. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Hận ý của Lý Quả Nhi đối với bạn đã giảm đi một điểm, tích lũy đã giảm 6 điểm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại xuất hiện, Hàn Phi cảm thấy hơi kinh ngạc một chút, mình đâu có làm chuyện gì đặc biệt. Có lẽ người mà Lý Quả Nhi thích lúc đầu chính là một phó nghĩa trưởng thành ổn định, năng lực làm việc cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời rất tài hoa. Những chuyện mà mình làm gần đây, có lẽ đã khiến cô ấy nhìn thấy lại những điểm sáng ở trên phó nghĩa. Phó Nghĩa cùng lúc qua lại với nhiều cô gái như vậy, anh ta là một tên cạn bã không hơn không kém, nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân anh ta cũng là một người rất có năng lực. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, EQ và IQ đều cực kỳ cao, năng lực làm việc vô cùng giỏi, hơn 30 tuổi đã bắt đầu phụ trách các dự án cốt lõi nhất của công ty, tướng mạo anh tuấn tao nhã, quan trọng nhất là anh ta còn đặc biệt giỏi ngụy trang chính mình. Em cảm thấy anh hát thế nào? Ca khúc đã phát xong, nhưng Lý Quả Nhi lại không hề có ý tháo tai nghe, cô ấy dường như chuẩn bị nghe thêm vài lần nữa. Nguyên rủa của Hàn Phi khác với những người khác điểm khác biệt lớn nhất là ở nguyền rùa của hắn sẽ khiến người nghe chủ động lắng nghe thật tuyệt vời lý quả nhi tháo kính ra nhìn hàn phi hận ý ở đáy mắt đã nhỏ đến mức không thể thấy thay vào đó là một thứ cảm xúc rất đặc biệt sắc bén hơn tình yêu và nhẹ nhàng hơn tuyệt vọng giống như một cô gái muốn ngắt bông hoa hồng trên tường xuống cô biết rõ mình không thể chạm vào nó nhưng lại cố gắng hết lần này đến lần khác bên cạnh bức tường đầy gai trưởng nhóm còn biết hát anh dai cây giả và các thành viên khác trong nhóm tập trung lại xung quanh. Anh ta không nháy mắt tháo chiếc tai nghe mà Lý Quả Nhi đang đeo xuống, tự mình lắng nghe. Những người khác nhau sau khi nghe ca khúc này cảm giác cũng hoàn toàn không giống nhau. Lý Quả Nhi cảm thấy mình đã được ác quỷ ôm lấy, lắng nghe ác quỷ kể về cuộc đời của mình. Anh dai cây giả thì lại cảm thấy mình bị một con sóng lớn ném vào trong cơn ác mộng. Anh đi trong một thành phố tăm tối, xung quanh chỉ có tuyệt vọng, duy nhất cuối chân trời có một ánh lửa mờ ảo. Hay! Lợi hại quá. Địa trung hải của anh dai cây giả đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghĩ lại vẫn còn dùng mình. Tôi phải nhanh chóng nghe vài đoạn tấu hài để bình tĩnh lại đã. Hàn Phi bảo các thành viên trong nhóm đều nghe hết một lượt. Lần đầu tiên nghe hiệu ứng là mạnh nhất, dần dần hiệu ứng sẽ yếu hơn nhiều. Nhưng nếu như cứ nghe lặp lại một bài, thì sẽ phát sinh ảnh hưởng vi diệu hơn nữa đối với người nghe. Nếu như mình hát trực tiếp thì chắc còn sốc hơn. Người khác là đang hát, Hàn Phi là đang nguyền rủa, ca khúc của người khác có thể thu hút được fan, ca khúc của hắn có thể thu hút được fan cuồng. Sau lưu bài hát, Hàn Phi yêu cầu anh giai cây giả phải luôn giữ liên lạc với bạn học của mình, đồng thời yêu cầu một cấp dưới khác đến bộ phận vận hành, nhân lúc game Vĩnh Sinh chưa bắt đầu tuyên truyền, cố gắng chiếm giữ nhiều nguồn lực tuyên truyền hơn. Sau khi làm xong những chuyện này, Hàn Phi đang định chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, Triệu Thiến lại tìm đến cửa. Phó Nghĩa, cậu ra ngoài một chút. Nghe giọng nói của Triệu Thiến không ổn lắm, Hàn Phi cầm tay nghe trên bàn đi đến phòng làm việc của cô ấy, công ty đã đồng ý phê duyệt tiền đầu tư cho em rồi sao game nhỏ còn chưa bắt đầu quảng bá kỳ vọng của người chơi đã vô cùng cao rồi chỉ cần đầu tư một chút chắc chắn sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền giữa cậu và đỗ xu rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy triệu thiến không trả lời câu hỏi của hàn phi mà hỏi một câu khác xem ra công ty vẫn không đồng ý cho em cơ hội này rồi hàn phi cũng không giấu giếm trực tiếp kể ra chuyện phát sinh khi đi gặp đỗ xu về cơ bản không có gì thay đổi hắn chỉ tạo nên cho mình là một người bố mệnh khổ của một gã lãng tử quay đầu, miêu tả Đỗ Xu thành một nhân vật phản diện có tiền có quyền, tâm lý méo mó, cực kỳ tự cao tự đại. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Hận ý của Triệu Thiến đối với bạn giảm đi một điểm. Sau khi nghe xong lời Hàn Phi nói, vẻ mặt của Triệu Thiến vẫn rất nghiêm túc, nhưng lời nhắc nhở của hệ thống nói cho hắn biết, trong lòng cô ấy đã có một chút thay đổi. Trước đây Phó Nghĩa tham sắc phụ Nghĩa, chỉ coi trọng lợi ích, bây giờ Hàn Phi trọng tình trọng Nghĩa, kiên định giới hạn, đừng nói là hẹn hò với người khác giới, ngay cả nói một câu bình thường với người khác giới hắn đều phải cân nhắc rất lâu. Đỗ Xu chính là cổ đông lớn của công ty, những ngành kiếm được nhiều tiền nhất ở thành phố này, căn bản đều có ảnh hưởng của nhà bọn họ, cậu đấu với cô ấy như thế, cuối cùng nhất định sẽ chết rất thê thảm. Giọng điệu của Triệu Thiến khi nói chuyện đã khác trước. Thật ra gần đây em luôn có một loại linh cảm đặc biệt, có lẽ em sẽ không còn trụ được bao lâu nữa hàn phi cười thê lương có lẽ là do em đã làm quá nhiều việc sai trái em biết mình đã không còn thuốc chữa cũng không nghĩ mình có thể có được kết quả tốt đẹp gì bây giờ em chỉ muốn trước khi kết thúc sinh mệnh hoàn thành một số chuyện trên người hàn phi không có chút dấu vết nào là đang diễn kịch hắn quả thực đã nhập vai thành chính mình làm tốt game cuối cùng này cho những cấp dưới tín nhiệm mình một lời giải thích nhìn thấy con trai lớn trở lại trường học thoát khỏi ám ảnh bị bắt nạt cùng đón một lần sinh nhật với con trai nhỏ đưa nó đi chơi công viên vui chơi giải trí một lần thời gian còn lại em muốn cố gắng sửa đổi lỗi lầm của mình cuối cùng chọn chết theo một cách mà họ muốn ngay khi lời cuối cùng được thốt ra hàn phi đột nhiên ho dữ dội kinh ngạc nhìn xuống mũi lại bắt đầu chảy máu không giống như lần trước lần này hắn cảm thấy khó chịu rõ rệt em xin lỗi khi hàn phi ngẩng lên triệu thiến đã đưa khăn giấy cho hắn công ty sẽ không duyệt khoản tiền đó đâu về việc vận hành quảng bá game của các cậu sau này cũng sẽ bị gián đoạn toàn bộ nguồn lực sẽ được sử dụng hết cho game vĩnh sinh Triệu Thiến nói với Hàn Phi một chuyện rất xấu, có điều cô ấy dường như đã sớm có sự chuẩn bị. Sau khi nói xong, trực tiếp lấy ra một hợp đồng từ trong ngăn kéo. Nhưng cá nhân tôi có thể cung cấp cho cậu một nửa số tiền, đến lúc đó cậu có thể dùng lợi nhuận của game để bù cho tôi. Ngộ nhỡ game không bán được nhiều tiền thì sao? Vậy thì cậu hãy sống cho tốt, rồi từ từ trả nợ cho tôi. Triệu Thiến vẫn giữ vẻ mặt không vui, vô cùng nghiêm túc, nhưng cô ấy lúc này còn khiến Hàn Phi yên tâm hơn rất nhiều so với lúc cười bình thường sau khi đọc kỹ hợp đồng hàn phi chắc chắn không có vấn đề gì liền ký tên của phó nghĩa cảm ơn triệu tổng đừng cảm ơn tôi game đó nhất định sẽ hái ra tiền tôi vô cùng tin tưởng vào năng lực của cậu dù sao thì cậu cũng là do một tay tôi nâng đỡ triệu thiến đưa cho hàn phi một bản hợp đồng giữ lại cho mình một bản tiếp theo xua xua tay ra hiệu hắn có thể rời đi sau khi lau sạch máu hàn phi mang theo hợp đồng bước ra khỏi phòng làm việc vừa đi ra liền cảm thấy choáng váng dựa vào tường một lúc lâu mới có thể thích ứng mình phải nhân lúc tố chất cơ thể còn chưa suy yếu, nhanh chóng đi làm nhiều thứ hơn nữa, lợi dụng danh hiệu hành hiệp trượng nghĩa, nhanh chóng nâng cao level. Mỗi lần lên level thể lực có thể tăng thêm 2 điểm, thể lực cứ mỗi người điểm sẽ là một ngưỡng, sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, Hàn Phi vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng gọi của anh dai cây giả. Trưởng nhóm, anh bị đánh à? Sao trên mũi toàn là máu thế kia? Tôi bị triệu thiến một cước đấm cho bay xa 10 mét, Hàn Phi bĩu môi, có chút không nói nên lời, làm tốt nhiệm vụ của mình đi, ai lại đánh người trong phòng làm việc của lãnh đạo chứ? Thế thì còn chưa chắc, hôm qua tôi xem tin tức, có một vị phụ huynh đã chạy vào văn phòng làm việc của trường và đánh, cho hiệu trưởng một trận. Tin tức nhất định sẽ có phóng đại một chút, đúng rồi, mặt của vị phụ huynh đó có bị làm mờ không? Có làm mờ rồi, nhưng phong cách ăn mặc của anh ấy tôi cảm thấy quen lắm. Anh dai cây giả sờ sờ cầm, có một sự quen thuộc không thể giải thích được. Khi Hàn Phi đang nói chuyện với anh dai cây giả, lý quả nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của hắn một lúc cô ấy dường như cũng đã cảm nhận được điều gì đó sau một ngày bận rộn cuối cùng cũng đã đến giờ tan làm để hoàn thành nhiệm vụ điện thở hàn phi vốn định phá lệ tăng ca thêm nửa tiếng nhưng hắn lại đột nhiên nhận được điện thoại của người vợ ở nhà xảy ra chuyện gì sao sau khi em đón phó thiên từ trường về muốn nhân tiện ghé qua thăm phó sinh xem thế nào nhưng giáo viên nói hôm nay phó sinh không hề đến trường không đến trường hàn phi đứng lên lập tức bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc đừng lo lắng anh lập tức qua đó em bây giờ đang ở đâu em vẫn đang ở trường cúp điện thoại hàn phi mặc áo khoác lên liền chạy ra khỏi công ty hắn vội vàng rời đi không hề nhận ra rằng sau khi hắn chạy ra khỏi công ty lý quả nhi và triệu thiến cứ như là đã bàn bạc riêng với nhau rồi đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía xa đang dần biến mất của hắn cả hai bọn họ đều giả vờ bận việc nhưng ánh mắt lại cùng nhìn về một chỗ chỉ có điều cảm xúc chất chứa trong mắt hai người lại hoàn toàn khác nhau nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha